Bát gia tái thế, Trần Đức. Tập 28. Vô cùng yếu ớt, nhỏ bé. Tên xấu xa đó vẫn chưa ra hà, Ưng Thanh Vũ nhìn ngó xung quanh, không thấy bóng dáng của Trần Đức, nghi hoặc hỏi. Âu Dã Tư Linh nói, anh ấy vẫn đang bế quan. Không biết lần này tên xấu xa có thể đột phá được bao nhiêu, hừ hừ, chắc Trần anh ấy không như em, trước đẩy anh ấy bảo vệ em. Sau này em báo về anh ấy, Ưng Thanh Vũ lanh lẹ nói. Đột nhiên, lúc cô ta vừa nói xong, trên bầu trời xanh, đột nhiên truyền đến tiếng sấm nổ, bỗng chốc, gió nối mây cuộn, sắc trời biến đổi. Màu đỏ, màu đen, màu trắng, sấm chớp ầm ầm, lóe tia điện từng trận. Trên bầu trời xanh, tầng mây như lốc xoáy, vòng xoáy sâu thẳm nối lên chính giữa như kết nối một vùng đất chưa biết rõ. Cùng lúc đó, một luồng khí tức kinh hãi, nguy hiểm, khủng bố, chết chóc giáng xuống người mỗi một người. Trong tích tắc, rõ ràng, ở hiện trường, ngoại trừ Ưng Thanh Vũ, cơ thể mỗi một người như bị khóa chặt, bao trùm, giam cầm, không nhúc nhích nổi. Chuyện gì vậy, Trình Lâm Phong hãi hùng. Không nhúc nhích nổi, chúng ta bị khóa chặt. Rồi, đã xảy ra chuyện gì? Đệ tử, chấp pháp, các chướng lão lưỡng nghi tông đều tê dại ra đầu. Dâng lên cảm giác bất lực sâu sặc, dường như đối diện với cường giả vô hình, mồ hôi chảy như mưa. Chẳng lẽ nhà họ Ưng, tìm đến rồi. Tất cả mọi người đều cứng đờ cốp nhìn lên trời. Cao, vòng xoáy xuất hiện được một lúc, hí. Một tiếng kêu sặc bén lanh lảnh vang khắp cả lưỡng nghi tông, cùng lúc đó, trung tâm vòng xoáy xuất hiện con chim màu đỏ rực, dài đến hơn 100 mét. Trên người con chim, ngọn lửa rực cháy. Đôi cánh tung bay, đám mây màu đen trở nên đỏ rực một vùng, chân trời như xuất hiện đám mấy lửa, cả lưỡng nghi tông đều bị bao trùm bởi màu đỏ đó. Chim bất tử, con người của Trình Lãm Phong co lại, con chim đó rất giống trong truyền thuyết, chim bất tử thực sự. Ông ta chỉ từng thấy trên sách cổ. Trong phút chốc, chim bất tử đó bao trùm bởi ngọn lửa, sau đó hóa thành một người đàn ông trung niên, cao cao tại thượng, người đàn ông trung niên như đế vương. Chấn hãi. Cánh này khiến lòng người vô cùng chấn hãi. Một con chim bất tử thực sự, hóa thành người trước mặt bọn họ, cảnh tượng này, bọn họ đâu từng nhìn thấy. Kế cả nhà họ Ưng cũng không làm được. Chỉ vì, nhà họ Ưng chỉ có huyết mạch của chim bất tử, huyết mạch xa xôi. Bán thế của họ, mà trước mắt, thật sự là một người chỉ được ghi lại sách sử, trong truyền thuyết. Người đàn ông trung niên đứng trong cơn lốc xoáy trên trời rũ mặt nhìn xuống lưỡng nghi tông. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại trên người Ưng Thanh Vũ. Ánh mắt ấy của ông ta giống như nhìn thấu được mọi thứ, liếc mắt một cái xuyên suốt muôn đời, chỉ liếc cô ta một cái thôi mà trong cơ thể Ưng Thanh Vũ đã bộc phát ra một luồng sức mạnh bất tử điếu giống như ông ta, thậm chí còn tinh khiết hơn cả ông ta. Cánh chim đỏ rực bỗng xuất hiện sau lưng Ưng Thanh Vũ. Mái tóc đuôi ngựa tân ra, hàng ngàn sợi tóc đen nhánh cũng chớ nên đó rực. Thần lực bất tử điều trong cơ thể Ưng Thanh Vũ hoàn toàn không kìm được bùng nổ. Nó khác hoàn toàn với lần đầu tiên khi cỏ ta giải trừ và phá hủy phong ấn. Lần đó, Ưng Thanh Vũ hoàn toàn là kháng cự và căm hận nó. Lần này, Ưng Thanh Vũ lại cảm thấy rất may mắn, đôi mắt đen nhánh biến thành màu đỏ kết hợp với mái tóc đỏ xõa tung ngang eo trông giống như một tinh linh, một vị công chúa cực kỳ thần thánh. Ông là ai? Ưng Thanh Vũ là người duy nhất có thể nhúc nhích và nói chuyện ở trong sân, còn mọi người trong lưỡng nghi tông, kể cả Âu Dã Tư Linh đều không thể nhúc nhích, dù là đầu lưỡi cũng không thể mấp máy. Người đến cực kỳ khủng bố. Thậm chí họ còn có thể khẳng định, nếu người đàn ổng trung niên kia muốn thì chỉ cần một suy nghĩ thôi là lưỡng nghi tông họ sẽ lập tức bị xóa sổ và biến mất khỏi thế gian này. Bọn họ không thể nói chuyện, cũng không dám nói chuyện. Cuối cùng. Hạt giống mà công chúa gieo xuống cũng thành công rồi ư, người đàn ông trung niên chắp hai tay sau lưng, áo dài trên người bay phần phật, đứng trong lốc xoáy và sấm sét giống như một vị thần, một vị vua chân chính đang nhìn xuống nhân gian. Ông ta nhìn chăm chăm Ưng Thanh Vũ một lát rồi nói. Tôi tên Đoàn Sơn Nhạc, đến từ tộc Bất Tứ Điếu ở Đại Thiên Thế Giới, đặc biệt đến đây để đón cô về nhà. Đại Thiên Thế Giới. Ưng Thanh Vũ biết Đại Thiên Thế Giới, đó là một giới cực kỳ lớn. Ở trước mặt nó, Vân Tiêu Giới thật sự rất nhỏ bé và chẳng đáng là gì hết. Khi tất cả các cao thủ đạt tới một cảnh giới nhất định thì đều sẽ đi đến Đại Thiên Thế Giới.
chỉ có ở đó mới có thể đứng ở vị trí cao hơn và đi được xa hơn. Ưng Thanh Vũ và toàn bộ Lưỡng Nghi Tông không ai là không hoảng sợ. Không ngờ, người của đại thiên thế giới sẽ đến một nơi như Vân Tiêu giới. Đúng thật là khó tin. Tiền bối, ông nói về nhà là sao, người đến quá mạnh, Ưng Thanh Vũ thu hồi vẻ gàn bướng của. Ngày thường, khẽ cười, nghiêm túc nói, nhà của tôi hình như cũng không phải ở đại thiên thế giới. Trước đây không phải, cũng chẳng có tư cách ấy. Nhưng, bắt đầu từ giây phút này, cô đã thuộc về đại thiên thế giới, thuộc về tộc bất tử điếu, Đoàn Sơn Nhạc cũng không có giải thích, vung tay lên, thoáng chốc, một luồng sáng màu đỏ xỏ xuyên không gian, bao phủ lấy Ưng Thanh Vũ. Giờ phút này, một thần tôn tầng 8 như Ưng Thanh Vũ lại giống như một đứa bé đứng trước mặt người khổng lồ, chẳng hề có chút sức chống cự nào, trực tiếp bị luồng sáng đỏ kia bao trùm, cuốn lên như bắt cá, kéo cô ta bay về phía Đoàn Sơn Nhạc. Thả tôi ra, tôi không muốn đi theo ông, Ưng Thanh Vũ lo lắng, sợ hãi, trong lòng sốt ruột không thôi. Nhưng, bất kể cô ta giãy giụa như thế nào thì khi đối mặt với luồng sáng đỏ kia vẫn chẳng có cách nào. Giống như lún vào vũng bùn, không thể giãy giụa. Đoàn Sơn Nhạc hờ hững, chẳng thèm để ý, làm lơ tiếng hét của Ưng Thanh Vũ, trực tiếp bắt cô ta lên trời. Đối mặt với điều đó, Âu Dã Tư Linh, Trình Lâm Phong, Đồ Trường Sinh và 2-3 ngàn người của Lưỡng Nghi Tông chỉ có thể trơ mắt nhìn. Bọn họ có lòng nhưng lại không có sức. Đừng nói cứu người, ngay cả hít thở thôi đã là một điều hết sức xa xỉ. Chỉ cần Đoàn Sơn Nhạc suy nghĩ một cái thôi là họ có thể bị mất mạng bất cứ lúc nào. Giờ đây, họ thật sự cảm giác được tuyệt vọng, còn tuyệt vọng hơn cả khi bị Cung Trường Lâm phán bội, bị nhà họ Ưng tạo áp lực 100 ngàn lần. Lúc này, họ chỉ cảm thấy mình không phải gặp phải người, mà là một vị thần. Một vị thần không ai sánh nổi. Trong đầu họ chỉ còn lại sự kinh ngạc, hoảng sợ đầy khủng bố. Đúng lúc này, bỗng dưng, không gian cuốn lên một cơn gió lốc. Sau đó, một bóng người nhảy ra từ trong lầu các, xông về phía Ưng Thanh Vũ. Tên khốn, mau cứu em, một. Người đến không phải ai khác chính là Trần Đức. Anh xông đến trước mặt Ưng Thanh Vũ, trực tiếp giơ lên một quyền đấm thẳng lên quầng sáng màu đỏ kia. Rắc! Quầng sáng vỡ nát, Ưng Thanh Vũ vùng ra, Trần Đức ôm lấy eo cô ấy rồi bế thốc lên, hạ xuống đất. Tên khốn, cuối cùng anh cũng đi ra. Trong mắt Ưng Thanh Vũ ẩn ẩn nước mứt, hơi tủi thân, vốn tưởng rằng đạt tới thần tôn tầng 8 thì không ai có thể làm gì mình. Ai ngờ, đối mặt Đoàn Sơn Nhạc, cô ta lại hoàn toàn bất lực như vậy. Không sao, có anh đây, Trần Đức chán trước mặt Ưng Thanh Vũ, dáng người cao to che chắn kín mít. Sau đó, anh ngẩng đầu nhìn Đoàn Sơn Nhạc, trong lòng không khỏi nghiêm túc. Người đến rất mạnh, là võ giả mạnh nhất mà anh từng gặp từ trước đến nay. Ở trước mặt Đoàn Sơn Nhạc, dù là anh cũng cảm thấy mình hết sức nhỏ bé thì có thể hiểu rồi đó. Trần Đức đứng thẳng trực tiếp đối mặt với ổng ta, không nói gì. Trong tình huống này, anh chỉ có thể chọn cách im lặng. Hừ, trái lại Đoàn Sơn Nhạc lại không khỏi liếc Trần Đức mấy cái. Thông thần tầng 9. Cảnh giới như vậy lại có thể phá tan sức mạnh trói buộc của ông ta. Tuy đây chỉ là một phần tỷ sức mạnh của ổng ta, nhưng vẫn khiến Đoàn Sơn Nhạc hết sức kinh ngạc. Song, sự kinh ngạc ấy lại cực kỳ ngắn ngủi. Có mạnh thì cũng chỉ là thông thần tầng 9, thật sự rất yếu, hoàn toàn không lọt được vào mật xanh của ông ta. Sau đó, ông ta hờ hững nói, 3 giây, không muốn chết thì tránh ra. Không biết tiền bối có quan hệ gì với Thanh Vũ, tại sao phải bắt cô ấy đi? Ánh mắt Trần Đức tràn đầy nghiêm trọng, cực kỳ cảnh giác, đề phòng nhìn ông ta. Anh vừa tình, không biết thản phận và mục đích của người này. Ông ta tên là Đoàn Sơn Nhạc, nói lẻ đến từ tộc bất tử điếu ở đại thiên thế giới, Ưng Thanh Vũ khẽ nói bẽn tai Trần Đức, bảo muốn dẫn em về nhà. Tộc bất tử điếu, đại thiên thế giới, trong thức hải, Linh Lung kinh ngạc nói, chẳng phải tộc bất tử điếu chân chính đã bị diệt sạch rồi sao? Sao còn có người? Linh Lung, cô biết bọn họ, Trần Đức hỏi. Ừ, trong đại thiên thế giới có các chủng tộc như người, yêu, linh tộc. Tộc bất tử điếu thuộc yêu tộc, chỉ là, từ 2000 năm trước, bộ tộc này đã biến mất. Không ngờ, lại xuất hiện. Người này... Cho dù ta ở thời kỳ đỉnh cao cũng không phải đối thủ của ông ta, Linh Lung cũng hết sức cẩn thận. 3 giây, hết rồi, Đoàn Sơn Nhạc bất chợt mở miệng.
Ông ta vừa nói xong bèn vươn một bàn tay, cách không đập xuống. Ầm, ầm, ầm. Trong đất trời bỗng xuất hiện một sức mạnh pháp tắc khủng bố, mạnh mẽ đến cùng cực ập về phía Trần Đức. Thoáng chốc, Trần Đức lập tức bay ngược ra ngoài, liên tiếp va sập ba ngọn núi lớn mới dừng lại. Bị thương nặng. Một chưởng nhẹ nhàng, mềm mại kia đã khiến Trần Đức vừa đột phá lập tức bị thương nặng. May mà anh có thần lực bất tử điểu nên vết thương trong người cũng nhanh chóng khôi phục lại. Nhưng, một số chỗ bị thương nặng vừa khôi phục đã lập tức nứt ra, lặp lại hơn mấy chục thậm chí cả trảm lần mới dần dần lành lặn. Khụ. Trần Đức khụ ra một búng máu, mặt mày trắng bệch, gian nan bỏ lên. Không chết. Đoàn Sơn Nhạc lại kinh ngạc, nhưng sự kinh ngạc ấy cũng chỉ xảy ra trong nháy mắt. Dù Trần Đức không chết thì ông ta cũng chẳng quan tâm lắm. Voi gì ảm kiến một cái, kiến không chết, nhưng voi sẽ để ý đến sự sống chết của một con kiến sao? Hoàn toàn không. Trong mắt voi, con kiến có chết hay không đều chẳng quan trọng, không phải sao? Ánh mắt ông ta lại nhìn về phía Ưng Thanh Vũ, lạnh nhạt nói, đừng mất thời gian nữa, đi. Cùng lúc đó, ông ta vươn tay chụp một cái. Thoáng chốc, không gian đằng sau Ưng Thanh Vũ lập tức nứt ra một mảng đen tối, tức thì nuốt lấy cô ta. Ngay sau đó, khi Ưng Thanh Vũ xuất hiện thì đã ở bên cạnh ông ta. Cả quá trình, Đoàn Sơn Nhạc giống như đang chơi, ung dung thoải mái, không chút trở ngại. Ở trước mặt ông ta, 2-3 ngàn người từ trên xuống dưới của Lưỡng Nghi Tông giống như chỉ là những bức tượng trưng bày, chẳng làm nên trò trống gì. Kế tiếp, ông ta định rời đi. Ông đứng lại đó cho tôi. Một luồng sáng phóng thẳng đến từ xa, Trần Đức trắng màng đến tính mạng, tiếp tục xông về phía Đoàn Sơn Nhạc. Ha ha! Đoàn Sơn Nhạc cảm thấy không thú vị, một sợi tóc trên đầu ông ta rớt xuống, bay về phía Trần Đức. Một sợi tóc đen bình thường, nhưng lại giống như một ngọn núi cao, vù vù rơi xuống, không gian cũng xuất hiện từng đường sóng gợn. Trần Đức vậy mà lại cảm giác được sự nguy hiểm đến từ nó. Anh lập tức thi triển cửu trọng cực ảnh đấm ra. Một quyền. Keng. Một tiếng kim loại ngân vang, nắm tay của Trần Đức kêu lên răng rắc, rồi nổ tung. Còn sợi tóc kia thì sao? Nó vẫn chẳng hề hấn gì. Mẹ, Trần Đức không nhịn nổi văng tục. Mẹ nó ông ta là cái quái gì vậy? Một sợi tóc thôi đã có thể cứng đối cứng với nắm tay anh. Đây là lần đầu tiên anh được chứng kiến cái gì gọi là cao thủ đỉnh cấp. Trần Đức vừa nói xong, sợi tóc kia bèn chủ động tấn công, quét ngang đến. Anh chỉ cảm thấy như có một dãy núi khổng lồ rơi xuống, một cảm giác nguy hiểm lập tức ập tới. Phụt! Giây tiếp theo, sợi tóc kia đập ngang ngực anh, một miệng vết thương đỏ chót lập tức nở rộ, máu tươi không ngừng trào ra, trông hết sức chói mắt. Tên khốn, sắc mặt Ưng Thanh Vũ trắng bệch. Vội vàng nói với Đoàn Sơn Nhạc, đừng đánh anh ấy, đừng đánh anh ấy, tôi đi theo ống. Được, Đoàn Sơn Nhạc gật đầu, sợi tóc kia cũng không tấn công nữa, chỉ vắt ngang trước mặt Trần Đức. Linh Lung, cho tỏi mượn sức mạnh của cô, tôi nhất định phải cứu Thanh Vũ. Trần Đức nổi giận, chuẩn bị sử dụng đỉnh Long Văn đánh với Đoàn Sơn Nhạc một trận. Nhóc Trần, đừng cứu, lúc này, Linh Lung như nhớ tới cái gì, nới với anh, để cho cô nhóc kia đi với ông ta đi. Hủ, tại sao, Trần Đức hỏi. Có hai lý do, đầu tiên, anh và tôi cũng không phải đối thủ của Đoàn Sơn Nhạc. Nếu sử dụng đỉnh Long Văn thì chẳng những không đánh ông ta bị thương được, e rằng còn có thể rước lấy họa chết người. Thứ hai, cô nhóc kia cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Chẳng những thế, thậm chí, rất có thể sẽ đạt được một cơ duyên to lớn. Hử, Trần Đức hỏi, tại sao lại nói như vậy? Trần Đức, trong khoảng thời gian này, anh đã luyện hóa và cắn nuốt sức mạnh huyết mạch của bất tử điểu giúp cô ta. Vậy có phát hiện ra hiện tượng gì không? Không đợi Trần Đức mớ miệng, Linh Lung đã nói tiếp, cô nhóc kia không coi như là một người hoàn chỉnh đúng không? Đúng vậy, tinh thần Trần Đức lập tức tràn đầy nghiêm trọng, điều đó thì có liên quan gì đến Đoàn Sơn Nhạc? Một tháng trước, Trần Đức luyện hóa huyết mạch giúp Ưng Thanh Vũ thì anh chợt phát hiện ra một chuyện hết sức kinh người trong sức mạnh bị phong ấn kia. Ưng Thanh Vũ không hoàn chỉnh. Loại không hoàn chỉnh đó không phải là nói đến cơ thể hay khuôn mặt, mà là thần thức của cô ấy. Thần thức của người thường tương đương linh hồn, 3 hồn 7 vía, cẩn thận quan sát thì sẽ tuần hoàn theo một quy luật, là một linh hồn hoàn chỉnh. Nhưng Ưng Thanh Vũ thì sao? Thần thức của cô ấy rất yếu,
nếu nói người thường có ba hồn bảy vía, vậy Ưng Thanh Vũ chỉ có một nửa là hai hồn ba vía. Thế nên, Ưng Thanh Vũ hoạt bát, ngây thơ, không chút toan tính. Song, đó cũng là một sự thiếu hụt chí mạng của cô ấy. Nếu gặp phải tu sĩ chuyên tu thần hồn thì Ưng Thanh Vũ sẽ lập tức bại lộ sự thiếu hụt ấy của mình. Trần Đức cũng không hiểu tại sao cô ấy lại như vậy. Nhưng, điều đó thì có liên quan gì đến Đoàn Sơn Nhạc? Đương nhiên liên quan rồi, Linh Lung chậm rãi nói, 2000 năm trước, tộc Bất Tử Điểu gặp phải nỗi đau diệt tộc, nghe đồn chỉ còn có hai người còn sống. Nếu nghe đồn là thật thì Đoàn Sơn Nhạc chính là một trong hai người đó. Mà người thứ hai, chính là công chúa của tộc Bất Tử Điểu. Tôi nghi ngờ cô nhóc kia có liên quan đến công chúa của tộc Bất Tử Điểu, một nửa thần hồn khác. Của cô ta rất có khả năng có quan hệ đến cô công chúa kia. Tóm lại, giải thích lén có chút rắc rối, Trần Đức, anh tin tôi, cô ta chắc Trần sẽ không có nguy hiểm. Được rồi. Trần Đức khẽ gật đầu, tộc Bất Tử Điểu chỉ còn lại hai người, vậy huyết mạch của Ưng Thanh Vũ chính là dòng suối mát chẽn sa mạc nên sao bộ tộc đó có thể hại cô ấy được. Có điều, Linh Lung à. Tên kia mạnh thật, một sợi tóc thôi đã có thể đánh tôi bị thương rồi, Trần Đức hơi khó chịu, đây là lần đầu tiên anh bị như vậy trong 20 năm qua. Một sợi tóc đó, anh có mơ cũng không ngờ sẽ có người có thể dùng một sợi tóc cản mình lại được. Đương nhiên mạnh rồi, ông ta phải sống ít nhất là 2000 năm, anh mới sống bao nhiêu năm. Ông ta ăn muối còn nhiều hơn anh ản cơm đó, Linh Lung lập tức trợn mắt khinh bỉ, hơn nữa, ông ta còn có huyết mạch Bất Tử Điếu. Anh không phải đối thủ thì là chuyện hết sức bình thường thôi. Cùng lúc đó, Đoàn Sơn Nhạc cũng đang kiểm tra tình hình huyết mạch của Ưng Thanh Vũ. Qua khoảng 10 giây, ánh mắt của ông ta lại bỗng dưng nhìn về phía Trần Đức, cậu là người giúp cô ta luyện hóa huyết mạch. Đúng vậy. Tuy không địch lại Đoàn Sơn Nhạc, Trần Đức vẫn thong dong bình tĩnh, không kiêu không nịnh, lạnh nhạt nói, có gì dạy bảo à? Hừ, tộc Bất Tử Điếu cũng không thích mặc nợ ai. Đoàn Sơn Nhạc vung tay lên, một cái ngọc bội đỏ như máu hóa thành một luồng sáng rớt xuống chỗ Trần Đức, trong đây có một giọt máu của tôi, đeo nó lên, vào giây phút sống còn có thể cứu cậu một mạng. Máu của Bất Tử Điếu. Trần Đức nhận lấy ngọc bội, tâm thần khẽ nhúc nhích, anh có thể rõ ràng cảm nhận được năng lượng khủng bố ẩn chứa trong nó. Nhóc Trần, anh kiếm bộn rồi, Linh Lung nói, đợi anh đột phá thần tôn, luyện hóa giọt máu này thì thực lực sẽ tảng vọt. Đúng là thế, nhưng tôi vẫn cứ gai mắt cái vẻ ta đây của ông ta, mặt mày Trần Đức lạnh tanh, cực kỳ khó chịu với Đoàn Sơn Nhạc. Gai mắt thì sao, ông ta và anh không phải là người cùng một thế giới. Anh và Lưỡng Nghi Tông quá yếu, với tính tình và thực lực của ông ta tặng anh máu đã rất tốt rồi, Linh Lung nói. Trần Đức im lặng. Đúng vậy, Đoàn Sơn Nhạc quả thật là rất mạnh. Với thực lực của ông ta, hoàn toàn không cần tặng máu. Nếu định mạnh mẽ dẫn Ưng Thanh Vũ đi thì toàn bộ Lưỡng Nghi Tông, ai có thể ngăn đây? Mặc dù mượn sức mạnh của Linh Lung thì cũng chẳng có tác dụng gì. Có thể tặng máu và nói ra câu không thích mắc nợ ai thì đứng ở vị trí của Đoàn Sơn Nhạc đã là nể mặt Trần Đức lắm rồi. Được rồi, nhóc con, chúng ta đi thôi. Cùng lúc đó, Đoàn Sơn Nhạc cũng quay đầu đi, hóa thành Bất Tử Điểu xoay quanh trên trời nói với Ưng Thanh Vũ, ngồi lên đi, tôi dẫn cô đến một thế giới càng rộng lớn hơn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tỏi, trong đôi mắt xinh đẹp của Ưng Thanh Vũ lóe lên vẻ sợ hãi và do dự. Thanh Vũ, đi với ông ta đi, không sao đâu, tin anh, Trần Đức nhìn Ưng Thanh Vũ, khóe môi cong lên nở một nụ cười dịu dàng. Đúng vậy, Đoàn Sơn Nhạc quả thật rất kiêu ngạo, anh vô cùng gai mặt ông ta. Nhưng, nếu như lời Linh Lung thì đi theo Đoàn Sơn Nhạc. Ưng Thanh Vũ sẽ có khả năng đạt được cơ duyên lớn hơn nữa và bổ sung đầy đủ được thần thức của mình. Thần thức không được đầy đủ thì với võ giả là một tai họa ngầm rất lớn. Giờ, có lẽ sẽ không lộ ra vấn đề gì, nhưng sau đó, có thể sẽ trở thành điểm chết người. Anh không muốn Ưng Thanh Vũ có ngày đó. Đi với Đoàn Sơn Nhạc chính là sự lựa chọn tốt nhất. Một thời gian nữa, anh sẽ đi Đại Thiên Thế Giới tìm em, Trần Đức nói với vẻ hết sức chân thành. Anh cũng không phải đang an ủi Ưng Thanh Vũ, nếu muốn tiến tới một cảnh giới cao hơn, mạnh hơn thì tất nhiên phải đi Đại Thiên Thế Giới. Huống chi, quê hương của Linh Lung cũng ở đó. Anh từng nói sẽ đưa Linh Lung trở về. Được. Ưng Thanh Vũ đỏ mặt nói, tên khốn, lần sau gặp lại, em nhất định sẽ mạnh hơn anh.
đến lúc đó, sẽ không còn là anh bảo vệ em nữa, mà là em bảo vệ anh. Cô ta vừa nói vừa nhảy lên bất tử điếu. Bất tử điếu dài đến 100 mét, vỗ hai cánh một cái, gió lốc nổi lèn, cùng với đó là từng tiếng sấm đi đùng, rồi hoàn toàn biến mất khỏi không trung. Vèo. Ông ta vừa đi, cả đất trời lập tức khôi phục ánh sáng, khí thế trói buộc, giam cầm mọi người cũng biến mất. Mọi người như được tha tội chết. 2-3 ngàn đệ tử và chấp pháp giả đều thở hổn hển, mặt mày trắng bệch hoặc đỏ lừ. Dù ông ta đã rời khỏi nhưng nỗi sợ hãi kia vẫn quanh quẩn trong lòng bọn họ. Song, họ lại càng kính nể và sùng bái Trần Đức. Hơn, bởi vì khi đối mặt đoàn Sơn Nhạc, cả Lưỡng Nghi Tông chỉ có tông chủ của họ là người có thể tự do hành động không bị ảnh hưởng chút nào. Bất kể là lòng dũng cảm hay thực lực thì Trần Bát Hoang đã sớm bỏ xa bọn họ. So với họ, sự hiểu biết của Trần Đức cũng nảy sinh cái mới khi đoàn Sơn Nhạc xuất hiện. Anh càng thêm khát vọng và mong mỏi đối với thực lực. Trần Đức muốn mạnh lên. Anh không muốn giống như hôm nay, gặp phải kẻ địch như đoàn Sơn Nhạc lại chẳng hề có sức chống cự. Xem ra, việc đi học viện Thánh Phong phái lên lịch trình rồi. Người cảm thấy áp lực không chỉ riêng Trần Đức, mà sau sự rung động đến từ đoàn Sơn Nhạc, mấy ngàn đệ tử của Lưỡng Nghi Tông cũng càng thêm khao khát đối với sức mạnh. Nửa tháng kế tiếp, mỗi một đệ tử trong tông đều dốc sức tu luyện để mạnh lên. Nửa tháng này, Trần Đức bỏ qua tu luyện, hàng ngày đều chỉ dạy trưởng lão, đệ tử, chấp sự. Song, anh cũng luyện ra rất nhiều đan dược có ích cho tu hành. Thực lực tổng thể của Lưỡng Nghi Tông cũng lập tức không ngừng tăng lên trong nửa tháng này. Trước đó, Lưỡng Nghi Tông chí là một thế lực áp chót trong hạng 3. Nhưng giờ, ít nhất có thể lọt vào top 3 trong các thế lực ấy. Đương nhiên, thực lực tuyệt đối của Trần Đức cũng đã kéo thực lực tổng thể của Lưỡng Nghi Tông lẽn vài cấp bậc. Chỉ có điều, Lưỡng Nghi Tông rất bận nên không có đi tham gia xếp hạng, mà chỉ yên lặng trở nên mạnh, mạnh hơn nữa. So với sự bình tĩnh của Lưỡng Nghi Tông thì sau khi trải qua trận chiến kia, nhà họ Ưng cuối cùng cũng hoàn hồn, bắt đầu rảnh tay tìm kiếm Trần Đức và Lưỡng Nghi Tông. Không chỉ nhà họ Ưng, mà một số thế lực và tông môn phụ thuộc vào nhà họ cũng hành động, muốn trước tiên tìm được Lưỡng Nghi Tông, giết chết Trần Bát Hoang để lập công. Bạc Hoang gần như bị nhà họ Ưng xới 3 mét đất lên. Nhưng chỗ Lưỡng Nghi Tông núp qua bí ấn, họ còn đang bận rộn tập trung tu luyện nên nhà họ Ưng hoàn toàn không điều tra ra được chút dấu vết nào. Ngày hôm nay, Trần Đức buông bỏ hết công việc trong tay, gọi Trình Lâm Phong, Từ Thái Khôn, Lý Thanh Nguyệt, Đồ Trường Sinh và Âu Dã Tư Linh đến họp. Đầu tiên, Trình Lâm Phong báo tình hình đang xảy ra bên ngoài cho Trần Đức biết. Đừng để ý đến họ. Trần Đức lại vô cùng bình tĩnh trước điều đó, không có liều lĩnh đi ra ngoài khiêu chiến nhà họ Ưng, thực lực tổng thể của Lưỡng Nghi Tông vẫn quá yếu. Một khi ra ngoài, chẳng khác gì chịu chết. Trong thời gian ngắn, nhà họ Ưng sẽ không tìm thấy được nơi này, dặn đệ tử trong tông, chỉ cần tu luyện cho tốt là được. Vâng, Trình Lâm Phong đáp, tổng chủ, không biết cậu tìm chúng tôi đến là có chuyện gì. Trình lão, các vị trưởng lão, tôi sắp phải rời khỏi tông môn để đến Đông Nguyên. Trần Đức ngồi trên vị trí tông chủ, hớp một ngụm trà nói, mọi người có biết Học viện Thánh Phong không? Học viện Thánh Phong. Bốn từ ấy vừa xuất hiện, Trình Lãm Phong, Đồ Trường Sinh và Lý Thanh Nguyệt lập tức giật mình kinh ngạc. Học viện Thánh Phong cực kỳ nổi tiếng, sao họ có thể không biết cho được? Đây chính là một trong số mấy học viện đỉnh nhất ở Vân Tiêu Giới. Tông chủ, cậu định đến. Học viện Thánh Phong, Trình Lâm Phong gần như sắp nghẹt thở. Lo lắng hỏi. Đúng vậy. Trần Đức trả lời vô cùng dứt khoát, không những là tôi, mà tôi còn định dần Linh Nhi đi theo. Vậy nên, tôi gọi mọi người đến là muốn để mọi người biết, sau khi tôi đi, công việc trong tông vẫn sẽ do Trình Lão dẫn dắt. Linh Nhi đương nhiên chính là Ảo Dã Tư Linh. Trong khoảng thời gian này, quan hệ của hai người đã thân thiết hơn rất nhiều nên xung hô cũng thay đổi. Ảo Dã Tư Linh bên cạnh cũng kinh ngạc. Rồi lắc đầu, buồn bã nói, chồng à, e rằng em không thể đi được, Học viện Thánh Phong cũng không phải là em có tư cách để đi. Cô ta cũng muốn ở chung với Trần Đức và đi theo bước chân của anh. Nhưng mà, Học viện Thánh Phong không phải Vô Song Môn cũng chẳng phải Lưỡng Nghi Tông, sao có thể là nơi mà cô ta muốn đi là được. Điều kiện họ tuyển đệ tử, chưa dám nói là chọn một người trong hàng triệu người, nhưng cũng chẳng khác là bao. Thần tôn,
chính là một trong những điều kiện cơ bản để trở thành đệ tử học viện Thánh Phong. Mà cô ta vẫn còn cách thần tôn cực kỳ xa xôi. Còn Trần Đức, cô ta biết anh đã có lệnh bài do đệ Ngũ Hiên tặng trước đó. Muốn gia nhập học viện Thánh Phong thì rất đơn giản. Linh Nhi, em không cần phải lo, chồng đây đã có cách rồi, Trần Đức nhìn cô ấy bằng ánh mắt, em yên tâm. Sau đó, anh bèn báo chuyện lệnh bài cho đám Trình Lâm Phong. Trình Lâm Phong, Từ Thái Khôn, Lý Thanh Nguyệt nghe xong, ai cũng kinh ngạc. Dù thế nào thì họ cũng không ngờ lai lịch của Trần Đức lại có liên quan đến tộc đệ Ngũ. Đôi môi Trình Lâm Phong khô khốc nói, nếu thế, thì đương nhiên tông chủ có thể gia nhập học viện Thánh Phong rồi. Tóm lại, chuyện sắp tới trong tông sẽ giao cho mấy người. Tôi và Linh Nhi sẽ lên đường đến Đông Nguyên. Trần Đức làm việc rất nhanh gọn lẹ, sau khi sắp xếp xong công việc trong tông và lấy ra một ít đan dược bèn rời khỏi Lưỡng Nghi Tông trước sự tiễn đưa của hơn 3.000 đệ tử lên đường đến Đông Nguyên. Vân Tiêu giới rất rộng, dựa vào sức người thì dù bay từ Bắc Hoang đến Đông Nguyên cũng mất một tháng. Thế nên, trong Bắc Hoang có vài chỗ đặc biệt có thể trực tiếp đi đến Đông Nguyên. Nhưng dù vậy, cũng phải mất 3 ngày. 3 ngày sau, Trần Đức và Âu Dã Tư Linh mới dựa theo đánh dấu trên bản đồ đi đến chỗ tuyển sinh của Học viện Thánh Phong ở Trung Bộ Đông Nguyên. Nơi tuyển sinh rất lớn. Nó nằm trên một ngọn núi cao cả 100.000 mét. So với Bắc Hoang, nó hoàn toàn được coi như một tiên cảnh, nhìn từ xa, hệ thực vật trải rộng, dồi dào sức sống, mây mù lượn lờ khắp núi đồi, từng tòa kiến trúc được xây dựng bên trên trông giống như thánh địa thần tiên. Mà đây mới chỉ là nơi đăng ký tuyển sinh của Học viện Thánh Phong mà thôi. Trần Đức và Âu Dã Tư Linh vừa đến đỉnh núi lập tức giật mình kinh ngạc trước cảnh tượng ở đây. Nơi này, người đông như kiến, có ít nhất 4-5.000 người đang xếp hàng, trắc nghiệm, sát hạch trên quảng trường. Và đương nhiên họ đều là thần tôn trở lẽn. Từ thần tôn nhất trọng đến 30 mấy giai, cảnh giới nào cũng có. Bọn họ tập hợp cùng một chỗ, sức chiến đấu đủ để trực tiếp xóa sổ bất cứ một thế lực hạng ba nào. Toàn bộ đỉnh núi tràn ngập một khí tức nghiêm túc, lạnh lẽo. Trần Đức lại thấy được sự khủng bố của Vân Tiêu giới thêm lần nữa. So với nó thì Lưỡng Nghi Tông thật sự quá yếu, chắc Học viện Thánh Phong thối một hơi thôi cũng đủ xóa sổ họ quá. Chồng ơi, hay là, anh gia nhập là được rồi, em không đủ tư cách, Âu Dã Tư Linh cúi đầu xuống, vô cùng mất mát nói. Cùng với những người đến tham gia sát hạch kia thì cô ta quá yếu, yếu đến nỗi tự cảm thấy thẹn. Chát, Trần Đức vồ một cái lên cặp mông vỉnh của cô ấy, nhíu mày nói, anh đã nói có cách để em vào, cứ theo anh là được. Anh bá đạo dắt tay Âu Dã Tư Linh trực tiếp đi về một phía khác. Muốn gia nhập vào Học viện Thánh Phong thì có 2 cách. Cách thứ nhất là vượt qua sát hạch, cách thứ hai là giống như lệnh bài mà đệ Ngũ Hiên cho Trần Đức. Anh có nghe ngóng thì biết lệnh bài này rất hiếm trong Vân Tiêu giới. Người có được nó một là bản thân rất mạnh, sớm được một số giáo viên trong học viện hay trường lão nhìn chúng, hai là có thân phận hiển hách. Cầm nó thì chắc chắn có thể gia nhập Học viện Thánh Phong. Vì vậy, Trần Đức và Âu Dã Tư Linh cũng không xếp hàng mà đi về phía một chỗ đăng ký khác. So với chỗ tuyển sinh thì chỗ đăng ký quả thật rất ít người. Chỉ có khoảng 30 người. Trần Đức liếc nhanh thì phát hiện trong 30 mấy người đó, yếu nhất cũng là thần tôn tứ trọng đỉnh tương đương 36 giai. Mạnh nhất cũng đạt tới thần tôn bát trọng. Và lại, họ cũng không giống với những người ở chỗ tuyển sinh, có trẻ có già. Mà 30 mấy người này lại chẳng ai là hơn 30 tuổi. Một đám đều có khí thế rất mạnh. Trần Đức và Âu Dã Tư Linh đến đây đã thu hút sự chú ý của một số người. Đành vậy, Âu Dã Tư Linh quá đẹp, sắc đẹp của cô ta cũng thuộc tầm đứng đầu ở Vân Tiêu giới, khuôn mặt xinh xắn, dáng người quyến rũ, còn có mùi thơm mát trên người cộng thêm khí chất kia, muốn không thu hút mọi người cũng khó. Chỉ là, sau khi thấy thực lực của hai người thì bọn họ lập tức không còn hứng thú. Vẻ ngoài xinh đẹp thì sao? Thực lực yếu kém, có đẹp cũng chẳng tác dụng. Gì? Người suy cho cùng cũng có lúc già đi, cảnh giới và thực lực không đuổi kịp cho thấy cô ta cũng sẽ già nhanh hơn. Một bông hoa có xinh đẹp đến mấy, suy cho cùng cũng có lúc úa tàn. Chừng mấy chốc, đã chừng còn ai để ý đến họ. Nữa, sau hai người Trần Đức, lại có vài người nữa đến. Không bao lâu sau, đã đến lượt anh và Âu Dã Tư Linh. Ở chỗ đăng ký, người kiểm tra lệnh bài là một ổng lão,
xếp đến Âu Dã Tư Linh thì ông ta không khỏi hơi nhíu mày. Bởi vì cô ta quá yếu. Trong mắt của ông ta lộ ra vẻ ghét bỏ, lạnh nhạt nói, có lệnh bài không? Tôi. Âu Dã Tư Linh đang định nói gì đó thì Trần Đức đã lên tiếng nói thay, có. Anh nói xong, lật tay một cái, lệnh bài lập tức xuất hiện rồi đưa nó cho ổng lão, đây là lệnh bài của cô ấy. Âu Dã Tư Linh ngơ ngác, dù thế nào thì cô ta cũng không ngờ cái cách mà Trần Đức nói chính là đưa lệnh bài của anh cho mình. Không được, chồng à, đó là của. Câm miệng. Trần Đức ngặt lời cô ấy, giả vờ tức giận nói, em là người con gái của anh chính là của em, nghe lời. Sau đó, anh không đợi Âu Dã Tư Linh mở miệng đã nói với ông lão, mau đăng ký đi. Cái lệnh bài này là, ông lão nhìn chằm chằm. Nó. Toàn bộ lệnh bài đều có màu tím. Bên trên còn có một chữ thiên cực kỳ chói. Mắt. Ông ta sợ ngây người. Lệnh bài tử cực. Đây là lệnh bài cao nhất của Học viện Thánh Phong, lệnh bài của các giáo viên hay trưởng lão khác chỉ là màu đen. Lệnh bài màu tím 10 năm cũng chưa chắc sẽ xuất hiện một lần. Bởi vì đó là lệnh bài của mấy viện trưởng lớn mới có tư cách phát. Lệnh bài này có hai đặc quyền. Đầu tiên, nó có thể đưa tặng. Thứ hai, nó có thể chọn một người trong 30 trưởng lão của học viện làm thầy, trực tiếp trở thành đệ tử trung tâm của Học viện Thánh Phong. Dù như thế nào thì ông lão cũng không ngờ một cô gái thiên tôn đỉnh lại có được lệnh bài này. Cô ta có lai lịch gì vậy? Xin hỏi cô tên là gì? Ông lão dè dặt hỏi. Âu Dã Tư Linh. Trần Đức đáp thay cô ấy, toàn bộ quá trình đăng ký Âu Dã Tư Linh đều ngơ ngác. Cô Âu Dã, mời cô đi theo tôi đến bên kia chờ, mãi đến khi một tên tôi tớ khác đi đến trước mặt Âu Dã Tư Linh, cô ta mới hoàn hồn lại. Tôi. Vợ à, đi đi. Những phòng bên kia đều là lát nữa sẽ đến Học viện Thánh Phong. Em đến đó chờ anh. Trước, anh sẽ đến sau, Trần Đức nói. Chồng à, lệnh bài đã cho em rồi thì anh làm sao giờ? Anh đã nói là mình có cách mà, Trần Đức tự tin cười, lệnh bài đã đăng ký rồi, không thể sửa được nữa, em mau đi đi. Được, em chờ anh, cuối cùng Âu Dã Tư Linh cũng chọn cách tin tưởng Trần Đức. Dù sao... Người đàn ông của cô ta chưa bao giờ làm mình thất vọng mà, chẳng phải sao. Sau đó, cô ta bèn đi theo tên tôi tớ kia vào trong phòng chờ. Mỗi ngày, chỗ tuyển sinh sẽ thống nhất đưa những người đạt yêu cầu vào trong học viện. Giờ, vẫn chưa tới lúc nên những người đạt yêu cầu hay có lệnh bài phải chờ một lát. Thấy Âu Dã Tư Linh rời đi, Trần Đức mới quay đầu đi. Sau đó, anh rời khỏi chỗ đăng ký, đi đến nơi tuyển sinh. Chọn một đội có ít người xếp hàng đứng ở cuối, yên lặng chờ. Trần Đức đã đưa lệnh bài cho Âu Dã Tư Linh, vậy anh chỉ có thể cố gắng thi đậu. Tuy cảnh giới của anh vẫn kém chút, nhưng với thực lực của mình, muốn đạt tới yêu cầu tham gia Học viện Thánh Phong hẳn là không có vấn đề gì lớn. Anh có tự tin ấy. Có rất nhiều người đến chỗ tuyển sinh, chưa đến nửa tiếng, đằng sau Trần Đức đã có 200.300 người xếp hàng, và lại, đằng sau còn liên tục có người đến xếp hàng. Mỗi một lần sát hạch, chỗ thi có thể chứa khoảng 200 người. Thần tôn chính là yêu cầu đầu tiên, muốn gia nhập Học viện Thánh Phong thì chẳng những phải đạt tới cảnh giới đó, mà còn phải tổng hợp các mặt như tuổi, cơ sở tu luyện, thực lực cụ thể, đạo tâm. Để đánh giá, ví dụ như tuy có một số người là thần tôn mấy chục giai, nhưng cả đời này lại không thể tiến bộ được nữa. Vậy dù anh có mạnh đến cỡ nào, cũng sẽ bị cho rớt, loại bỏ. Trải qua quan sát của anh thì tỷ lệ có thể ở lại. Chỉ có 5%. Nói cách khác, 100 người đăng ký sát hạch thì thường chỉ có 5 người đạt, một tỷ lệ cực kỳ thấp. Trần Đức im lặng chờ đợi xếp hàng. Qua khoảng một tiếng, cuối cùng cũng đến lượt. Anh, vừa hay là người thứ 199 của tổ này. Trần Đức đang định báo tên mình để đăng ký. Đúng lúc này, đợi đã, bỗng dưng có một giọng nói truyền. Đến, Trần Đức và ông lão đăng ký ngẩn ra, nhìn về phía nơi phát ra tiếng nói. Chí thấy ngọn nguồn của giọng nói ấy là một thanh niên trẻ tuổi khoảng 28-29 tuổi, mặc một bộ trường bào xanh đan đen, tóc dựng đứng hơi giống kiểu đầu bờm sư tử khác người, trên eo đeo một thanh kiếm, khóe môi nhếch lên một nụ cười kiêu căng ngạo mạn, là thần tôn 40 giai. Bên cạnh Hân còn có một cô gái, vẻ ngoài của. Cô ta cũng thuộc loại đứng đầu trong top giữa. Dáng người khá quyến rũ, tống thế cũng được coi là một người đẹp.
chỉ là vẫn có chút chênh lệch với Âu Dã Tư Linh, Ưng Thanh Vũ và Tống Ngữ Yên, nhưng cũng không bao nhiêu. Ngoài ra, đằng sau còn đi theo một người đàn ông, chắc là người hầu của hắn, khoảng 30 tuổi, nhắm mắt theo đuôi. Thực lực cũng khá tốt, là thần tôn 3, 4 giai gì đó. Chỉ mất vài giây, ba người họ đã đi đến trước mặt Trần Đức. Trần Đức hơi khó hiểu hỏi, cho hỏi, có chuyện gì à? Tôi tên là Lương Vĩnh Thanh, đến từ Ngân Nguyệt Tông và là thất tông chủ của nơi đó, thanh niên giản đầu đã mớ miệng gọi Trần Đức lại cười nhàn nhạt nói. Ngân Nguyệt Tông cũng khá nổi tiếng trong Đông Nguyên. Bởi vì Ngân Nguyệt Tông là thế lực đứng đầu trong các thế lực hạng 2. Trong tông có 7 tông chủ lớn, tuy là thế lực đứng đầu trong thế lực hạng 2, nhưng thực lực tổng thể có thế sánh bằng thế lực hạng nhất. Trong học viện Thánh Phong thì có lẽ tông môn cấp bậc đó không tính là gì, thậm chí có thể nói là rất bình thường đến nỗi thiên về yếu. Nhưng, nghiêm khắc mà nói nơi này vẫn chưa phải là học viện Thánh Phong. Đối với những người đến đây đăng ký tham gia sát hạch thì Ngân Nguyệt Tông đã là một thế lực khá mạnh, đủ để dọa dầm người khác. Rất nhiều người nghe đến ba từ Ngân Nguyệt Tông đều lộ ra vẻ kinh ngạc, không kìm được tỏ ra kính sợ, cách xa hơn một chút. Ngay cả ông lão ở chỗ đăng ký tuyến sinh kia cũng lộ ra chút nghiêm túc. Thất tông chủ Lương Vĩnh Thanh vẫn khá là nổi tiếng. Nghe nói, đây là người có khả năng trở thành thần vương nhất trong số những tông chủ mới của những thế lực đứng đầu thế lực hạng 2. Lương Vĩnh Thanh thấy biến hóa của mọi người xung quanh, khóe miệng không khỏi càng cười đắc ý, kiêu ngạo hơn. Cùng lúc đó, hắn cũng cười nhạt nói, tôi muốn vị trí ấy của anh, nói đơn giản chính là anh đẻ y. Chuẩn bị chen ngang. Hắn nói vô cùng trực tiếp, chẳng chút e dè hay giấu giếm. Dù sao, ở trong lòng hắn, mình không cần phải khách sáo với những người xếp hàng đăng ký kia. Huống chi, người trước mặt Vân chỉ là thông thần cảnh. Đồ rác rưởi như thông thần cảnh nhường chỗ cho Hân đó là điều hiển nhiên, là vinh hạnh. Nghe thấy tên và thân phận của Hân thì nên run rẩy, chủ động cút xéo, chẳng phải sao. Hơn nữa, cảnh giới ấy chỉ nên hốt rác dưới hầm cầu thôi. Đứng đây chỉ tổ lãng phí vị trí. Cậu Lương, chắc một vị trí cũng chưa đủ mà đúng không? Tỏi tặng vị trí của mình cho cậu nè, võ giả đứng sau Trần Đức, vừa hay là người thứ 200 trong đội ngũ này chủ động nịnh nọt nhường chỗ. Biết điều đấy. Lương Vĩnh Thanh không có cảm ơn người nọ, tất cả đều là đương nhiên thôi. Linh Nhi, em lại đây, vị trí này là của em. Ngay sau đó, Lương Vĩnh Thanh làm động tác tay mời người phụ nữ bên cạnh. Y. Người phụ nữ tên là Chu Tư Linh, cô ta khẽ gật đầu, không khách sáo đứng ở vị trí đó. Lương Vĩnh Thanh đứng phía sau cô ta, chỉ là ngay sau đó hẩn bỗng cau mày. Chỉ bởi vì Trần Đức không nhường, vẫn đứng ở chỗ của mình, không hề nhúc nhích. Nhìn bộ dạng đó, có vẻ như, muốn tiếp tục đăng ký. Vị trí của Trần Đức đứng là số 199 trong đợt này, vị trí của Chu Tư Linh là 200, nếu Trần Đức không nhường lại. Lương Vĩnh Thanh sẽ phải đợi đợt sau, mà đợt sau sẽ phải đợi đến ngày mai. Tại sao hắn phải chen ngang? Không phải là muốn thể hiện trước mặt Chu Tư Linh, hy vọng có được cô ta sao? Này, tên kia, cậu không nghe thấy cậu chủ của chúng tôi nói gì sao? Không đợi Lương Vĩnh Thanh lên tiếng, tùy tùng và nô bộc của hắn đã nói trước, nhắc lại một lần nữa, cậu chủ nhà chúng tôi là thất tông chủ của Ngân Nguyệt Tông. Trần Đức liếc hẳn một cái, mặc kệ hắn, không đếm xỉa đến. Việc nhường trỏ không phải Trần Đức chưa từng làm qua, khi còn ở Hoa Hạ, lúc đi xe buýt anh thường xuyên nhường chỗ, nhưng thông thường anh chỉ nhường cho bốn kiểu người là người già, người ốm yếu, người bị bệnh và người tàn tật. Rõ ràng, dù nhìn Lương Vĩnh Thanh thế nào cũng không phù hợp với một trong bốn điều kiện này, và lại, đợt của Trần Đức là đợt cuối cùng tham gia sát hạch, anh không phải thánh mẫu, người tốt gì, tại sao phá nhường chứ? Mày điếc sao, Lương Vĩnh Thanh không vui. Tên rác rưởi cảnh giới thông thần vậy mà lại dám coi thường hắn. Mẹ kiếp! Tao nói lại lần nữa, tao, đến từ Ngân Nguyệt Tông ở Đông Nguyên, thế lực nhị phẩm hạng nhất, thất tông chủ Lương Vĩnh Thanh, lần này Lương Vĩnh Thanh nói rất rõ ràng, gần lên từng chữ, vì sợ Trần Đức không nghe rõ. Ồ! Cuối cùng, Trần Đức cũng đáp lại, anh ngạc. Nhiên không hiểu ra sao cả nói, anh là ai, có liên quan đến tôi sao? Tại sao tôi phải nhường cho anh? Tôi chỉ nhường chỗ cho người già, người ốm yếu, người bị bệnh, người tàn tật thôi, anh phù hợp với điều kiện nào? Tôi thấy chân tay anh khỏe mạnh, ít nhất không phù hợp với ba điều kiện đầu, chẳng lẽ là não tàn?
nếu anh đúng là não tàn, tôi sẽ ngay lập tức nhường cho anh. Lời này vừa nói ra, không khí xung quanh nhất thời yên lặng khoảng 2-3 giây. Mọi người không thể tưởng tượng nổi, kinh hãi nhìn Trần Đức. Ngông! Mẹ kiếp, quá ngông, đúng là không biết sống chết. Một võ giả cảnh giới thông thần còn con, lại dám mắng Lương Vĩnh Thanh là não tàn. Với tính cách của Lương Vĩnh Thanh, xác chắn thế nào cũng sẽ nổi giận. Thắng tạp chủng, mày vừa nói cái gì? Nói lại lần nữa, Lương Vĩnh Thanh quả thực không dám tin nối vào tai mình, tên rác dưới trước mặt lại mắng. Hân, còn mắng hán não tàn. Trần Đức chán ghét liếc hán một cái, không thèm để ý đến Hân, nói với ông lão phụ trách đăng ký ở chỗ chiêu sinh, tiền bối, có thể đăng ký được chưa? Tôi tên là Trần Bát Hoang. Việc này, ông lão có chút do dự, nhưng như bình thường, quả thực phải đăng ký cho Trần Đức, tranh chấp giữa anh và Lương Vĩnh Thanh không liên quan đến việc của ông ta, dù có tranh chấp thế nào, Lương Vĩnh Thanh cũng không dám gây chuyện ở Học viện Thánh Phong, vì thế, ông ta vẫn sẽ viết tên của Trần Đức. Chỉ là, ông ta còn chưa đặt bút viết, Lương Vĩnh Thanh nói, xin hãy khoan, đừng vội viết, tôi là đệ tử do thập bát trưởng lão đích thân chọn, vốn có lệnh bài. Nhưng thập bát trưởng lão chưa đưa đến cho tôi, nếu hôm nay tôi không được gia nhập Học viện Thánh Phong, thập bát trưởng lão chắc chắn sẽ truy cứu trách nhiệm. Lời này vừa nói ra, ông lão vốn chuẩn bị đặt bút viết, đột nhiên dừng lại. Nếu những gì Lương Vĩnh Thanh nói là thật, một khi tẻn của Trần Đức được viết xuống, ông ta rất có thể sẽ đắc tội với một trưởng lão. Chỉ là nếu không viết, sẽ không đúng với quy định. Cho tôi một chút thời gian, tôi sẽ giải quyết ổn thỏa. Lương Vĩnh Thanh vừa đấm vừa xoa, đầu tiên dùng thập bát chướng lão gây áp lực cho ông lão, sau đó lại biếu thị mình sẽ giải quyết. Lúc này ông lão mới gật đầu, được rồi, tôi sẽ cho cậu thời gian 100 nhịp thở. Rất cảm ơn. Lương Vĩnh Thanh khẽ cười, sau đó quay lại nhìn Trần Đức, sắc mặt đã trở nên vô cùng khó coi hung ác nham hiếm, u ám nói, 3 nhịp thở, sau 3 nhịp thở, nếu không cút, mày sẽ phải chết. Vừa dứt lời. Hắn lập tức bắt đầu đếm, tiết tấu không nhanh cũng không chậm, một. Một chữ thốt ra, toàn bộ không khí đột nhiên ngưng trọng, khí tức trong cơ thể hắn lưu chuyển, sức mạnh đã tích tụ, Hân không phải nói đùa, thực sự chuẩn bị ra tay giết người. Giết người là chuyện rất bình thường ở Học viện Thánh Phong, ở đây thường xảy ra tranh chấp, chết người. Nhưng, Trần Đức không rời đi, cũng không nói gì, chỉ đứng nhìn. Hai. Lại một từ khác được thốt ra, có thể thấy rõ. Lúc Lương Vĩnh Thanh mở miệng, hít thở, không khí xung quanh Hân đều cuộn trào hết lớp này đến lớp khác. Một luồng khí thế đáng sợ, mạnh mẽ, giống như dã thú trong bóng đêm, lặng lẽ bao phủ lấy. Gần đó, rất nhiều người đã toát mồ hôi lạnh. Chỉ là khí thế, nhưng đã khiến bọn họ tức ngực hụt hơi, khó thở. Trần Đức thì sao? Trần Đức vẫn không nhúc nhích. Chỉ là, lông mày anh hơi nhăn lại, anh nghĩ đi nghĩ lại cũng cảm thấy rất không vui. Lương Vĩnh Thanh này đợi lệnh bài đến tay rồi đến thẳng nơi trình diện báo cáo có mặt trắng phải là được rồi sao? Sao cứ phải làm ra vẻ trước mặt anh? Nhưng, với cái nhăn mày này của anh, đám đông vây quanh lại nghĩ anh sợ, tất cả bọn họ đều chế giễu, cười nhạo. Tên nhãi, sợ thì mau tránh ra đi. Nhường trò cho cậu Lương không có gì là mất mặt, nhưng không nhường mới là ngu ngốc, chờ chết. Mau cút đi, đừng lãng phí thời gian của cậu Lương nữa. Lương Vĩnh Thanh nhếch mép cười ỉ khẩy, hắn không vội đếm đến 3 mà đợi Trần Đức biết điều tránh ra. Nhưng, 3 nhịp thở qua đi, Trần Đức vẫn không nhúc nhích. Thằng chó tạp chủng, cũng khá ngạo mạn đấy, nếu mày đã muốn chết, tao sẽ thành toàn cho mày. Lương Vĩnh Thanh không đếm đến 3, vừa dứt lời, linh khí cuộn trào dữ dội, điên cuồng tích tụ. Giây tiếp theo, ngay khi hắn chuẩn bị ra tay, đột nhiên, một tiếng quát trầm thấp vang lên, Vĩnh Thanh, chuyện gì vậy? Lời vừa dứt, một ông lão từ trên không trung đáp xuống trước mặt mọi người. Thập bát trưởng lão, ông ta vừa xuất hiện. Mấy ông lão ở chỗ tuyến sinh của Học viện Thánh Phong lập tức chào hỏi. Chào thập bát trưởng lão. Thập bát trưởng lão. Từng giọng nói lần lượt vang lén, ngay sau đó, các võ giả ở xung quanh đều kinh ngạc. Người đến vậy mà lại là trưởng lão của Học viện Thánh Phong. Mặc dù... Nhiệm vụ của cấp trưởng lão ở Học viện Thánh Phong tổng cộng có 30-40 cái. Nhưng, sức mạnh, thân phận, cảnh giới của bọn họ đều tương đối cao, ở trong Học viện Thánh Phong, ít nhất có thể đứng trong top 100.
nhân vật cấp trưởng lão hiếm khi xuất hiện ở chỗ tuyến sinh. Đừng nói những người không phải người của Học viện Thánh Phong, ngay cả đệ tử ngoại viện của Học viện Thánh Phong, cũng rất khó gặp được một lần. Đối với bọn họ mà nói, trưởng lão là đại nhân vật trong đại nhân vật cực lớn. Phải biết rằng, trưởng lão của Học viện Thánh Phong, cảnh giới thấp nhất cũng là thần tôn đỉnh phong, cách thần vương chỉ có một bước. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ rằng lại có thế may mắn gặp được trưởng lão của Học viện Thánh Phong. Mà điều này, đều vì Lương Vĩnh Thanh, thập bát trưởng lão là đến tìm hắn. Ngay lập tức, bọn họ đều ghi nhớ diện mạo của Lương Vĩnh Thanh và người phụ nữ đằng sau hắn, đưa hai người đó vào danh sách những người không thể chọc đến. Thập bát trưởng lão khẽ gật đầu, tỏ ý bọn họ không cần khách sáo, sau đó nhìn đến Lương Vĩnh Thanh, Vĩnh Thanh, xảy ra chuyện gì, tôi ở chỗ trình diện đợi cậu. Sao cậu lại đến đây, đây chẳng phải là lãng phí thời gian sao? Trưởng lão Phong. Thập bát trưởng lão tên Phong Vô Kỵ, nhìn thấy ông ta, vẻ mặt Lương Vĩnh Thanh liền kích động, vội vàng khom lưng chào hỏi, ngay cả chính hắn cũng không ngờ trưởng lão Phong sẽ đích thân tới đây tìm hắn. Đây là vinh dự đặc biệt thế nào chú? Tăng thế diện. Điều quan trọng nhất là còn ở trước mặt người phụ nữ mà hắn theo đuổi. Sướng. Quá sướng. Lúc này Chu Tư Linh chắc hẳn đang vô cùng sùng bái hẳn phải không? Lương Vĩnh Thanh đắc ý. Bỗng chốc, trở nên vô cùng oai. Hân Dương Dương tự đắc nói, trường lão Phong, học trò vốn không muốn phiền người, muốn bản thân và người phụ nữ mình nghĩa cùng đăng ký thi vào học viện, nhưng có một tên tạp chủng cảnh giới thông thần không biết điều, không nhường chỗ cho con, ha ha. Trong lúc nói, hắn nhìn đến Trần Đức, bất ngờ phát hiện anh ngây ngốc đứng tại chỗ, không nói lời nào. Bị dọa đến phát ngốc rồi. Tiếp tục ngông cuồng đi, tiếp tục không nhường đi, tiếp tục ra vẻ ta đây đi. Không cần vị trí của hắn, cùng tôi đến nơi trình diện, báo cáo có mặt, trưởng lão Phong liếc mắt nhìn Trần Đức, sau đó trực tiếp bỏ qua, coi khinh, một tên rác dưới thông thần cứu trọng, không lọt vào mắt ông ta. Không, trưởng lão Phong, lần trước người tới Ngân Nguyệt Tông, vốn đi muốn xem thực lực của con, nhưng vì con bế quan, người không nhìn thấy. Bây giờ vừa hay con có thể nhân cơ hội này cho người thấy, Lương Vĩnh Thanh cười nói. Trưởng lão Phong suy nghĩ một lát, nói, cũng được. Sau đó, trưởng lão Phong nhìn đến Trần Đức, cảnh giới thông thần không phù hợp với yêu cầu tuyển sinh của Học viện Thánh Phong chúng tôi, cậu đã bị loại, trở về đi. Trần Đức khẽ nheo mắt. Đột nhiên, không chút báo trước, anh .ans đã ra tay. Đúng vậy, anh không nói lời nào, trực tiếp ra tay. Một quyền đánh đến Lương Vĩnh Thanh. Tốc độ vô cùng nhanh, ầm ầm ầm. Quyền như tên lửa đạn đạo, tiếng rít đinh tai nhức óc vang vọng, từng đợt sóng trong không gian nổi lên, mạnh mẽ khí thế như mãnh hổ xuất sơn. Điên rồi sao, lại chủ động ra tay. Đúng là tên ngốc, vội tìm đến cái chết như vậy. Võ giả xung quanh đều có chút kinh hãi, ngay sau đó từng tiếng chế giễu không chút che giấu vang lên. Ha ha. Muốn tự tìm cái chết sao, cùng lúc đó, Lương Vĩnh Thanh cười khẩy. Sau đó, đoạn lãng Phật quyền. Trong nháy mắt, Lương Vĩnh Thanh sử dụng võ kỹ, trong nửa nhịp thở liền tích tụ võ kỹ đến cực điểm, giống như sóng biến gào thét, ầm ầm không dứt, nắm đấm xuyên thủng không gian, hiện ra từ đầu bèn kia, trong chớp mắt, nắm đấm tiến gần đến. Một phần 10 giây, hai nắm đấm gặp nhau. Ầm, lấy nắm đấm của hai người làm trung tâm. Có thể thấy rõ không gian giống như nước biến nối lên sóng lớn, lan tràn ra, giữa hai nắm đấm, hư không bị phá vỡ, vỡ vụn. Sau đó, rầm, Lương Vĩnh Thanh ngã bay ra. Cách đó 100 mét, thản ảnh cúa hẳn rơi mạnh xuống đất. Răng rắc, tiếng xương gãy truyền ra, có thể thấy rõ bàn tay mà Lương Vĩnh Thanh xuất quyền đã bị bẻ cong, biến dạng, cả bàn tay đầm máu, có thể nhìn thấy xương. Xung quanh, các võ giả đều sững sờ. Quá thực không dám tin vào cảnh tượng này, ngay cả người phụ nữ Chu Tư Linh mà Lương Vĩnh Thanh đưa tới đó cũng trợn mắt, cảm thấy cực kỳ khó tin. Thông thần cửu trọng, quyền đấu quyền, đánh bại Lương Vĩnh Thanh cảnh giới thần tôn 40 giai. Ai cũng trợn tròn mặt, nhất thời chìm vào im lặng. Việc này, sao có thế chứ? Đánh lén, đúng vậy, vừa rồi chắc chắn là hắn. Đánh lén, nên mới có thế may mắn đánh thắng được. Rất nhanh. Liền có võ giả đưa ra lời giải thích hợp lý, cho rằng Trần Đức đánh bại được Lương Vĩnh Thanh là vì đánh lén. Mà Trần Đức, lại mặc kệ sự bàn luận và nhận xét của bọn họ,
đáo mắt nhìn về phía Trướng Lão Phong, bây giờ, tôi đã đủ điều kiện tuyến sinh chưa? Trướng Lão Phong sững sờ, thành thật mà nói, ông ta thực sự bị chấn động. Thông thần cửu trọng, đấu quyền với thần tôn 40 giai, chênh lệch này lớn như nào chứ? Ông ta là thần tôn đỉnh phong, đương nhiên khá rõ. Thông thường mà nói, chênh lệch ít nhất hàng chục ngàn lần. Chênh lệch này là chênh lệch trên cảnh giới, hoàn toàn không thể lấp đầy. Vì thế, ông ta thực sự rất sốc. Trưởng lão Phong vừa định nói gì đó thì đột nhiên. Keng! Một trận ảm thanh kim loại truyền đến, lương. Vĩnh Thanh đã rút kiếm ra. Kiếm ở thắt lưng rút ra khỏi vỏ, kiếm quang chói mặt lập tức tỏa ra khắp nơi, giữa trời đất, một cỏ kiếm ý cực mạnh lan tràn phú khắp. Leng keng leng keng. Vào lúc này, kiếm trong tay, trên eo, sau lưng của những võ giả đều bắt đầu run lên, giống như gặp được vua của kiếm, không ngừng phát ra âm thanh. Tất cả những người trước đó còn bị sốc trước sức mạnh của Trần Đức. Ngay lập tức bị kéo vào trong cỗ kiếm ý đó, Lương Vĩnh Thanh hệt như kiếm trong tay, khí thế cuồng ngạo, tùy ý, băng giá, tràn đầy sát khí lạnh lẽo, toàn bộ đỉnh núi, không ai có thể coi thường. Tất cả mọi người đều run sợ, như thể trên đầu họ đang treo một thanh kiếm sắc bén, sẽ đâm xuống bất cứ lúc nào, lấy đi tính mạng của bọn họ. Vì kiếm ý điên cuồng này, Trưởng Lão Phong cũng cười vui vẻ. Đúng vậy, quyền không phái là điểm mạnh của Lương Vĩnh Thanh, trong tất cả các loại võ nghệ. Quyền của Lương Vĩnh Thanh là yếu nhất. Mạnh nhất là gì? Kiếm. Lương Vĩnh Thanh dùng kiếm và Lương Vĩnh Thanh không dùng kiếm là hai người hoàn toàn khác nhau. Thập bát trướng lão sớ đi đích thân tới đây đón hẳn, đó không phải là nhìn chúng tài năng kiếm đạo đáng sợ khiến người ta hết hy vọng của hắn sao? Trong tay có kiếm, Lương Vĩnh Thanh ít nhất có thể đánh bại cường giả cảnh giới thần tôn 50 giai. Vù vù. Gió lạnh rít gào, kiếm ý mù mịt, Lương Vĩnh Thanh thực sự giống như kiếm tiên, quang ảnh lấp lánh. Trường kiếm trong tay hắn vung lên, từng tầng linh khí phát ra, khí thế theo động tác của hắn liên tục dâng cao. Ầm ầm. Ngay lập tức, sắc trời có chút thay đổi. Sông tố kéo đến. Tuyệt thiên kiếm. Tích tụ đến đỉnh phong, trong nháy mắt liền xuất kiếm. Trong cơn sông tố cổ quái, Hân đã biến mất. Đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Một phần vạn hơi thở, một kiếm từ trong không gian giống như đâm lê đột nhiên xuất hiện, chỉ thẳng vào cổ họng Trần Đức. Hẳn muốn giết người, muốn nhìn thấy máu. Trần Đức thì sao? Anh không di chuyển, đối mặt với đường kiếm đó, anh hoàn đứng yên tại chỗ. Về điều này, mọi người không ngạc nhiên, cho rằng anh nhất định là bị dọa ngốc rồi, một kiếm kia quá nhanh, quá mạnh, một tên rác rưởi thông thần cửu trọng sao có thể kịp phản ứng. Thằng nhãi, có thể được lĩnh giáo kiếm của tao, là vinh hạnh của mày, Lương Vĩnh Thanh đã nắm chắc thắng lợi trong tay, khóe miệng lộ ra sự đắc ý, trong mắt Hân, Trần Đức đã chết rồi, chết không thể chết thêm được nữa, dường như Hân đã nhìn thấy cánh tượng thanh kiếm trong tay xuyên qua Trần Đức, một kiếm phủ kín cố họng, máu cháy. Ngay tại chỗ. Nhưng, sự thật như thế sao? Rõ ràng là không phải. Khi trường kiếm đến gần, Trần Đức vốn đang bình tĩnh, trong mắt chợt lóe lên một tia sát ý, sự tầm thường của anh, tôi thực sự đã được lĩnh giáo, anh thực sự còn tầm thường hơn tôi nghĩ. Trần Đức vốn dĩ không muốn giết Hân, Lương Vĩnh Thanh chen hàng, phách lối, nhưng tội không đáng chết. Trần Đức cũng muốn khiêm tốn. Nhưng mà, đối phương lại muốn tự tìm cái chết, muốn được chết. Đó không phải là tầm thường thì là gì? Trong lúc nói, Trần Đức đã ra tay. Khi mũi kiếm sập chạm vào yết hầu của anh, ngón trỏ và ngón giữa giơ lên. Ngay lập tức, keng. Chỉ nghe một trận âm thanh run rẩy, cảnh tượng như dừng lại. Lúc này tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, run sợ nhìn chăm chú vào cảnh này. Kiếm của Lương Vĩnh Thanh lại dừng lại. Bỗng nhiên dừng lại không chút báo trước, bị hai ngón tay giữ lấy. Bất ngờ dừng lại, chỉ cách cổ họng Trần Đức 1-2 mm. Nhưng, lại không thể tiến thêm chút nào. Nhìn anh thật thư thái, thoải mái, bình thản. Giống như, đối diện không phải là một thanh kiếm, mà là một món đồ chơi. Im lặng trong nửa giây. Keng! Một âm thanh kim loại chấn động khiến da đầu tê dại vang lên, lại thấy, thanh kiếm trong tay Lương Vĩnh Thanh vỡ nát. Không phải gãy, mà là vỡ nát. Toàn bộ thân kiếm cùng chuôi kiếm tan tành như gương, kính bị vỡ vụn. Đồng thời, cánh tay của Lương Vĩnh Thanh run lên, rách ra toác thịt. A hát hát hát.
Tiếng hét thám thiết như giết heo tê tâm liệt phế vang lén, sắc mặt Lương Vĩnh Thanh thay đổi rõ rệt, trở nên tái nhợt, vặn vẹo, hung tợn, hai mắt đỏ hoe, gân xanh nổi lên, không thể tin được mà nhìn chằm chằm Trần Đức. Làm sao có thể như vậy? Làm sao có thể như vậy? Điều hẳn tâm đắc nhất, tự hào nhất là kiếm, tại sao hắn có thể thua được? Xung quanh, không khí vắng lặng, cấm chế, ngưng kết. Các võ giả như tượng, sững sờ tại chỗ, ngẩn người, mạch suy nghĩ như sông bị chặn, hoàn toàn đứt gãy, trong đầu chỉ còn lại một câu nói, làm sao có thế? Làm sao có thế? Tên đó chỉ là một võ giả thông thần cứu trọng thôi mà. Lương Vĩnh Thanh là cảnh giới thần tôn 40 giai đó. Hơn nữa, thực lực thật sự của hắn chắc chắn không chỉ có 40 giai, hắn sao có thể thua được? Nhưng, đây chính là sự thật. Sự thật đúng là như vậy. Trong toàn bộ quá trình, Trần Đức không sử dụng bất kỳ chiêu thức nào ngoại trừ hai ngón tay đó. Cùng tôi chơi kiếm phải không? Mọi người còn đang ngấn ngơ, Trần Đức lại lên tiếng, từng bước đi tới trước mặt Lương Vĩnh Thanh. Anh bước một bước, tim của Lương Vĩnh Thanh lại đập lên dữ dội, sự kiêu căng, ngạo mạn, cậy thế ức hiếp người khác trước đây hoàn toàn biến mất trên khuôn mặt hắn, chỉ còn lại sự hoảng hốt, sợ hãi, thù hận. Hắn không nói một lời, cơ thể run lẩy bẩy, khí tức bất an và chết chóc bao trùm lấy hắn. Lương Vĩnh Thanh dám xác chí cần Trần Đức muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng hắn. Chơi kiếm, anh vẫn chưa đủ tư cách, Trần Đức nhìn xuống Lương Vĩnh Thanh, ngón trỏ và ngón giữa tạo thành kiếm, khẽ giơ lên trên, ngay sau đó, keng keng keng. Chỉ nghe thấy một loạt âm thanh kiếm rời khỏi vó đột ngột vang lên, cá đính núi, tất cả binh khí dùng kiếm tu luyện giống như đều được triệu hồi, rời khỏi vỏ, bay lẽn trời cao. Kiếm nhẹ, kiếm nặng, trường kiếm, đoạn kiếm, kiếm sắt, kiếm gỗ. Hàng ngàn thanh kiếm phóng thẳng lên trời, sau đó, giống như mưa, nhanh chóng rơi xuống. Giây tiếp theo, hết thanh kiếm này đến thanh kiếm khác lần lượt rơi xuống, rơi vào thiên linh cái của Lương Vĩnh Thanh một cách chính xác và hoàn hảo. Xì xì xì, xì xì xì, một kiếm lại một kiếm, kiếm này nối tiếp kiếm kia, Lương Vĩnh Thanh giống như tấm bia, bị xuyên. Thủng hết lần này đến lần khác, khi thanh kiếm cuối cùng rơi xuống, hắn đã hoàn toàn biến thành một mảng xương máu. Có thể thấy, nơi thi thể hắn tiêu tan cắm một thanh kiếm, đó là thanh kiếm cuối cùng, hàng ngàn thanh kiếm khác giống như một đường thẳng tương liên, sớm đã chìm vào sâu trong lòng đất. Cảnh tượng này một lần nữa khiến mọi người kinh hãi, chết, chết rồi. Lương Vĩnh Thanh thế lực nhị phẩm, Lương Vĩnh Thanh thất tông chủ của Ngân Nguyệt Tông cứ như vậy mà chết. Trong toàn bộ quá trình, thậm chí còn không có cơ hội đánh trả, nói chuyện. Ánh mắt của tất cả mọi người nhìn đến Trần Đức đều đã hoàn toàn thay đổi, cảm thấy vô cùng kính nể, sợ hãi. Đặc biệt là những người đã nói những lời chế giễu trước đó, da đầu càng tê dại, hận không thể tìm một lỗ nẻ chui xuống. Phía sau Trần Đức, Chu Tư Linh, người mà Lương Vĩnh Thanh theo đuổi, cơ thể thẳng tắp, cứng đờ, nhưng cô ta không nói gì cả. Có thể khiến Lương Vĩnh Thanh không quan tâm đến thân phận, địa vị tôn thờ cô ta, đương nhiên không phải không có lý do, anh họ của cô ta sớm đã gia nhập học viện Thánh Phong, hơn nữa, thực lực rất mạnh. Cô ta tin còn mạnh hơn Trần Bát Hoang. Vì vậy, cô không cần phải sợ hãi, thật ra cô ta chưa bao giờ để ý đến kẻ rác rưởi như Lương Vĩnh Thanh. Tiền bối, bây giờ có thể đăng ký được chưa, không thèm quan tâm đến sự chấn động, im lặng của xung quanh, Trần Đức lại đến chỗ Tuyến Sinh, bình tĩnh hỏi ông lão trước mặt. À, có thể, đương nhiên là có thể, ông lão hoàn hòn sau cú sốc, gật đầu như gà mố thóc. Trần Bát Hoang như này mà không được, thì ai mới được chứ? Sau đó, ông ta chuẩn bị đặt bút viết. Đợi đã. Đúng vào lúc này, một giọng nói mang theo linh khí cuộn trào, ngăn cản ông ta đặt bút viết. Là Trướng Lão Phong. Sắc mặt ông ta đỏ bừng, bước nhanh tới trước mặt Trần Đức, Trần Bát Hoang, tối là Phong Vô Kỵ, thập bát trưởng lão của Học viện Thánh Phong. Tôi biết, Trần Đức lạnh lùng, có chút không kiên nhẫn, lại có chuyện gì nữa? Trần Bát Hoang. Cậu không cần phái đi sát hạch nữa, tôi, Phong Vô Kỵ sẵn lòng trực tiếp thu nhận cậu làm đồ đệ, Trưởng Lão Phong nhìn chầm chầm vào Trần Đức, sâu trong mắt hiện lên một chút kinh hãi, chấn động, không thể tin được. Một người, khống chế hơn hàng ngàn thanh kiếm với hình dạng khác nhau, lớn nhỏ khác nhau, sức nặng khác nhau, lại còn chính xác như thế, từng ly từng tí, cùng đâm về một hướng không sai chút nào. Đây mẹ nó,
là chuyện một võ giả cánh giới thông thần có thể làm được ư? Không bàn đến cánh giới thông thần. Chỉ nói đến Lương Vĩnh Thanh. Hân, mẹ nó hẳn là loại yêu nghiệt có thiên phú nghịch thiên nhưng cũng hoàn toàn không thể làm được chuyện đó. Thậm chí Trướng Lão Phong còn nghi ngờ người thanh niên này đang che giấu thực lực của mình. Trước đó ông ta không nói lời nào là vì đang âm thầm thực hiện võ kỹ xuyên thấu, muốn nhìn thấy cảnh giới thật sự của Trần Đức. Sự thật là anh không hề che giấu điều gì. Anh thật sự chí là một võ giả thông thần cửu trọng, không hơn. Điều đó có nghĩa là gì? Tức là Trần Bát Hoang còn yêu nghiệt hơn Lương Vĩnh Thanh rất nhiều. Vì thế, ông ta quyết định nhận Trần Đức làm đệ tử. Cái định mệnh, được trưởng lão trực tiếp nhận làm đệ tử, thế này có hơi may mắn quá không? Đúng đó, tên này may mắn thật. May á, mấy người có được thực lực như người ta không mà nói. Phong Vô Kỵ đích thân nhận Trần Đức làm đệ tử, trong mắt mấy ngàn võ giả cấp bậc thần tôn ở đây chính xác là may mắn, bởi vì, số người được trưởng lão của Học viện Thánh Phong nhận làm đệ tứ là có giới hạn. Mỗi trưởng lão chỉ được nhận nhiều nhất 10 đệ tử mà thôi. Vì thế, số lượng có hạn, điều kiện để các trưởng lão nhận làm đệ tử cũng hết sức khắt khe, thông thường, nếu không vượt qua tất cả các khảo sát thì hoàn toàn không thể trở thành đệ tử của trưởng lão được. Dù Trần Bát Hoang có thiên phú đặc biệt, nhưng anh cũng chỉ là một võ giả thông thần cửu trọng, võ giả cảnh giới này, dù thiên phú cao cách mấy, dù đánh bại được thần tôn 40 giai như Lương Vĩnh Thanh, thì liệu có thể đánh lại 50 giai không, 60 giai, 70 giai thì sao? Nên biết rằng, trong Học viện Thanh Phong, có rất nhiều võ giả như thế. Đụng phải họ, Trần Bát Hoang rất có thể sẽ chết rất nhanh. Vì vậy, trong mắt họ, Trần Bát Hoang cực kỳ may mắn. Hết sức may mắn, vô cùng may mắn. Trần Bát Hoang, cậu đi theo tôi, đến chỗ ghi danh bẽn kia kìa. Thấy mãi mà Trần Bát Hoang không lên tiếng, trưởng lão Phong Tưởng Anh xúc động không nói nên lời, vờ lờ thế cũng không hỏi, trực tiếp gọi anh đi theo mình. Ngại quá. Thế nhưng, đúng lúc này, Trần Đức lại dùng giọng nói bình. Tĩnh, không nhanh không chậm nói, xin lỗi trưởng lão Phong, tôi không muốn làm đệ tứ của ông. Cái gì? Trần Bát Hoang lại từ chối á. Tất cả mọi người đều há hốc miệng, nếu là ngày thường. Chắc chắn các trưởng lão sẽ không nhận anh, thậm chí, vì cánh giới không đạt yêu cầu nên anh còn chẳng thể vào được Học viện Thánh Phong. Cảnh giới chính là yêu cầu cơ bản nhất dành cho sát hạch chiêu sinh của Học viện Thánh Phong. Trên thực tế, dù ông lão ở phòng chiêu sinh đồng ý cho anh ghi danh, thì anh cũng chẳng có chút hy vọng nào. Có trưởng lão Phong lên tiếng thì mọi thứ mới dễ sang một hướng khác. Đồng nghĩa với xác suất 100% vào được Học viện Thánh Phong. Đó là cơ duyên may mắn đến mức nào cơ chứ? Trần Bát Hoang không có lý nào lại từ chối. Cả bản thân trưởng lão Phong cũng nghĩ như thế, vì vậy, khi Trần Đức từ chối ông ta mới không kịp phản ứng, hết sức bất ngờ, im lặng đâu đó vài giây mới nói, Trần Bát Hoang, cậu có biết là với cảnh giới của cậu, hoàn toàn không đủ tư cách gia nhập Học viện Thánh Phong không? Cậu không hiểu hả, cảnh giới chính là yêu cầu cơ bản nhất. Thế út, Trần Đức hơi bất ngờ. Anh cứ tưởng chỉ cần đủ thực lực là có thể gia nhập, không ngờ cảnh giới lại là yêu cầu cơ bản. Nhưng mà, anh Vân không đồng ý làm đệ tử của Phong Vô Kỵ. Có hai lý do. Thứ nhất, anh đến Học viện Thánh Phong với mục đích trở thành thần vương, nhanh chóng gặp được đệ ngũ hiên, cộng thêm Linh Lung và những truyền thừa anh có được trong suốt khoảng thời gian qua, thì nghiêm khắc mà nói, anh có thầy hay. Không, người đó là ai đều không quan trọng. Thứ hai. Anh hơi bất mãn với Phong Vô Kỵ, trước đó khi Lương Vĩnh Thanh muốn giết anh, Phong Vô Kỵ là trưởng lão của Học viện Thánh Phong nhưng lại không hề có ý định ngăn cản. Tuy Vân Tiêu Giới là nơi cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh là nhất, nhưng điều đó vẫn khiến Trần Đức thấy phán cảm, thấy buồn nôn. Tất nhiên rồi, trưởng lão Phong thấy Trần Đức hói thì tướng là có hy vọng, bèn bổ sung, trong số những bài khảo sát thì bài thứ nhất chính là kiểm tra cảnh giới, nếu không đạt tiêu chuẩn thì trực tiếp loại bỏ. Được rồi. Trần Đức thở dài, vẫn bình thản không gợn sóng, bình tĩnh đến lạ lùng, nếu thế, thì tôi đột phá cảnh giới là được chứ gì? Đột phá cảnh giới gì, trưởng lão Phong ngẩn người, sau đó nở nụ cười, cười rất lớn, tuy là thanh niên phải có ý chí, nhưng Bát Hoang này, đây đã là nhóm khảo sát cuối cùng rồi, cậu lấy đâu ra thời gian để đột phá? Đột phá cảnh giới không phải là ăn cơm uống nước, không dễ dàng như thế đâu. Không phải 1-2 năm thì ít nhất cũng là vài 3 tháng đấy.
không chỉ mình trưởng lão Phong, cả đám võ giả xung quanh cũng lắc ế âu, không nhịn được cười to. Này cậu Trần, cậu đồng ý với trưởng lão Phong đi, cảnh giới thần tôn không phải là thứ cậu nói đạt là đạt được ngay, bần thân tối cũng có thiên phú nhé, nhưng cũng phải mất hẳn 3 năm để từ thông thần cửu trọng lên đến thần tôn. 3 năm là ghê gớm lắm rồi, từ thông thần nhất trọng đến cửu trọng thôi mà tôi đã mất 2 năm, từ thông thần cửu trọng lên thần tôn nhất giai lại tiêu phí của tôn thêm 5 năm nữa. Cậu Trần, nói thật nhé, có thể đến đây ghi danh đều là những người ngàn chọn vạn chọn, võ giả thiên tư chắc tuyệt, nhưng chưa có ai dám nói đột phá là làm được ngay. Tôi thấy đầu tên này bị úng nước rồi, cơ hội tốt bày ra trước mắt không biết nắm giữ, lại thích chém giỏ cơ. Có người khuyên nhủ anh, cũng có người nhó giọng mỉa mai, chế giễu. Trần Bát Hoang mạnh thì có mạnh. Nhưng, đột phá nào đó dễ dàng như thế? Đây không phải là mấy cánh giới nhỏ bé không đáng nhắc tới như Kim Đan, Thiên Tôn, Thông Thần. Mà là Thần Tôn. Đột phá lên tới cảnh giới này. Đồng nghĩa với việc có thể đánh bại 99% võ giả vân tiêu giới. Đó là thứ muốn đột phá là có thể đột phá được chắc. Mơ đi. Tiếng bàn tán xung quanh ngày càng nhiều, Trần Đức lại không để ý quá nhiều. Chí Tôn Kính nói với ông lão đảng ký ghi danh, tiền bối, ông có thể chờ tôi một lát được không? Ông lão kinh ngạc, nhìn sang Phong Vô Kỵ. Phong Vô Kỵ hơi trầm ngâm, nói, Trần Bát Hoang, kiêu ngạo thì được nhưng quá hống hách thì. Sẽ là tự phụ, nếu hôm nay cậu thật sự muốn thử đột phá, thì cậu sẽ mất đi cơ hội làm đệ tử của tôi. Lựa chọn. Phong Vô Kỵ bát Trần Đức phải lựa chọn. Một là làm đệ tử của ông ta. Hai là đi thử cái gọi là đột phá hết sức hư vô mờ mịt, có thể nói là tỷ lệ thành công không đến 1/100 triệu lần. Cậu phải suy nghĩ thật kỹ, đột phá thần tôn trong học viện Thánh Phong sẽ tiết kiệm được ít nhất một nửa thời gian, dừng một chút, Phong Vô Kỵ lại bổ sung. Ngại quá, chắc chướng lão Phong sẽ phải thất vọng rồi, tôi đã suy nghĩ rất kỹ, Trần Đức không kiêu ngạo không nịnh nọt, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh, lạnh nhạt. Ha ha, được, Phong Vô Kỵ không nói gì nữa. Chỉ quay sang ông lão quầy đăng ký, cười cợt nói, thế thì cho cậu ta chút thời gian đi. Được. Ông lão khẽ gật đầu, Trần Bát Hoang, tôi có thể cho cậu một tiếng, đó là thời gian nhiều nhất tôi có thể cho được rồi. Trần Đức gật đầu. Ngay sau đó, trước mặt hàng nghìn người, anh khoanh chân ngồi xuống, hết sức chăm chú khởi động âm dương kinh. Bắt đầu đột phá. Má ơi, cậu ta muốn đột phá thật hả? Lãng phí thời gian. Khờ quá, cơ hội ngàn năm một thuở lại không biết trân trọng, ha ha. Cơ hội bao nhiêu người cầu còn không được, cậu ta lại không biết nắm bắt, đúng là đầu bị cửa kẹp rồi mà. Tiếng xì xào bàn tán vang lên bốn phía, rất nhiều võ giả ghen tị, chỉ tiếc rèn sát không thể thành thép, hay mất như muốn phun ra lửa đến nơi, đúng là lãng phí cơ hội tốt mà. Trưởng lão Phong thì sao? Ông ta không hề rời khỏi đó. Vân chắp tay đứng hẻn một chỗ chờ. Tất nhiên ông ta không chờ Trần Đức đột phá. Làm sao có thể đột phá được trong một tiếng đồng hồ. Ông ta đang chờ Trần Đức hối hận, cầu xin ông ta. Từ chối hết lần này đến lần khác, ông ta đã bắt đầu khó chịu với Trần Đức, âm thầm quyết tâm phải chèn ép anh cho bằng được, cho anh biết thế nào là lễ độ. 1 phút, 2 phút, 3 phút, thời gian từng giây trôi qua. Chỉ trong ngân ngủi vài phút. Trần Đức đã trở thành trò cười trong mặt tất cả mọi người, ngu ngốc không sao tả nổi. Tất cả các võ giả đều chờ xem màn kịch của anh. Đảo mắt, 5-6 phút đã trôi qua, tiếng bàn tán mỉa mai của mọi người vẫn không hề vơi đi thì. Đột nhiên, trên người Trần Đức nổi lên một làn gió. Cuồng phong linh khí. Trong phút chốc, linh khí giữa đất trời như bị thứ gì đó dần dứt, tập trung bay về phía Trần Đức. Có thể thấy rất rõ linh khí dày đặc và tinh khiết trong không khí, lấy Trần Đức làm trung tâm, bắt đầu vây lại, tập trung vào một chỗ. Ngay sau đó, một khối tứ linh thạch xuất hiện trong tay anh. Trắng mấy chốc, tử linh thạch đã trở nên trong suốt, trở nên bình thường. Sau đó, lại một khối nữa. Hết khối này đến khối khác. Cứ như tử linh thạch không tốn tiền mua, cứ liên tục xuất hiện, liên tục bị hấp thu hết sạch. Cứ lặp lại như thế mấy trăm giây, hơn 100 khối tử linh thạch được mang ra, mỗi khối nặng hơn 50 ký. Cũng trong khoảng thời đó, có lẽ Trần Đức đã hấp thu hàng ngàn ký tử linh thạch. Đột nhiên, một âm thanh trong chéo,
nhưng tiếng đập vào mặt nước vang lên. Có thể thấy rất rõ, khí thế của Trần Đức, dao động của linh khí bắt đầu điên cuồng tăng lên, như cột nước chọc trời liên tục dâng cao. Bấy giờ, sắc mặt của tất cả mọi người đều trở nên cứng ngắc, không có ngoại lệ. Ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Đức, tim đập nhanh thình thịch. Trưởng lão Phong cũng sững sờ ngay tại chỗ, mãi một lúc lâu vẫn không thể nói nên lời. Đột phá! Trần Bát Hoang! Cậu ta, thật sự đột phá! Trần Bát Hoang! Đột phá rồi! Từ đầu đến cuối, mất nhiều lắm cũng chỉ là thời gian mấy trăm hơi thở mà thôi. Trong thời gian ngân như thế, Trần Bát Hoang thật sự đã đột phá từ thông thần cửu trọng lên thần tôn nhất giai. Thế nhưng, sau khi đột phá, xu thế tăng trưởng của anh cũng không hề giảm bớt. Một bước lên mây, tiếp tục đánh thẳng lẻn cảnh giới cao nhất. Cả đỉnh núi đều chìm trong một sự im lặng đến lạ thường. Mọi người đang hoảng hốt NSLN chấm châm vào một màn. Trước mặt, sợ đến mức không thể sợ hơn được nữa, cứ như vừa gặp ma vậy, khủng bố đến nổi con người ta hít thở không thông, chẳng nghĩ ngợi được gì. Trong ánh mắt của tất cả mọi người, Trần Bát Hoang lại đột phá, thần tôn nhị giai. Thần tôn tam giai, thần tôn tứ giai, thần tôn ngũ giai. Anh đột phá, thật sự đơn giản như đang ăn bữa cơm uống miếng nước vậy, một hơi, anh lại. Trực tiếp đột phá lén tới thần tôn ngũ giai đỉnh phong. Phụt, đột nhiên, trong đám đông có một ông lão thần tôn lục giai hộc máu, ngửa mặt lên trời ngã xuống, ánh mắt đầy tuyệt vọng, đôi mắt hoảng hốt, không ngừng run rẩy vì sợ hãi. 10 phút, chí trong 10 phút ngắn ngủi. Từ thông thần cửu trọng lên tới thần tôn ngũ. Giai. Tốc độ đó, khiến lão già như ông ta không thể chấp nhận được. Ông ta. Năm nay 336 tuổi, trong gia tộc, ông ta là người nối bật nhất, tài năng thiên phú dị bẩm, siêu việt, từ nhỏ đến lớn luôn được người người khen ngợi, yêu thương, quý trọng. Tất cả mọi vầng sáng đều tập trung trên người. Thế mà, ông ta vẫn hết sức khiêm tốn, phần hiểu rất rõ. Thiên tài và yêu nghiệt trên đời nhiều không đếm xuể, ông ta vẫn cố gắng tu luyện, phấn đấu. Từ thông thần cửu trọng lên đến thần tôn lục. Giai. Mất 50 năm. Đằng đẵng 50 năm đó. Thế mà cậu ta, mẹ nó, Trần Bát Hoang chỉ mất 10 phút. Ông ta tức tới nỗi hộc máu. Người hộc máu không chỉ có mình ông ta, àm còn mấy người võ giả, mặt mũi đỏ bừng, đã chịu một cú sốc rất lớn. Tim không thể chịu nổi, máu nóng lên đầu, không thể ngăn chặn. Có rất nhiều võ giả cũng muốn hộc máu nhưng lại cổ nuốt ngược chớ vào. Võ giả trong sân đều run hết cả da đầu, sợ hãi đến mức không thể sợ hãi hơn. Bao gồm cả trưởng lão Phong. Đồng tử ông ta chợt nảy lên, tim đập rộn, ông ta cũng từng thấy được tình huống giống Trần Bát Hoang trong học viện Thánh Phong. Một số đệ tử yêu nghiệt đấp từng như thế. Cũng chỉ có bọn họ mới có thể đột phá trong khoảng thời gian ngân như vậy. Hơn nữa, mỗi lần đột phá lại vượt qua rất nhiều cảnh giới. Mấy người đó nay đã là những đệ tứ mũi nhọn của học viện Thánh Phong. Thật ra, bọn họ đủ sức để vượt qua nhóm trưởng lão, đó cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cuối cùng cũng đột phá rồi. Đúng lúc này, rốt cuộc Trần Đức cũng đã mở mắt, cảm nhận sức mạnh của mình tăng lên. Cũng không có dao động cảm xúc nào quá lớn, dù sao chuyện này cũng nằm trong dự tính của anh. Từ khi đột phá lên thông thần cửu trọng thì anh cũng đã có thể lên đến thần tôn, chỉ là anh không làm việc đó. Thứ nhất là anh đang muốn tiết kiệm tài nguyên, từ linh thạch mà đệ ngũ hiên đưa cho đã được tiêu xài gần hết, thứ hai là anh muốn chờ lần đột phá tiếp theo để đạt tới cảnh giới cao nhất. Trên thực tế, anh cũng không hài lòng Lâm với tốc độ tăng trưởng lần này. Nhưng mà anh không nói. Tất cả mọi thứ xung quanh anh đều có thể cảm nhận được, anh sợ nói ra sẽ bị mọi người đè đánh. Anh thản nhiên đi tới chỗ ông lão ghi danh, cười hì hì nói, tiền bối, thế nào, bây giờ tôi có thể đăng ký được chưa? Khụ, ông lão ho khan một tiếng, bỗng nhiên, ánh mắt chợt lóe lên thứ ánh sáng kỳ lạ, chẳng nói chẳng rằng, run rẩy viết xuống ba chữ Trần Bát Hoang. Chờ đã, lúc này, trưởng lão Phong lại lên tiếng một lần nữa, ngắt ngang hành động của ông ta. Nhìn chằm chằm Trần Đức với ánh mắt nghiêm trọng, Bát Hoang, cậu thật sự không muốn làm đệ tử của tôi ư, tôi sẵn sàng cho cậu thêm một cơ hội nữa. Xin lỗi trưởng lão Phong, tôi đã quyết định rồi, ánh mắt Trần Đức lóe lên vẻ mất kiên nhẫn, lão già này, lúc nãy đã bất anh chọn một trong hai,
bỏ qua một lần sẽ không có lần tiếp theo rồi mà. Bây giờ, lại là một cơ hội khác hả? Ha ha! Người thế này, không dính tới càng tốt. Chan Đức Chư Sê tiếp từ chối xong thì lại đi tìm ông. Lão ghi danh. Trắng mấy chốc. Ông lão đã viết xong tên Trần Đức, anh cũng không để ý tới trưởng lão Phong nữa, lập tức đi vào nơi sát hạch. Xí, đột phá nhanh thì có gì hơn người, mấy cái cảnh giới quèn đó, thua xa anh họ Nghiêm Hoa, Trần Đức đi rồi, ánh mắt Chu Tư Linh chợt lố lên tia sáng lạ. Ngay sau đó, cô ta cũng đăng ký, tiến vào khảo sát. Khoảng nửa tiếng trôi qua. Kết quả khảo sát đã có. Lúc này, 200 người chỉ có 2 người cuối cùng thông qua kiểm duyệt của Học viện Thánh Phong. Thứ nhất là Trần Đức. Thứ hai chính là Chu Tư Linh. Với kết quả này, Trần Đức cũng không bất ngờ, Chu Tư Linh là nữ nhung cảnh giới và thực lực của. Cô ta cũng không hề tệ, không thua kém gì Lương Vĩnh Thanh, thất tông chủ của Thất Nguyệt Tông gì đó. Nếu không, với thân phận của Lương Vĩnh Thanh, xác chắn hắn sẽ không lấy lòng một cô gái. Nhóm Trần Đức chính là nhóm khảo sát cuối cùng, 3-4.000 người đăng ký nhưng cuối cùng chỉ có 48 người thông qua khảo sát, có thể 48 người đó không có thực lực mạnh nhất, cảnh giới cao nhất, nhưng đều là sự tồn tại của thiên phú dị bẩm, không có ngoại lệ. Người đẹp, có thể làm quen chút được không? Gì? 48 người tụ tập lại một chỗ, Chu Tư Linh có mặt mũi và dáng người khá đẹp, về thế, có rất nhiều võ giả đến gần muốn làm quen. Thậm chí còn có người nói thẳng là muốn hẹn hò với cô ta. Ha ha, mấy người muốn trở thành bạn trai tôi ấy há, chưa có đủ tư cách đâu, Chu Tư Linh lạnh lùng cười, hoàn toàn không thèm để ý tới bọn họ, hếch mặt lên trời đứng đó, vẻ mặt đầy kiêu ngạo. Trong lúc lơ đãng, cô ta lại liếc sang nhìn Trần Đức. Có thể thấy rất rõ người đàn ông bên cạnh cô ta chẳng có phản ứng gì, cá nhìn cũng không thèm. Nhìn tới cô ta lấy một lần. Làm màu ra vẻ cái gì, Chu Tư Linh nói thầm, cô ta hiểu rất rõ tính bọn đàn ông, tên nào trông thấy cô gái cấp bậc tím như cô ta lại chả rung động. Theo cô ta thấy, Trần Đức Chí đang làm bộ làm tịch mà thôi. Ấy, tuy giọng cô ta khá nhó nhưng lại không hề có ý che giấu, Trần Đức nghe thấy rất rõ và cũng hết sức cạn lời. Cô ta lấy đâu ra sự tự tin và tự cao đó nhỉ? Cấp bậc tím ấy hả, ảo giã Tư Linh, Lâm Giao, Ưng Thanh Vũ. Tống Ngữ Yên, ai lại chả bỏ xa cô ta mấy chục con phố. Nhưng, Trần Đức không hơi ê tức giận. Phụ nữ thôi mà, không đáng. Anh chủ động né đi vài bước, lười so đo với cô ta. Im lặng cả nào. Lúc này, một bà lão mặc áo bào đỏ, cầm gậy chậm rãi xuất hiện trước mặt mọi người. Hơi thở của bà ta dao động rất mạnh, vừa xuất hiện thôi mà không khí xung quanh đã trở nên cô động lại. Việc hít thở của mọi người cũng trở nên khó khăn. Trong sân, bất giác trở nên im lặng. Dần già, bà lão chậm rãi mở miệng. Nếu đã thông qua khảo sát thì bắt đầu từ giờ phút này, các cô các cậu chính là đệ tử của Học viện Thánh Phong, cũng nên nghe cho biết nội quy của Học viện, nghe đây, những lời này tôi chỉ nói đúng một lần. Đôi mắt như chim ưng của bà lão đảo qua mặt tất cả mọi người. Dừng một chút, lại nói tiếp. Học viện Thánh Phong chia thành ngoại viện và nội viện, phần lớn các có các cậu sẽ là đệ tử ngoại viện, nhưng đừng sốt ruột quá, đến khi đủ. Mạnh rồi sẽ được vào nội viện. Chỉ có đệ tử nội viện mới được tiến vào bí cảnh đại thiên, có được những nguyên khí mình muốn. Còn nữa, Học viện Thánh Phong không cấm so tài, giết người, cũng không cấm các cô cậu rời khỏi học viện, nhưng mỗi tháng phải quay về báo cáo một lần. Còn lại, cũng như tông môn của các cô cậu, tất cả đều phải dựa vào thực lực nói chuyện, nếu không có, thế thì chẳng cần biết các cô cậu là rồng hay phượng, đều nằm xuống hết cho tôi. Bà lão nói chuyện không hề khách sáo, nhưng cũng không có bất kỳ người nào dám phán bác. Bởi vì thực lực của bà ta rất mạnh, dao động khủng bố đến mức khiến mọi người trong sân hoảng sợ. Được rồi, tiếp theo đây tôi sẽ dẫn các cô cậu đến chỗ ghi danh, cùng những người có lệnh bài đến tổ miếu, tới đó rồi sẽ có một vài trưởng lão. Người hướng dẫn chính thức tới đón các đệ tử mà họ chọn, các cô cậu có thể cố gắng hết sức, nếu may mắn lọt vào mắt xanh ai đó thì sẽ được dẫn đi, đó là cơ hội duy nhất để trở thành đệ tử nội viện trong khoảng thời gian ngắn của cô cậu. Bà lão nói xong thì chẳng nhiều lời nữa, đi trước. Dần đường, đi qua một hành lang thật dài, cuối cùng, mắt bọn họ bỗng chốc sáng bừng lên. Đó là một quảng trường rất lớn. Trong quảng trường, các đệ tử có lệnh bài đã chờ sẵn. Đáo mắt nhìn lại,
số lượng cũng không chênh lệch mấy so với nhóm chiêu sinh, có khoảng 41, 42 người. Tổng cộng gần 100 người, nam chiếm 2/3, nữ 1/3. Âu Dã Tư Linh, đứng ở một góc khá khuất, các võ giá đi cùng Trần Đức đến nơi này lại nhìn thấy cô ta đầu tiên, bị cô ta hấp dẫn. Cô ta thật sự rất hấp dẫn, đứng bên cạnh người khác, chỉ xét mặt mũi thôi đã là hạc trong bầy gà rồi, cực kỳ thu hút, chói mặt đến mức mọi thứ trước mặt sáng ngời. So với cô ta, Chu Tư Linh chẳng khác gì một đóa hoa héo, ảm đạm không có sức sống. Này cô, cho hỏi cô tên là gì thế, tôi là Vương Bá, có thể kết bạn làm quen được không? Cô em, xin chào, có thể làm quen chút được không? Ngay sau đó, 48 người, có khá nhiều người muốn tiếp cận. Bọn họ khác với những đệ tử có lệnh bài, những kẻ đó mắt tít trên cao. Dù Âu Dã Tư Linh có xinh đẹp cách mấy thì họ cũng sẽ không chủ động tiếp cận những kẻ yếu đuối. Nhưng những người này thì khác, bọn họ không ngại. Trong số những người muốn làm quen đó, thậm chí còn có cả ông lão trông như 70-80 tuổi. Có gì ghê gớm đâu, ánh mắt của Chu Tư Linh được săn đón trước đó hiện lên vẻ ghen tị, hụt hẳng, cũng không hề che giấu sự ganh tị của mình, cao giọng nói, có đẹp đến mấy thì cũng chỉ là cái mã ngoài mà thôi, chậc chậc, không thể hiểu nổi, học viện Thánh Phong mà cũng tuyển mấy ké vô dụng thế này vào. Nhưng, lời cô ta nói như cục đá nhỏ ném xuống biến lớn, trực tiếp bị những lời mời gọi làm quen của mọi người bao phủ, chẳng thể nhấc lên cuộn sóng ngọn gió nào. Chu Tư Linh vô cùng khó chịu, hừ lạnh một tiếng, mặt bình tĩnh. Người đẹp, trong tay tôi có mấy viên tứ linh thạch, cô có cần không, nếu cần thì tôi tặng cho nhé. Chào cô, tôi đến từ Thiên Diễn Tông, là tông chủ của Thiên Diễn Tông, vị trí phu nhân của tôi vẫn còn trống, nay gặp được cô thì tôi nghĩ cuối cùng chỗ đó cũng có người ngồi rồi. Cô này, cô, chưa tới 5 phút, trước mặt Âu Dã Tư Linh đã có mấy mươi người vây quanh, cả đám ai cũng hỏi tên và muốn làm quen với cô ta. Đối mặt với từng đó cao thủ cấp bậc thần tôn, trong khoảng thời gian ngắn, mặt Âu Dã Tư Linh đã trâng bệch, có chút xúc động, luống cuống cả chân tay. Vợ, khi cô ta đang không biết phải làm thế nào thì một giọng nói hiền lành đã vang lên bên tai, không biết từ khi nào Trần Đức đã đứng bên cạnh cô ta, dịu dàng nói, không sao. Có anh ở đây rồi. Dường như, đang muốn công khai thể hiện quyền sở hữu Âu Dã Tư Linh của mình, tay Trần Đức thoải mái khoác lên bờ vai mảnh mai của cô ta, nửa ôm vào lòng. Gương mặt tươi cười của Âu Dã Tư Linh xuất hiện dạng mây hồng, nhưng trong lòng lại thầm thớ phào nhẹ nhõm, không từ chối, mặc cho Trần Đức ôm mình, mặc cho bàn tay hư hỏng đó sờ mó. Mọi người thấy thế, trong lòng hết sức ngạc nhiên, lại buồn bực. Vừa đến học viện Thánh Phong, bọn họ cũng không muốn gây chuyện nên đều tản ra, chuẩn bị tìm một cơ hội khác. Trần Đức nói, thế nào, anh giỏi lắm đúng không? Mới đó đã dọa họ chạy mất rồi. Anh là giỏi nhất, được chưa tê? Đôi mắt Âu Dã Tư Linh lóe lên vẻ hạnh phúc, nhớ lại trước kia khi vừa quen biết Trần Đức, anh chẳng khác gì một người bình thường, thế mà hôm nay đã trở thành thần tượng trong lòng cô ta, là nam thần duy nhất trong suy nghĩ của cô ta, lúc nào cũng bảo vệ cô ta. Tất cả những điều đó, dường như mọi thứ đã trôi qua tận mấy đời. Khụ, tiếng ho khan chợt vang lên, bà lão dẫn theo nhóm Trần Đức tới đây thản nhiên nói, đừng lãng phí thời gian nữa, tất cả đi theo tôi. Bỗng nhiên, bà ta xoay người đi thẳng vào giữa quảng trường. Nơi đó có một truyền tống trận. Bà lão ra lệnh cho mọi người đi vào trong hoa văn trận, những vầng sáng chợt lóe, ngay sau đó. Một mánh hư không chợt cân nuốt khiến tầm mắt mọi người chìm vào bóng tối, không ngừng tiến về phía trước trong kẽ hở không gian. Khoáng hơn 20 phút sau, trước mặt bọn họ sáng ngời. Khi họ xuất hiện một lần nữa, thì hơn 100 người đã ở một nơi hoàn toàn khác. Nơi này lại là một đỉnh núi, điểm khác biệt với đỉnh núi trước đó là diện tích, nó rộng hơn gấp 100 lần, trước mặt là đình đài lầu các mọc lên như nấm, những tòa nhà, đỉnh tháp. Nhà cổ với phong cách khác nhau, chiều cao khác nhau tọa lạc phía chân trời, một con linh thú đang lượn lờ bay quanh. Quanh đỉnh núi này là đỉnh núi khác, dõi mắt về phương xa cao cao trên kia là dòng suối nước chảy róc rách, hai bên dòng suối là hoa tươi nở rộ, lọt vào mắt chính là linh khí ngập trời. Cả đóa hoa kia và những phiến lá của nó cũng có linh khí mờ ảo. Nơi này, thật sự là một thánh địa đế tu hành. So với linh khí ngoài kia, nó hấp dẫn hơn rất nhiều. Những võ giả đến được đây, tính cả Trần Đức,
tất cả đều thả lòng từng lồ chân lông, thoải mái đến lạ, hận không thể lập tức ngồi xuống, đâm chìm trong việc tu luyện. Nhất là Âu Dã Tư Linh, trong hoàn cảnh thế này, cô ta lại loáng thoáng có chút dấu hiệu muốn đột phá. Thiên phủ của cô ta thật sự rất mạnh. Có thể nói là vượt trội hơn hắn 90% người ở đây. Tất cả theo tôi, giọng nói khô khốc của bà lão kéo sự chú ý của tất cả mọi người lại. Bà ta dẫn theo mọi người băng qua một khu rừng hoa xanh tùm, cuối cùng, một quảng trường lại đập vào mắt, không biết quảng trường rộng bao nhiêu, có một tòa kiến trúc cao tận 100 mét. Cao 100 mét, nhưng chỉ có một tầng. Ngoài cửa lớn là một tấm bia đá. Tổ miếu. Hai chữ rồng bay phượng múa mạnh mẽ khắc trên tấm bia, cực kỳ ngắn gọn, lại như có thể gánh cả đại đạo, nhìn lâu khiến tinh thần con người ta trở nên hoảng hốt, rung động. Trong tố miếu không có gì khác. Chỉ có hết linh bài này đến linh bài khác. Hơn 1.000 tấm. Những người đó đều là những cái tên từng cống hiến rất nhiều cho học viện Thánh Phong, hoặc là người có thực lực rất mạnh, chỉ có những người nổi bật nhất mới đủ tư cách để lại tên ở đây. Bà lão dần theo gần chẫm người, tiến vào tổ. Miếu, đầu tiên, bà ta dẫn mọi người đến một linh vị hành lề, sau đó nói, các người ở đây chờ, lát nữa sẽ có người đến đây đón. Bỗng nhiên, bà ta vừa suy nghĩ, thoát cái đã biến mất. Bà ta vừa đi chưa được bao lâu thì đã có vài ông lão, hoặc người đàn ông trung niên xuất hiện, bọn họ đều là trường lão và người hướng dẫn của Học viện Thánh Phong, không có ngoại lệ. Tổng cộng 28 người. Trong 28 người đó, chỉ có 2 trưởng lão, còn lại đều là người hướng dẫn. Bọn họ cầm danh sách, tới nơi này trực tiếp chọn những đệ tử đã được lọc sẵn, sau đó mới chọn trong nhóm người xem có đệ tử nào đáng để chọn nữa hay không. Nhưng, thật đáng tiếc, không có, chẳng có một người nào. Nhưng, bọn họ không rời đi ngay, mà vẫn còn chờ, cùng chờ với tất cả đệ tử, khoảng 2-3 phút sau, lại có hơn 10 đến 20 bóng người lục tục đi tới. Những người đó, không có ngoại lệ, tuổi rất lớn, thực lực cũng rất cao. Bẽn hông bọn họ là ngọc bội khá giống nhau. Trưởng lão, tất cả đều là trưởng lão. Học viện Thánh Phong, 30 trưởng lão, đã đến đây 2/3. Bọn họ vừa tới, tổ miếu đã im ưng đến lạ lùng. Sao lại thế này, tại sao các trưởng lão đều tới đây? Trong phòng có gần 100 người, ai cũng khó hiếu, nên biết rằng các trưởng lão Học viện Thánh Phong, ai cũng là thần long thấy đầu không thấy đuôi, chẳng mấy khi gặp được họ. Hôm nay, gần như toàn bộ đã xuất hiện ở nơi này. Tại sao thế? Ai là Tư Linh, mời đứng ra đây, khi mọi người đang khó hiếu thì đột nhiên, một ông lão tóc bạc, giọng già nua lên tiếng, ông ta đảo mắt nhìn mọi người, cố nói với giọng hiền lành và khách sáo nhất. Người lèn tiếng chính là lục trưởng lão của Học viện Thánh Phong, cũng là người có thân phận cao nhất trong số các trưởng lão. Ông ta nói chuyện cực kỳ khách sáo. Nếu không phải là cô ta, thì người có được lệnh bài tứ cực cũng đáng để ông ta khách sáo. Lệnh bài đó không phải là thứ mà người bình thường có thể lấy được. Thậm chí cả xưng hô cũng không gọi đầy đủ tên họ ra, mà thân thiết dùng hai chữ Tư Linh, đây là chuyện hết sức hiếm thấy. Khỏi phải nói, đây chắc chắn là chuyện tốt. Trong sân, hơn 100 đệ tử, ai cũng hâm mộ đến lạ. Nhìn lại xung quanh, tìm kiếm người lục trưởng lão vừa gọi tên. Trong đám đông, Âu Dã Tư Linh và Chu Tư Linh đều ngấn người. Người trước hơi hoảng hốt, mặt đỏ ứng. Người sau, lại hết sức vui mừng, bất ngờ, hai mắt nóng. Rực, chẳng lẽ, lục trưởng lão đang gọi cô ta. Nơi này ngoài cô ta ra còn ai tên là Tư Linh nữa? Chắc không có đâu ha. Nhưng tại sao lục trưởng lão lại biết tên cô ta? Trước đó cô ta cũng đâu có quen biết các trưởng lão trong Học viện Thánh Phong này. Chu Tư Linh nhìn lục trưởng lão, ánh mắt đầy khó hiếu và mong chờ. Vài võ giá trước đó đã biết tẻn cô ta lập tức quay đầu sang, tập trung ánh mắt vào người cô ta. Lục trưởng lão đang gọi cô kìa. Đúng vậy, cô may mắn thật đó, lại được lục. Trưởng lão yêu ái. Không không không, cô xem, nhiều trưởng lão như thế chỉ đến tìm một mình cô. Đây là vinh hạnh đến mức nào? Xung quanh hết người này đến người khác lèn tiếng, nhất thời khiến Chu Tư Linh tướng lục trưởng lão đang nói mình, cô ta bèn bước ra trước mặt tất cả mọi người. Tiểu nữ Tư Linh ra mặt lục trưởng lão. Lục trưởng lão quan sát Chu Tư Linh từ trên xuống dưới, khẽ gật đầu.
tuổi không lớn, cảnh giới thần tôn 39 giai, tuy không phải là người có thiên phú nối bật gì nhưng cũng không tệ. Tư Linh, tôi hỏi cô, lớn trong nhà tặng cho cô lệnh bài tử cực này đúng chứ? Lệnh bài tử cực, Chu Tư Linh nghệt mặt ra, Lục trưởng lão, tôi không biết ông nối cái gì. Là lệnh bài này, Lục trưởng lão lấy lệnh bài ra. Nó không phải của tôi, Chu Tư Linh ngẩn người, vội vàng phủ định, đối mặt mười mấy, 20 trưởng lão thế này, cô ta không dám nói dối. Không phải của cô cả, Lục trưởng lão khó hiếu nói, cô không phải là Tư Linh ư. Âu Dã Tư Linh, mặt Chu Tư Linh đỏ bừng, Lục trưởng lão tối. Tôi tên Chu Tư Linh, không phải là Âu Dã Tư Linh. Khụ. Lục trưởng lão khẽ ho khan một tiếng, Chu Tư Linh. Được rồi, cô lui xuống đi. Chu Tư Linh cúi đầu quay về trong đám người. Xấu hổ đến cùng cực. Cô ta cứ tưởng là có miếng bánh rơi xuống đầu mình, nào ngờ. Nào ngờ là nhận nhầm người. Xấu hổ có, nhưng cũng có cả hụt hẳng. Hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Những võ giả trước đó nhiệt tình khen ngợi lập tức tắt đài, trở nên hở hứng khiến cô ta cực kỳ khó. Chịu, muốn biết sốt cuộc Âu Dã Tư Linh đó là ai? Thế thì Âu Dã Tư Linh là người nào? Phiền bước ra một chút, sau đó, Lục trưởng lão lại hỏi. Đừng sợ, có anh ở đây rồi, đi đi, Trần Đức khẽ nói bên tai Âu Dương Tư Linh. Âu Dã Tư Linh hít sâu. Sau đó, cô ta bước ra khỏi đám người. Tự tin, tao nhã, bình tĩnh. Bóng dáng lạnh lùng hờ hững, như tiên nữ bước ra từ trong tranh. Không kiêu ngạo, không nịnh hót, bước ra nói, Lục trưởng lão, tôi chính là Âu Dã Tư Linh. Cô ta vừa xuất hiện, thì, ánh mắt tất cả mọi người lại tập trung vào cô. Âu Dã Tư Linh, cô ta lại chính là Âu Dã Tư Linh. Mười mấy, 20 trưởng lão đến đây chỉ vì một người cảnh giới thiên tôn cửu trọng. Mọi người đều không thể tin nổi chuyện này. Nhất là Chu Tư Linh. Cô ta nghĩ thế nào cũng không ngờ được người cô ta khinh thường trước đó lại chính là Âu Dã Tư Linh. Giống cô ta, có hai chữ Tư Linh. Lại là cô gái này, chẳng những cướp đi sự chú ý lẽ ra nên thuộc về cô ta, mà còn cướp cả tên của cô ta ư. Chu Tư Linh đầy oán hận, ghen tị nhưng lại không thế làm gì được. Cô chính là Âu Dã Tư Linh hả, Lục trưởng lão hỏi. Phải, chính là đệ tử Âu Dã Tư Linh khẽ vuốt. Câm. Đúng vậy, lần này không sai, Lục trưởng lão khẽ gật đầu, nếu không phải có lệnh bài tử cực thì với cảnh giới thiên tôn cửu trọng của cô ta, tuyệt đối không thể đến đây được. Chỉ là, cảnh giới này khiến con người ta thật sự rất thất vọng. Thất vọng cùng cực. Lẽ ra, cả đám trưởng lão xuất hiện ở đây vì nghe tin cố người cầm lệnh bài tử cực, nóng lòng muốn xem thứ coi đó là người thế nào. Không ngờ chỉ là một thiên tôn. Còn chưa lên nối thông thần. Một đám trưởng lão đều lắc đầu thở dài, hận không thể lập tức rời đi. Theo nguyên tắc của lệnh bài tử cực, cô có thể tùy ý chọn một người làm sư phụ. Lục trưởng lão quan sát Âu Dã Tư Linh một phen rồi cười khổ nói, nơi này tính cả tôi cùng với 19 chướng. Lão, cô xem coi cô muốn chọn người nào. Lục trưởng lão, ép vừa mới dứt lời thì đã có một trưởng lão lên tiếng, học viện Thánh Phong chúng ta có nguyên tắc. Mỗi trưởng lão chỉ được phép nhận 10 đệ tử, mỗi một vị trí đều khiến chúng tôi tranh toát cả đầu, không cần biết các ông nghĩ thế nào, dù sao tôi cũng không nhận cô ta, cảnh giới quá thấp. Không sai, cái cảnh giới đó còn chẳng bằng Chu Tư Linh lúc nãy, tôi cũng sẽ không nhận. Tôi cũng không nhận, dù có chọn tôi thì cũng chỉ có thế làm trâu làm ngựa thôi. Tôi cũng không nhận, tư chất thế này không đáng làm đệ tử của tôi. Loại rác rưởi thế này ai dám nhận? Nhận về rồi có khác gì tự bôi nhọ bản thân đâu. Hết trưởng lão này đến trưởng lão khác lên tiếng, không ai quan tâm đến cảm xúc của Âu Dã Tư Linh, trực tiếp phất tay áo bỏ đi. Chưa đến 3 phút, chỉ còn mỗi Lục trưởng lão ngượng ngùng đứng. Đó, ông ta cũng hết cách. Tuy trưởng lão cũng có người trên kẻ dưới nhưng chuyện thu nhận đệ tử này, ông ta cũng không phái viện trưởng, không thể bắt ép người ta được. Huống chi. Ông ta có thể hiểu được suy nghĩ của bọn họ, nói thật, nếu không phải các trưởng lão cao hơn không có trong viện, chuyện này phải đến phiên ông ta đứng ra thì chắc chắn ông ta cũng bó đi. Trước đó, các đệ tử Vân còn hâm mộ đỏ mắt lập tức vui sướng khi người gặp họa, nhất là Chu Tư Linh, lại cười lạnh. Rác rưởi chính là rác rưởi, dùng quan hệ để tiến vào học viện Thánh Phong thì sao?
cuối cùng cũng bị người ta khinh thường thôi mà, cò ta khẽ nói, thầm đắc ý, đúng là lãng phí cơ hội tốt. Trong đám người, chỉ có Minh Trần Đức đứng đó không nói gì. Đây là Vân Tiêu Giới. Thật tàn khốc. Sau khi Âu Dã Tư Linh trải qua chuyện này đã rất có ích đối với sự trưởng thành của cô ta. Cô Tư Linh, cỏ xem, giờ chướng lão trí còn lại một mình tôi, không biết. Cô có bằng lòng làm đệ tử của tôi không? Lục trưởng lão gượng gạo, ngoài cười nhưng trong không cười, giọng nói chẳng có một chút chân thành nào hết. Không cần, tôi bằng lòng bắt đầu từ đệ tử ngoại viện. Các trưởng lão đã nói rõ ràng và thẳng thừng như vậy rồi thì sao Âu Dã Tư Linh còn không hiểu được ý của họ. Cô ta cúi đầu, gương mặt đỏ bừng. Trong đôi mắt xinh đẹp cất giấu một vẻ mờ mịt không ai thấy, giọng điệu cũng hết sức lạnh nhạt, bình tĩnh nói, đợi đến khi Tư Linh có tư cách rồi chọn sư tôn cũng không muộn. Trong lòng Âu Dã Tư Linh cực kỳ phức tạp. Từ nhỏ đến lớn, cô ta đều là tiêu điểm của sự chú ý, được người người ngóng nhìn. Nhưng đến học viện Thánh Phong lại bị ghét bỏ. Đặc biệt là ở trước mặt nhiều người như vậy, một đám trưởng lão lại ghét bỏ, khinh bỉ cô ta một cách trắng trợn. Sự chênh lệch lớn như vậy, dù là Âu Dã Tư Linh thì trong lòng cũng không thể nào bình tĩnh nổi. Nước mắt của cô ta đong đầy nơi khóe mi, nhưng lại bị Âu Dã Tư Linh nín lại. Âu Dã Tư Linh biết ở học viện Thánh Phong của Vân Tiêu Giới này chỉ có thể dùng thực lực để nói chuyện. Điều duy nhất mà cô ta có thể làm để rửa nỗi nhục hôm nay chính là chớ nên mạnh, mạnh hơn nữa. Vượt qua đám đệ tử được gọi là tư chất cao, cảnh giới cao kia. Nhớ hồi đó, chẳng phải người đàn ông của cô ta cũng bị khinh bí như vậy ư. Nhưng anh vẫn đi từng bước một đến ngày hôm nay, đứng tại vị trí này sao? Được. Lục trướng lão nghe vậy, thở phào một hơi, không chút níu kéo. May mà cô nhóc kia không. Chiếm một vị trí đệ tứ của ông ta, vẫn còn ba vị trí. Một khi đã vậy, tôi cũng tặng cho cô một món quà gặp mặt đi. Tôi thấy cô là kiếm tu, vừa hay tôi có một bản võ kỹ địa giai cấp cao, tặng cho cô coi như là bồi thường. Lục trướng lão vừa nghĩ đã lấy một quyển võ kỹ từ trong túi trữ vật ra nói, kiếm quyết này tên là Hàn Băng, vừa hay phù hợp với thuộc tính thủy trong linh khí của cô. Có võ kỹ kiếm quyết, đương nhiên Âu Dã Tư Linh sẽ không khách sáo. Vươn hai tay nhận lấy, cảm ơn lục trưởng lão. Được rồi, mọi người tiếp tục đi, tôi còn có việc, tạm biệt, cơ thể lục trưởng lão nhoáng lên, nhanh chóng lẩn mất, thoáng chốc đã biến mất trong tổ miếu. Sau đó, đám giáo viên và các đệ tử kia cũng lần lượt rời khỏi. Còn Âu Dã Tư Linh, chẳng qua chỉ là một đóa quỳnh sớm nở tối tàn thôi. Thân là giáo viên hay đệ tử, sẽ không ai để ý đến một đệ tử ngoại viện. Trong một thời gian ngắn, họ sẽ không phải là người trong cùng một thế giới. Không sao, sau này họ sẽ hối hận, Trần Đức đi đến bên cạnh Âu Dã Tư Linh dịu dàng an ủi. Anh biết tư chất của Âu Dã Tư Linh tốt đến mức nào, không ngoa chứ trình độ, sự giác ngộ và khả năng của cô ấy trên con đường kiếm đạo còn mạnh hơn anh vài bậc. Âu Dã Tư Linh trời sinh đã phù hợp với kiếm. Người như thế, những trưởng lão kia lại chẳng ai để ý, chỉ có thể nói họ mặt mù, mai sau chắc chắn sẽ hối hận. Còn Trần Đức, không ai để ý càng tốt, cứ thế anh cũng mừng rỡ được an nhàn, tự do. Dù sao, có sư tôn hay không thì với anh cũng chẳng ảnh hưởng gì. Em không sao, Âu Dã Tư Linh đã thoát khỏi sự ủ rũ nán lòng, nở nụ cười động lòng người như tiên nữ. Bên trong tố miếu, đoàn người lục tục rời đi, trong sân chỉ còn lại 48 người trước đó, thêm Âu Dã Tư Linh nữa là 49 người. Sau khi những giáo viên kia rời đi, chẳng mấy chốc, ngoài cửa đã đi tới một thanh niên trẻ tuổi. Hơi mập mặc áo bào trắng, trên eo đeo một cái ngọc bội màu trắng ngà, mặt mày rạng rỡ. Anh ta trực tiếp đi đến trước tố miếu, khẽ cười nói. Các vị sư muội, sư đệ, tôi là Từ Phong đệ tử ngoại viện. Hôm nay, tôi sẽ tiếp đón mọi người. Chắc mọi người cũng biết một số quy định trong học viện Thánh Phong rồi. Tôi sẽ không nói nhiều nữa, nếu có gì không hiểu cứ tới hỏi tôi là được. Từ Phong rất ôn hòa, lấy một cái túi càn khôn ra, vừa nghĩ, một đống ngọc bội màu trắng ngà giống cái đeo trên eo anh ta lập tức xuất hiện trong tay. Sau này, cái ngọc bội này sẽ là giấy chứng nhận thân phận của mọi người nên phải đeo trên người. Đệ tử ngoại viện bình thường sẽ là màu trắng ngà, đệ tử ngoại viện cấp cao sẽ là màu xanh lá, còn đệ tử trung tâm sẽ là màu xanh dương. Trong ngọc bội có thông tin chỗ ở của mọi người.
Sau khi nhận ngọc bội thì hãy tự tìm đến ký túc xá của mình rồi làm quen với ngoại viện của chúng ta. Cánh tay Tử Phong khẽ run, thoáng chốc, tất cả ngọc bội đã rớt vào trong tay mọi người. Ở bên ngoài thì đệ tử trong học viện Thánh Phong đều là những cao thủ đứng đầu, nên chỗ ở của mỗi người đều khá tốt, là từng tòa lầu các riêng. Hơn nữa, còn nằm trong những nơi có linh khí dày đặc. Trần Đức và Âu Dã Tư Linh cũng không ở chung, cả hai cách nhau rất xa. Nhưng không sao, vậy thì càng tốt hơn cho sự tu luyện của cô ấy. Theo từng hàng đệ tử rời đi, cái tên của Trần Đức và Âu Dã Tư Linh giống như một cơn gió lốc nhấc lên một đợt sóng gió trong ngoại viện. Đầu tiên là Trần Đức, sự biểu hiện của anh ở chỗ tuyển sinh đã được những đệ tử vừa gia nhập vào ngoại viện truyền nhau, từ thông thần tầng 9 đột phá đến thần tôn mà chỉ dùng chưa đến 10 phút. Hơn nữa, còn đánh bại Lương Vĩnh Thanh trong vòng một chiêu. Quan trọng hơn là, anh còn có một người phụ nữ xinh đẹp như tiên, gần như là người đẹp nhất trong ngoại viện tên là Âu Dã Tư Linh. Anh vừa đến học viện Thánh Phong đã trở thành nhân vật làm mưa làm gió ở ngoại viện. Ngoài ra, những điều mà Âu Dã Tư Linh gặp phải trong tổ miếu cũng được truyền đi, hoàn toàn trở thành một trò cười trong mặt của rất nhiều người, đặc biệt là một số người bị sắc đẹp của cô ta đè bẹp như Chu Tư Linh, càng là vui sướng khi người gặp họa, thêm mắm thêm muối chuyện cô ta bị ghét bỏ truyền khắp mọi nơi. Có điều, sau khi rất nhiều võ giả nhìn thấy gương mặt của Âu Dã Tư Linh thì lập tức chẳng màng đến thực lực và những gì cô ta gặp phải, tên túi người đẹp nhất ngoại viện thoáng chốc đã rơi lên đầu cô ta. Kết quả đó khiến Chu Tư Linh tức đến nổi nghiến răng nghiến lợi. Giờ phút này, ở một chỗ trước dòng suối nhỏ yên ả trong ngoại viện. Một thanh niên đang lười biếng nằm trên ghế, thoải mái thư giãn câu cá, trên eo của hân có một cái ngọc bội màu xanh dương lóe lên ánh sáng chói mắt dưới ánh mặt trời. Thanh niên họ Nghiêm tên Hoa, là đệ tử trung tâm ở ngoại viện. Thực lực của hắn đã là thần tôn 50 giai và đứng thứ 5 trong ngoại viện. Song, hắn cũng là một kiếm tu. Bên cạnh hắn lẳng lặng đặt một thanh kiếm giống như bất cứ lúc nào cũng có thể giết người. Kế bên còn có một cô gái, cô ta không phải ai khác chính là Chu Tư Linh người vào học viện cùng một đợt với Trần Đức. Nghiêm Hoa là anh họ của cô ta. Là người anh họ hàng xa. Những năm qua, cô ta vẫn vô cùng sùng bái, hâm mộ và thích người anh họ này. Cô ta cho rằng anh họ của mình tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ. Ở trong mặt hắn thì loại người như Lưỡng Vĩnh Thanh còn trắng đỡ nổi một chiêu. Anh họ, anh nhất định phải trả thù cho em. Cái tên Trần Đức kia giết Lương Vĩnh Thanh, còn Âu Dấp Tư Linh lại khiến em mất hết mặt mũi. Chu Tư Linh đứng bên cạnh Nghiêm Hoa, làm nũng lặc lắc cánh tay hắn. Tên nhóc kia cũng có chút bản lĩnh đó chứ, thông thần tầng 9 đã giết được Lương Vĩnh Thanh. Hẳn chính là cao thủ 40 giai đó, Nghiêm Hoa nhàn nhạt nói. Tuy vậy nhưng giọng điệu của hắn lại tràn ngập vẻ khinh bỉ, có điều, dám bật nạt em gái Tư Linh của anh thì đúng là không biết chữ chết viết như thế nào mà. Lương Vĩnh Thanh, một thằng rác rưởi mà thôi. Có thể được thập bát trưởng lão nhìn chúng chỉ là bởi vì trong nhà có ô dù khá to. So với Hân thì, ha ha, vẫn thua xa. Anh họ, anh định dạy cho anh ta một bài học như thế nào, Chu Tư Linh phấn khích hỏi. Ừ, nhưng không phải bây giờ, đợi hai ngày nữa. Mấy ngày nay, anh đang tu luyện đến lúc quan trọng, sắp đột phá đến 51 giai, kiếm thiên ma gia truyền cũng có thể đột phá đến đại viên mãn. Tới lúc đó, anh xử lý anh ta giúp em cũng không muộn, Nghiêm Hoa nói, thần tôn ngũ giai mà thôi, riêng. Cảnh giới đã thua anh cá 10 lần, vậy chắc sự chênh lệch về thực lực phải mấy chục ngàn lần ấy nhỉ? Không gấp. Hai ngày nay anh muốn bế quan, nếu có chuyện gì thì tìm người anh em dụ lực của anh. Nghiêm Hoa dừng một chút rồi nhẹ nhàng bâng quơ nói tiếp, ngoài ra, em hãy thả ra tin bảo Trần Bát Hoang rửa cố chờ anh. Hai ngày sau, anh đây sẽ lấy đầu của anh ta. Còn người phụ nữ của anh ta nữa, chẳng phải là người đẹp nhất ngoại viện sao? Cũng bảo cô ta tắm rửa sạch sẽ, cầm theo cuốn võ kỹ địa giai cấp cao kia chờ anh đây đến cung nựng. Đi. Vâng anh họ, em biết là anh tốt nhất mà, Chu Tư Linh vui vẻ, nhảy nhót, chủ động hỏn Nghiêm Hoa mấy cái, sau đó khuôn mặt chợt u ám. Tên khốn chết tiệt và con điếm kia, nhất định phải khiến bọn họ đẹp mặt. Còn chuyện Nghiêm Hoa muốn chơi Âu Dã Tư Linh, cô ta cũng không quan tâm lắm. Chu Tư Linh hiểu Nghiêm Hoa, biết hẳn tuyệt đối sẽ không thích một kẻ yếu, một thiên tôn cảnh rác rưởi. Anh sắp bế quan, trước khi bế quan, em họ à, em cũng đừng đi nhé,
Nghiêm Hoa nắm chặt tay Chu Tư Linh, kéo cô ta vào lòng. Anh họ, đôi mắt Chu Tư Linh tràn ngập vẻ say đắm, không kìm được ngồi vào lòng Nghiêm Hoa. Thoáng chốc, hai người cũng không quan tâm giờ đang là ban ngày và ở bên ngoài, bắt đầu xé đổ nhau. Bên cạnh dòng suối, mạch nước ngầm cuộn trào, con nước quay cuồng, trình diễn một màn nóng bỏng hứng tình. Giờ phút này, Trần Đức đang tìm hiểu Học viện Thánh Phong từ Tử Phong. Anh vừa đến Vân Tiêu giới chưa lâu nên cũng không hiểu biết mấy về Học viện Thánh Phong. Thế nên, sau khi sắp xếp xong, anh bèn tìm Tử Phong, tự mình xuống bếp mời anh ta uống rượu ăn cơm, tìm hiểu một số quyền lợi của đệ tử ngoại viện trong học viện. Từ sư huynh, tôi muốn hỏi một chút, đệ tử ngoại viện chúng ta muốn mạnh lên thì trong học viện có thể cung cấp một số tài nguyên gì? Đầu tiên, Trần Đức hỏi vấn đề mà mình quan tâm nhất. Anh đến nơi này chỉ có một mục đích là trở nên mạnh hơn. Trở thành thần vương. Đương nhiên, nếu muốn tăng lên cánh giới thì với Trần Đức cũng không khó, chỉ cần anh muốn thì tăng lên mấy giai hay cả chục giai cũng chẳng phải vấn đề to tát gì. Thậm chí, chỉ cần có đủ tài nguyên, anh còn có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn. Nhưng tăng lên như thế có tác dụng sao? Câu trả lời rất đơn giản, đó là vô dụng. Nó thật sự chẳng có một chút tác dụng nào. Cách tu luyện của anh khác với những võ giả bình thường khác, người thường thì dùng kim đan làm nền móng, tách biệt kim đan với thần thức ra. Còn anh, lại không có kim đan. Vì vậy, thực ra cảnh giới của anh cũng khác với người ta. Dù có tăng lên cảnh giới thì có lẽ thực lực chân chính sẽ mạnh lên đấy, nhưng lại không bao nhiêu. Giống như một sinh viên, dựa vào đủ loại quan hệ và lai lịch to lớn của mình lấy được văn bằng nghiên cứu sinh, tiến sĩ hay sau tiến sĩ. Nhưng vậy thì cậu ta có thể có học thức xứng với văn bằng của mình hay không? Thế nên, cái Trần Đức muốn là tăng lên thực lực chân thật của mình. Thực lực kéo cảnh giới lên, chứ không phải là cảnh giới kéo thực lực lên. Có chứ, đệ tử ngoại viện chúng ta có 4 cách để tăng lên thực lực và cảnh giới, Tử Phong rất nhiệt tình và hòa nhã. Đầu tiên là nghe giảng bài, giống như toàn bộ những học viện khác, Học viện Thánh Phong có giáo viên giảng bài chia làm các chương trình học so, trung, cao cấp. Mỗi ngày, sẽ có trên trám giáo viên giảng bài, các đệ tử có thể lựa chọn chương trình học mà mình thích hay có tác dụng với mình. Còn những cách khác, Trần Đức rót cho Tử Phong một ly rượu, lại đổ đầy ly cho mình. Bát Hoàng sư đệ, nghe nói cậu đánh bại Lương Vĩnh Thanh. Tôi cũng có nghe nói về tên đó, có thể đánh bại hắn thì thực ra với thực lực của cậu có thể tiến vào nội viện. Thế nên, tôi cảm thấy việc nghe giảng cũng không có tác dụng với cậu. Tử Phong nhấp một ngụm rượu rồi nói, ngoài việc nghe giảng, còn có đi núi thú bắt linh thú, có thể dựa vào linh thú bắt được đế đối lấy đan dược. Đây là cách thứ hai. Cách thứ ba và thứ tư thì nguy hiểm hơn. Trong đó có một trò tên là núi Vạn Long. Nó là một cái long mạch của Học viện Thánh Phong chúng ta. Long mạch, Trần Đức cười hỏi, tu võ cũng có cách gọi long mạch hả? Đương nhiên, cái gọi là long mạch thực ra là nơi có linh khí tụ tập nhiều nhất. Bát Hoàng sư đệ, chắc cậu cũng biết, nơi linh khí tụ tập từ năm này qua tháng nọ sẽ xuất hiện một số thứ đúng không? Ý anh là, linh tinh, Trần Đức nghiêm túc nói. Đất trời có linh khí, trong linh khí sẽ thai nghén ra linh tinh. Lúc trước, khi Trần Đức leo lên bậc cao nhất của thang thần thánh ở Vô Song Môn đã nhận được một nhúm linh tinh. Thực ra, nhúm linh tinh kia chỉ có một chút. Nó nhỏ đến khó mà nhìn thấy nổi, còn nhỏ hơn vì sao trên trời gấp 10 lần. Nhưng chỉ nhiêu đó đã khiến anh của lúc đó trực tiếp đột phá linh hải sơ kỳ đến linh hải đỉnh phong. Vượt qua một khoảng cách vô cùng to lớn. Có thể nói giá trị của linh tinh vượt xa tử linh thạch. Nó không những có thể cung cấp năng lượng, còn có thể rèn luyện thế chất và thần thức. Đúng vậy, Tử Phong gật đầu, chính là linh tinh, nghe nói bên trong núi Vạn Long đã sinh ra rất nhiều linh tinh. Nếu tìm được chúng thì đương nhiên việc đột phá là không thành vấn đề. Xác rất khó đúng không, Trần Đức khỏi nghĩ cũng biết, cười nói. Nếu thứ này không khó lấy thì đã sớm bị người ta đào rỗng rồi, còn có thể đợi đến ngày hôm nay. Đúng thế, Tử Phong vừa uống rượu vừa ăn nói, Bát Hoàng sư đệ, trình độ nấu nướng của cậu giỏi ghẻ, từ lúc tu hành đến giờ, ăn cơm uống rượu đã ít, người biết nấu càng ít hơn, cậu đúng là khác người. Tử Phong khen Trần Đức xong bèn nói tiếp, núi Vạn Long có long mạch, linh khí lại dày đặc hơn những nơi khác. Đương nhiên cũng sẽ thai nghén ra một số linh thú, số lượng giật ít, lại vô cùng mạnh. Yếu nhất cũng có thực lực thần tôn 50 giai, mạnh hơn thì có khả năng sắp đến thần vương.
Quan trọng nhất là trong núi Vạn Long đang nhốt một người. Người này là em trai của lão tổ học. Viện Thánh Phong, là đại ma đầu ăn thịt người. Lúc trước, tu luyện tẩu hỏa nhập ma, lão tổ đã nhốt ông ta vào trong đó. Thế nên, núi Vạn Long là cấm địa, trừ khi được viện trướng lớn cho phép chứ không thì sẽ chẳng ai được vào. Nếu lén đi vào sẽ bị suy nghĩ của đại ma đầu ảnh hưởng khiến bản thân cũng tấu hỏa nhập ma theo. Đành vậy, người nọ quá mạnh, thần thức của võ giả bình thường khó mà chịu nổi. Thì ra là thế, Trần Đức cũng không cảm thấy Tử Phong nói toàn những lời vô dụng. Điều này với anh cũng là một tin tức quan trọng. Người từ 3.000 năm trước mà còn sống thì chắc chắn sẽ là một cao thủ đỉnh cấp nhí. Nếu đi vào đó và có được linh tinh, còn có thể làm quen với người như vậy hay. Chứ ông ta khỏi tẩu hỏa nhập ma thì cũng là một cơ duyên to lớn. Còn lại là cách thứ tư, ở trong ngoại viện chúng ta, ngoài núi Vạn Long ra, còn có núi Thần Phong, suối Thiên Hỏa, hang Vạn Lôi, rừng Thạch Kiếm. Bốn chỗ kia, ngoài rừng Thạch Kiếm ra thì ai trên thần tôn 30 giai đều có thể đi. Mỗi chỗ, càng vào sâu càng nguy hiểm. Hằng ngày, có rất nhiều người nhiều không đếm xuể chẳng biết tự lượng sức mình đi vào và chết ở trong đó. Bát Hoàng sư đệ, trong bốn cách kia, tôi cảm thấy trước mắt cậu chỉ có thể chọn cách thứ hai, Từ Phong vừa ăn uống thả cửa vừa nói. Xong, anh ta cũng giới thiệu một số thứ khác cho Trần Đức. Sau khi ăn uống no say, Trần Đức mới nói, Từ sư huynh, có thể dẫn tôi đến suối Thiên Hỏa không? Suối Thiên Hỏa, Từ Phong nói, Bát Hoang sư đệ, lẽ nào cậu điên rồi hả? Cậu không nghe tôi nói sao? Trên thần tôn 30 giai mới đi được. Không thì ngay cả ven khu vực ấy thôi cậu cũng không chịu nổi. Từ sư huynh, tôi muốn kiêu chiến một chút, làm phiền anh dẫn đường nhé, Trần Đức cười nói, cũng không có thay đổi quyết định. Trong xương cốt của Trần Đức vốn chính là một kẻ cuồng tu luyện. Từ trước, khi còn tham gia quân ngũ anh đã khắc khổ hơn người khác. Có ránh là lại cố gắng rèn luyện tăng thực lực lên. Giờ, trở thành võ giả, đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Huống chi. Anh còn muốn nhanh chóng đạt tới thần vương cảnh, tìm được đệ ngũ hiên, đến gia tộc đệ ngũ ở Tây Hải để gặp bố mẹ mình. Hy vọng đang ở ngay trước mặt nên anh càng trở nên nóng vội hơn. Được rồi, tôi sẽ dẫn cậu đi, nhưng người canh giữ có đồng ý hay không thì tôi không dám đảm bảo đâu đó, dù sao cũng há miệng mắc quai, Trần Đức đã quyết định rồi Tử Phong dẫn đường thôi cũng không sao. Dưới sự dẫn dắt của anh ta, khoảng nửa tiếng sau, hai người đã đi đến trước mặt một tòa nhà. Nhìn từ xa thì đằng sau chính là suối Thiên Hỏa. Tên là suối Thiên Hỏa nhưng thực ra độ rộng và chiều dài của nó có thể sánh bằng một cái hồ lớn, trông thì chắc phải có diện tích ít nhất là 2.000 mét vuông. Bên trong không phải là nước mà là dòng dung nham nóng cháy. Dung nham nóng chảy đỏ rực một mảnh. Không chỉ có nước suối là màu đỏ mà vòng trời. Phía trên cũng đỏ rực, giữa khoáng không của dòng suối giống như có một lò thủng không ngừng phun ra ngọn lửa. Cuối cùng Trần Đức cũng hiểu được tại sao lại gọi là suối Thiên Hỏa. Có vẻ ngọn lửa kia là đến từ bầu trời. Lúc này, anh và Từ Phong đang đứng bên ngoài tòa nhà, chặt phái cách suối Thiên Hỏa ít nhất là 3, 4 mét. Nhưng, nhiệt độ không khí đã tảng lên gấp mấy trăm lần, ít nhất phải 700.800 độ, làn da của Từ Phong cũng đỏ lên. Trần Đức lại chẳng cảm thấy gì. Đầu tiên là vì anh có thuộc tính hỏa. Sau đó... Trong người anh còn có ly hỏa, nhiệt độ chân chính của ly hỏa còn cao hơn nó rất nhiều nên Trần Đức cũng chẳng ngại. Đó cũng là lý do quan trọng anh chọn đến suối Thiên Hỏa đầu tiên. Nơi này hoàn toàn thích hợp với anh. Từ Phong dẫn Trần Đức tiến vào tòa nhà, bên. Trong có hai người canh giữ suối Thiên Hỏa, họ cũng là giáo viên ngoại viện của Học viện Thánh Phong, trông khoảng 60-70 tuổi, lần lượt là giáo viên Trương và giáo viên Lưu. Cảnh giới của cả hai đều là thần tôn 70 giai. Sau khi biết được mục đích của Trần Đức, giáo viên Trương để tròm dẩu dài lập tức nói, Trần Bát Hoang, cậu đây là đang làm liều, thần tôn ngũ giai ngay cả ven suối Thiên Hỏa thôi cũng không chịu nổi rồi. Cậu đi xuống chắc chân sẽ chết. Đúng vậy, giáo viên Lưu cũng nói, Từ Phong, dù gì cậu cũng là đệ tử ngoại viện lâu năm, lẽ nào lại không biết quy định hả? Từ Phong cúi đầu không dám nói chuyện, anh ta có thể làm sao được? Anh ta cũng bất lực lắm chứ bộ. Thưa hai thầy, tôi cảm thấy mình có thể, Trần Đức kính cẩn, tự tin nói, tuy những ai ngoài thần tôn 30 giai mới có thể chịu nổi suối Thiên Hỏa, nhưng cũng không có quy định ai chưa phải thần tôn 30 giai thì không được đi vào, đúng không?
hai giáo viên Trương và Lưu lập tức nghẹn họng. Quả thật là như thế. Suối Thiên Hỏa không có trực tiếp quy định người dưới thần tôn 30 giai thì không thể vào. Đây chỉ là quy định cam chịu suốt đó giờ mà thôi. Mong các thầy suy nghĩ lại, Trần Đức dịu giọng nhẹ nhàng nói, nếu tôi xảy ra chuyện thì sẽ tự mình gánh chịu mọi trách nhiệm, tuyệt đối không làm phiền đến hai người. Trần Bát Hoang, cậu đã nói vậy rồi, nếu cậu đi vào, xem như hai người chúng ta cạn tình, nhưng đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, giáo viên hướng dẫn Trương Hùng nói, chết ở bên trong, không ai giúp cậu nhặt xác đâu. Nhặt xác, thực tế thì chết ở bên trong nào còn giữ lại được thi thế nữa. Cậu muốn đi thì cứ đi, dù sao mỗi tháng người chết trong đó cũng không ít, không chỉ mình cậu đâu, giáo viên hướng dẫn Lưu giọng lạnh băng. Điều cần nói hai người cũng đã nói rồi, có người muốn đâm đầu vào chỗ chết, bọn họ cũng chẳng buồn quan tâm. Đa tạ. Trần Đức cũng không quan tâm hai người có phải giễu cợt hay không, anh thông qua lầu các đi thẳng về phía suối Thiên Hỏa. Càng đến gần suối Thiên Hỏa, nhiệt độ càng cao. Khi còn cách suối Thiên Hỏa 100 mét, đất đai xung quanh đã không còn một ngọn cỏ, khô cạn cứng đờ, không còn bất kỳ dấu hiệu của sự sống. Nhiệt độ cao quá, trong thức hải, Linh Lung vốn đang tu luyện cũng bị nhiệt độ quấy dày đến mức phải tỉnh dậy, nơi này ít nhất phải 2000 độ ấy chứ. Chắc tầm đó, Trần Đức gật đầu. Chẳng trách yêu cầu của suối Thiên Hỏa lại cao như vậy, nhiệt độ à trồ danh giới này đổi lại là người dưới thần tôn, e rằng cũng khó mà chịu nổi. Nếu võ giá dưới thông thần đến nơi này, e rằng sẽ trực tiếp bị hòa tan. Tên nhãi nhà anh, số mệnh thật tốt, đột nhiên, Linh Lung lại lên tiếng, trong giọng nói mang vẻ hung phấn, không ngờ chỗ này cũng có thể bị anh đụng đến. Hả, Linh Lung, xảy ra chuyện gì thế, cô biết chỗ này? Trần Đức kinh ngạc, thầm cảm thán kiến thức của Linh Lung thật rộng lớn. Không biết, Linh Lung lắc đầu, nhưng tôi dám khẳng định, thằng nhóc anh ở đây sẽ có được một trận cơ duyên cực lớn, bởi vì tôi cảm nhận được khí tức của một người. Người? Trần Đức sợ hãi, cô nói là suối Thiên Hỏa có người. Không sai. Linh Lung nói, tình huống cụ thể lát nữa anh sẽ biết, giờ xuống trước đã. Được. Trần Đức đè nén tò mò trong lòng, anh điều chỉnh tư thế. Nhanh chóng đi tới bên bờ suối Thiên Hỏa và nhảy xuống. Rào rào. Nham thạch nóng chảy bắn tung tóe, trong nháy mắt, dù mình đồng da sặt nhưng da rẻ Trần Đức cũng trở nên đỏ bừng. Có điều. Anh không hề có cảm giác không thoải mái chút nào. Chẳng những như vậy. Ngược lại anh cảm thấy rất thoải mái. Tứ chi bách thể, kinh mạch xương cốt bị cháy. Từng chút một, cái nóng hầm hập bao trùm, một sự sung sướng chưa từng có. Giống như ngâm trong nước ấm. Nhiệt độ nơi này vẫn chưa đủ, không đạt đến hiệu quả luyện thế, càng không thể để thăng thực lực của mình. Trong lòng Trần Đức tự nói, đột nhiên toàn thân anh chui xuống nham thạch nóng chảy, bơi về phía sâu hơn. Tên nhãi kia, điên rồi sao, giáo viên hướng dẫn Trương nhìn thấy hành động của Trần Đức, con người cứng đờ, nhảy xuống không chết đã đủ may mắn rồi, vậy mà còn dám lặn xuống. Ha ha, nghe nói hẳn là người mới, gần đây đang nổi tiếng. Có thể là được ngoại giới thổi phồng nên tưởng rằng mình là vô địch, loại người này tôi và ông cũng gặp qua không ít, giáo viên hướng dẫn Lưu cười nhạt, không có vẻ bất ổn nào, có câu nói, người có tài năng phẩm hạnh xuất chúng vẫn dễ dàng bị ghen ghét, chỉ trích, người càng nổi tiếng càng chết sớm, không phải sao? Thanh niên kiêu ngạo thì được, nhưng phải nhận thức rõ bản thân mình. Không nhận thức rõ thì sẽ chết. Hiển nhiên Trần Bát Hoang chính là loại người. Đâm đầu vào chỗ chết. Ai, ánh mặt Từ Phong cũng nhìn thẳng vào đó, không ngờ lá gan Trần Đức lại lớn như vậy, lại còn dám lặn xuống. Mẹ nó chứ không phải tắm, không phải bơi lội. Đâu? Dựa vào thực lực của anh, lặn xuống rồi còn có thể nối lên sao? Tim Từ Phong đập thình thịch, anh ta đứng tại chỗ chờ đợi trong lo lắng. Chờ đợi khoảnh khắc Trần Đức nổi lên. Nhưng, một phút trôi qua, 10 phút trôi qua, một giờ trôi qua, nửa ngày trôi qua. Bèn trong suối Thiên Hỏa yên tĩnh vắng lặng, từ đầu đến cuối không có một chút động tĩnh gì. Sắc mặt Từ Phong đã tái nhợt, nội tâm anh ta vô cùng tự trách. Nửa ngày rồi mà vẫn chưa xuất hiện. Chỉ có một loại khả năng. Chết rồi. Nếu không thì ai có thể kiên trì ở dưới đáy suối Thiên Hỏa lâu như vậy? Từ Phong, đứng ngây ngốc ở đó làm gì, nếu không có gì thì mau về đi, đừng ở đây làm vướng tay vướng chân nữa. Giáo viên hướng dẫn Lưu nhìn Từ Phong đầy khinh bỉ, giọng lạnh lùng. Không có gì khác.
chỉ vì Từ Phong trước kia là người đứng hạng chót của ngoại viện, thực lực kém nhất, ngoại viện có việc vặt gì, gần như đều bảo anh ta đi làm. Đương nhiên bây giờ vị trí hạng chót đã bị Âu Dã Tư Linh thay thế. Nhưng, cái này không ảnh hưởng đến việc người khác khinh miệt coi rẻ anh ta. Tôi có thể qua nhìn chút không? Từ Phong nhìn suối thiên hỏa phía xa, nội tâm khẩn trương, không chịu nổi. Từ Phong quá thực không cam lòng. Trần Bát Hoang là nhân vật mới tới đã làm mưa làm gió, ngay cả thất tông chủ Lương Vĩnh Thanh của Ngân Nguyệt Tông cũng không phải đối thủ của anh, vậy mà anh lại chết như vậy. Anh ta không tin. Cho nên, anh ta muốn đi qua xem thử. Giáo viên Hướng Giản Lưu cười ha ha nói, ha ha, Từ Phong, thực lực của cậu không phải cậu không biết đó chứ. Thần tôn tám giai, cậu có thể chấp nhận được nhiệt độ ở đó sao? Tôi, Từ Phong cứng họng. Quả thật, anh ta không phải thiên tài siêu cấp gì, có thể gia nhập học viện Thánh Phong cũng chỉ vì chuyện ngoài ý muốn, anh ta cứu một giáo viên hướng dân, giáo viên đó đã đặc biệt tuyển anh ta vào. Anh ta đến đây đã 8 năm rồi. 3 năm trước, vị giáo viên hướng dẫn quan tâm anh ta đã chết. Từ đó về sau, anh ta bị ghét bỏ khinh bỉ ở khắp nơi trong học viện Thánh Phong, không có một chút tiến bộ, chỉ dựa vào nhận một vài chuyện vặt ở ngoại viện nên mới có thể tiếp tục ở lại học viện Thánh Phong. Thiên phú của anh ta có thể nói, cũng chỉ miễn cưỡng vượt qua người mới tới, Âu Dã Tư Linh còn mạnh hơn so với anh ta. Quả thật anh ta không có cách nào chịu đựng được nhiệt độ siêu cao siêu cường bên trong suối thiên hỏa. Ai, tôi ra ngoại giới xem sao. Từ Phong thở dài. Sau khi chào hỏi hai vị giáo viên hướng dẫn, anh ta đi về phía sông Thiên Hỏa. Rất nhanh, chỉ khoảng 7-8 phút anh ta đã quay về. Trong mắt tràn đầy mất mát và hối hận. Bẽn trong suối Thiên Hỏa quả thật không có bóng dáng của Trần Đức, anh ta gọi mấy tiếng, cũng không có bất kỳ ai đáp lại. Quay về đi, đừng chờ ở đây nữa, nhìn cậu lại thấy bực, mất mặt học viện Thánh Phong chúng ta. Quá, giáo viên hướng dẫn Trương phất tay. Từ Phong không trả lời câu hỏi của ông ta. Anh cúi đầu, xoay người rời đi. Toàn bộ thân thể đều run rẩy. Anh ta và Trần Bát Hoang cũng chỉ là cùng ăn một bữa cơm giao tình, nhưng từ khi tiến học viện Thánh Phong, Trần Bát Hoang là người duy nhất sau khi biết thân phận và hoàn cảnh của anh ta mà không chán ghét anh ta. Vốn dĩ anh ta muốn làm bạn với Trần Bát Hoang. Sư đệ Bát Hoang, thật xin lỗi, hốc mắt Từ Phong đỏ bừng, trong lòng đau buồn rời khỏi suối Thiên Hỏa. Sau đó, anh ta đi đến một ký túc xá khác, chỗ ở của Âu Dã Tư Linh. Trong sân, Âu Dã Tư Linh đang luyện kiếm, trong tay cầm một quyển sách cổ, chính là võ kỹ địa giai cao cấp lục trướng lão tặng cho, kiếm Hàn Băng. Khi thân kiếm bơi đến, rõ ràng có thể nhìn thấy từng đường khí lạnh trong không trung giống như tơ nhện, kiếm trong tay cô ta bơi lơ lửng. Cô ta không ngừng lặp lại một chiêu, nửa ngày đã luyện được hơn 10.000 lần. Chiêu thứ nhất của kiếm Hàn Băng xem như cô ta đã nắm được một chút. Sư huynh Từ, có chuyện gì không? Âu Dã Tư Linh nhìn thấy Từ Phong, cô ta liền dừng luyện kiếm. Sư muội Tư Linh, cái đó, vốn dĩ Từ Phong muốn nói cho Âu Dã Tư Linh chuyện của Trần Đức, nhưng sau khi nhìn thấy cô ta, Từ Phong lại không đành lòng. Mọi người đều biết Trần Đức là chồng của cô ta. Ngày đầu tiên đến đây, không chỉ bị tất cả trướng lão đá kích, còn mất đi người thương. Từ Phong lo lắng cô ta không thể nào chịu đựng được. Lời đến khóe miệng, Từ Phong nói, cái đó, tôi đến để nói cho cậu biết, buổi sáng ngày mai ngoại viện có một giáo viên hướng dẫn luyện kiếm đến giảng bài, cô có thể đi nghe một chút, có lẽ sẽ giúp đỡ được cho cô. Được, cảm ơn sư huynh Từ, Âu Dã Tư Linh cười khẽ, linh hoạt như tiên, cô ta bày tỏ cảm ơn. Ừ, cô cố gắng tập luyện, tôi đi đây. Từ Phong xoay người rời đi. Không bao lâu, ngoại viện truyền ra một tin tức kinh hoàng. Nghiêm Hoa thực lực đứng thứ 5 ngoại viện lại muốn khiêu chiến với Trần Bát Hoang. Hơn nữa, còn là cuộc chiến sinh tử. Không chỉ là muốn khiêu chiến Trần Bát Hoang, hắn còn công khai tuyên bố với bên ngoài, vợ của Trần Bát Hoang chính là người phụ nữ của hắn, đế. Cô ta tám rửa sạch đô la ép chuẩn bị võ kỹ xong xuôi, đợi sau 2 ngày chém chết Trần Bát Hoang thì sẽ từ từ sủng ái. Tin tức này lập tức khiến ngoại viện sôi trào. Nghiêm Hoa, một năm rồi Hân chưa ra tay, lần này sẽ đối phó với Trần Bát Hoang thế nào? Mẹ kiếp, vừa đến đã chống lại Nghiêm Hoa, Trần Bát Hoang chết chắc rồi. Tỏi biết nguyên nhân rồi, biết Chu Tư Linh đó không,
hôm nay tôi đi ra khe suối bắt cá thì nhìn thấy cô ta và sư huynh Nghiêm Hoa. Cậu Hiếu chứ? Mẹ kiếp, kinh vậy à? Tin tức Nghiêm Hoa khiêu chiến Trần Bát Hoang truyền ra không lâu, lại một tin tức khác bùng nổ khiến người ta đầy bất ngờ và kinh hoàng. Trần Bát Hoang chết rồi. Chết ở suối Thiên Hỏa. Các võ giả ngoại viện lần lượt kinh ngạc đến. Cực điếm, đích thân chạy đến ký túc xá của Trần Đức Kiếm cha. Quả nhiên, ký túc xá không có bóng người. Tên kia là sợ Nghiêm Hoa nên chạy đi tự sát. Thần tôn năm giai đi đến suối Thiên Hỏa, đây không phải tự sát thì là cái gì? Hắc, chắc là lo lắng sư huynh Nghiêm hành hạ hắn. Nhất định là như vậy, chết ở suối Thiên Hỏa thì quá nhẹ nhõm, tên nhãi kia cũng thóng mình đấy, nếu rơi vào tay Nghiêm Hoa, ha ha. Theo như tôi biết, Nghiêm Hoa đang bế quan, sắp đột phá rồi, kiếm thiên ma cũng sắp đạt đến viên mãn, đáng tiếc lại không có cơ hội gặp hẳn đế ra tay. Tin tức bay đầy trời ngoại giới, duy chỉ có Âu Dã Tư Linh không biết, cô ta vẫn đang luyện kiếm, chăm chỉ hơn gấp trăm lần người bình thường. Sắc trời dần tối. Đêm đến. Những ngôi sao chấm li ti lóe lên ánh sáng. Sâu trong suối Thiên Hỏa, khác với vẻ tối đen của ngoại giới, nơi này vẫn đỏ bừng sáng ngời một mảng, trong không khí lúc nào cũng cuồn cuộn hơi nóng. Phù. Sâu trong suối Thiên Hỏa, Trần Đức thở một hơi dài. Thoải mái. Cực kỳ thoải mái. Lúc này anh đang ở vị trí nửa độ sâu trong suối Thiên Hỏa, thực tế anh đã ngâm mình ở đây được khoảng nửa ngày. Nhiệt độ nơi này ít nhất cũng đến 20-30 ngàn độ, nhiệt độ cao và trong biển lửa như vậy, thân xác anh lại một lần nữa để thăng. Trong nửa ngày, da thịt và xương cốt của anh giống như sắt thép, không ngừng được chế tạo luyện chế, da thịt lại một lan nữa bị thiêu hủy thành. Mảnh vụn, thiêu hủy thành chất lỏng. Nhưng, Trần Đức có hơi biến thái, năng lực hồi phục của bất tử điếu cực mạnh, lần lượt bị thiêu hủy, lại lần lượt được khôi phục. Dưới sự lặp đi lặp lại, cơ thể của anh không ngừng tiến hóa. Khắp mọi phương diện như độ mạnh và độ mềm dẻo đều đề thăng gấp ít nhất 5 lần so với trước kia. Không sai, thu hoạch rất lớn, tiếp tục đi về phía trước rồi lặn xuống. Suy nghĩ của Trần Đức khẽ động, anh vận chuyển linh khí, lại một lần nữa trầm mình xuống, đồng thời đi về phía trung tâm suối Thiên Hỏa đang bùng cháy ngọn lửa. Cho đến khi cảm nhận được sự thiêu đốt, anh mới dừng lại. Chờ khi cảm giác thiêu đốt biến mất, anh lại tiến về phía trước. Lặp đi lặp lại 10-20 lần. Anh đến suối Thiên Hỏa đã được một đêm. Nhưng, anh hoàn toàn không cảm thấy mệt mỏi. Bởi vì khoảng thời gian này thu hoạch được không ít, không hề khoe khoang, cường độ cơ thể của anh bây giờ đơn thuần là không cần dùng đến bất kỳ linh lực nào cũng có thể đánh một trận với người thần tôn 40 giai. Cái này tương đối khoa trương rồi, nếu như vận chuyển lĩnh khí, thực lực thật sự rốt cuộc mạnh thế nào. Bản thân Trần Đức cũng khó mà lường được. Lúc này, anh đã đến gần ngọn lửa trung tâm suối Thiên Hỏa. Mặc dù anh ở dưới đáy suối, nhưng có thể nhìn thấy rõ ràng ngọn lửa đang cháy bừng bừng. Khác với dung nham nóng cháy xung quanh, đây là ngọn lửa thật sự. Dung nham nóng cháy xung quanh căn bản không thể nào xâm nhập vào ngọn lửa. Giống như là một nơi chân không đã hình thành ngọn lửa. Hoặc là nói, chính là vì có ngọn lửa kia, xung quanh mới có thể hóa thành dung nham đậm đặc, ngọn lửa thiêu hủy hết tất cả, khiến cho tất cả nơi này hóa thành chất lỏng, thành dung nham. Chắc có thể qua đó, trong thức hải, Linh Lung ung dung nói, đi xuống dưới đáy suối Thiên Hỏa, trung tâm của ngọn lửa kia. Được. Sở dĩ Trần Đức luôn ở bên ngoài rèn luyện thể chất, hoàn toàn là do Linh Lung chỉ huy, lúc này nhận được sự cho phép, đương nhiên anh không do dự nữa. Cùng với câu trả lời, linh khí của Trần Đức cũng vận chuyển, khắp cơ thể có từng ngọn lửa thoát ra từ trong lỗ chân lông, bao phủ quấn lấy. Trong nháy mắt, giống như ngọn lửa kia, chỗ Trần Đức đứng cũng rơi vào chân không. Nhiệt độ xung quanh không còn một chút xíu ảnh hưởng đến anh nữa, anh ung dung đi vào trong dung nham. Không sai, chính là đi. Dùng ly hỏa bao phủ, anh không cần bơi. Anh sải bước đi, từng bước từng bước, từng bước từng bước. Rất nhanh anh ngày càng đến gần ngọn lửa kia. Nhiệt độ bên ngoài ngọn lửa đã đạt đến trình độ không thể tưởng tượng nổi. Nếu như không có ly hỏa, dù là thần tôn đỉnh phong hay cường giả cấp bậc thần vương đến đây cũng không chịu nổi ấy chứ, Trần Đức sợ hết hồn hết vía, loại nhiệt độ này quá là kinh khủng. Hơn nữa, anh kinh hãi phát hiện ngọn lửa này không phải từ trên trời rơi xuống,
mà là từ nơi sâu nhất lan tràn ra thiên không. Giống như một trụ trống trời hình thành từ ngọn lửa. Ngay cả trời cũng đốt phá. Trần Đức tặc lưỡi, Linh Lung, cố chắc chắn ở đây có người không? Trên đời này còn có người có thể sinh tồn ở chỗ này sao? Chắc chắn, nhất định và khẳng định luôn, Linh Lung tự tin nói, tên nhãi là anh số mệnh tốt, nếu như không có ly hỏa, dù anh có mạnh mẽ gấp trăm lần thì cũng không có khả năng thấy người đó. Rốt cuộc là ai? Trần Đức cực kỳ tò mò. Linh Lung tiếp tục vòng vo, lát nữa anh sẽ biết. Trần Đức đến phía trước ngọn lửa, sau đó anh bước vào trong đó, đi tới trung tâm ngọn lửa. Tiếp sau, anh trầm xuống, ước chừng nửa tiếng đồng hồ. Chân anh mới có thể hạ xuống đất, đi tới ngọn lửa nơi sâu nhất. Mà trước mặt anh, đây là... Trần Đức kinh ngạc, lúc này trước mặt anh lại có một cổ quan tài. Quan tài bằng gỗ, có màu đó. Mà nguồn gốc ngọn lửa, lại là vì ba nén nhang ở phía trên quan tài. Mẹ kiếp! Dù Trần Đức có bình tĩnh, có kiến thức sâu rộng cũng cảm thấy vô cùng chấn động và sợ hãi. Ba nén nhang. Không biết chế tạo từ nguyên liệu gì, cao chừng bằng một người, ngọn lửa bừng cháy phóng lên trời, biến hình thành một ngọn lửa lớn. Nếu như không phái chính mật nhìn thấy thì ai dám tin? Ai dám tưởng tượng? Thật sự không thể tưởng tượng nổi. Nhưng sự thật chính là như vậy. Linh Lung, có cần dọn ba nén nhang này không? Trần Đức trông mà thấy thích, nếu như vào thời khắc quan trọng trong đại chiến, sử dụng ba nén nhang, dù là thần vương cũng không dám lại gần ấy chứ. Còn nữa, trong quan tài này chính là người mà cô nói. Đúng. Linh Lung gật đầu, trong giọng nói mang theo chút thương hại và đau buồn, người trong đó, ở đại thiên thế giới được gọi là Hỏa Thánh. Ông ấy cũng là Tam Gia Gia của ông nội tôi, là tồn tại được ghi chép trong sách của tộc tôi, trong sách khi dâng ông ấy gặp đại hạn, muốn tìm chỗ chôn, tự mai táng mình. Nói xong, Linh Lung xuất hiện từ trong thức hải Trần Đức giống như U Linh, cô ta đến bên quan quách, cung kính hành lễ. Tam Tổ, không ngờ ông sẽ đến nơi này. Trong ánh mắt của Linh Lung lóe lên vẻ kinh ngạc mừng rõ, bất ngờ và hoài niệm. Trần Đức đứng ở một bên, không quấy rầy Linh Lung. Anh thật không ngờ trong cổ quan tài này sẽ là ông nội của bố Linh Lung, nhưng mặc dù bất ngờ nhưng cũng thấy hợp tình hợp lý. Nếu không, Linh Lung cũng sẽ không nhìn thấy. Hồ Thiên Hỏa, có thể cảm nhận được nơi này có người. Vãn bối Trần Đức, bái kiến Hỏa Thánh, yên lặng hồi lâu, Trần Đức cũng khom người hành lễ đầy tôn kính. Được rồi, người cũng đã chết không biết bao lâu, không cần chú trọng những lễ tiết này, Linh Lung thu hồi lại cảm xúc. Mục đích bảo anh đến đây chính là ba cây trụ thiên hỏa, nhưng không phải bảo anh dọn đi, mà là muốn anh luyện hóa nó. Ba cây trụ thiên hỏa này là vũ khí của Tam Tổ tôi, là bảo bối bầu bạn cả đời với ông ấy, không biết đã nuốt bao nhiêu ngọn lửa chí cường rồi. Nếu như anh có thể luyện hóa thì thực lực của anh ắt sẽ được đề thăng. Hóa ra tên là trụ thiên hỏa, được rồi, để tôi thử. Trần Đức đi đến trước ba cây thiên hỏa, cảm nhận ngọn lửa lớn cháy bừng bừng, anh hít một hơi thật sâu. Tiếp đó, âm dương kinh vận chuyển, ly hòa quanh người. Cháy hừng hực giống như dã thú, đột nhiên gào thét xông về phía ba cây trụ thiên hỏa, bao bọc nó lại. Vù vù, thoáng chốc, ba cây trụ thiên hỏa giống như bị uy hiếp, ngọn lửa cháy càng hừng hực, bên ngoài suối thiên hỏa giống như núi lửa phun trào, ngọn lửa cháy còn kịch liệt gấp 10 lần so với trước đó. Nham thạch nóng cháy xung quanh giống như sóng biển đập điên cuồng, long trời lở đất. Từ trong suối trào ra, ầm ầm lao về phía đỉnh cách đó 200-300 mét. Trong lầu dinh, hai giáo viên hướng dẫn họ Trương họ Lưu đang tu luyện liền đột nhiên thức tỉnh, nhìn thấy tình trạng của suối thiên hỏa, bọn họ kinh hãi. Xảy ra chuyện gì thế? Tại sao có thể như vậy? Suối thiên hỏa từ trước đến nay luôn yên bình, nhưng lúc này, dung nham nóng chảy kia giống như quái thú, nó nối lên mạnh mẽ, vô cùng đáng sợ. Nhiệt độ không gian liên tục lên cao. Mắt thấy hai người đã bắt đầu tràn ra mồ hôi, có cảm giác bỏng rát, đau nhói. Ông ở đây trông chừng, tôi đi bấm báo viện trưởng, giáo viên hướng dẫn Lưu kinh hoàng, chuẩn bị rời khỏi đây. Chỉ là, ông ta đang định xoay người, đột nhiên không gian xuất hiện chấn động. Tiếp đó, không khí dâng trào, hư không nứt toác. Một lão giả mặc áo trắng tinh, từ phong thái đến cốt cách đều giống như tiên bước ra. Đại viện trưởng. Đại viện trường. Nhìn thấy ông ta,
hai giáo viên hướng dẫn họ Trương họ Lưu liền quỳ một chân trên đất, vẻ mặt thành kính. Không ai khác. Người tới là đại viện trưởng Học viện Thánh Phong. Học viện Thánh Phong có 30 vị trưởng. Nhưng, viện trưởng chỉ có 6. Trong 6 đại viện trưởng, ai mạnh nhất? Không thể nghi ngờ. Đương nhiên chính là đại viện trưởng Cố Lục. Nghe đồn cảnh giới và thực lực của ông ta gần đến thánh nhân, cách thánh nhân chỉ có nửa bước. Ngày thường, xử lý chuyên tầm thường trong viện đều là việc của các viện trưởng còn lại, mà đại trưởng lão gần như không quan tâm đến chuyện của Học viện Thánh Phong. Trăm năm chưa chắc có thể nhìn thấy mặt ông. Ta, rất nhiều người lần đầu biết ông ta đều là nhìn thấy từ trong hình. Hai thầy giáo hướng dẫn họ Trương họ Lưu ở ngoại viện gặp ông ta làm sao có thể không tôn kính và lo lắng được. Nhưng, đại viện trưởng vừa mới xuất hiện. Không gian lại một lần nữa sôi trào. Tiếp đó, lại có năm bóng dáng xuất hiện. Năm viện trưởng, năm người dung mạo khá già, nhìn giống ông lão trăm tuổi, nhưng tinh thần ai cũng phấn chấn. 6 người bọn họ vừa xuất hiện. Không làm cái gì. Suối thiên hỏa đang gầm thét sôi trào liền chớ nên yên tĩnh hơn rất nhiều, chỉ còn lại ngọn lửa ở trung tâm không có bất kỳ biến hóa. Hai người đứng lên đi, giọng Cổ Lục đạo uy nghiêm, hai tay giơ lén. Hai giáo viên hướng dẫn họ Trương họ Lưu không bị chống chế liền đứng thẳng lên. Hai người lại càng kính sợ đại viện trưởng. Bọn là võ giá cảnh giới thần tôn đó, dù là ở bên ngoài cũng hô mưa gọi gió, là cường giả trong cường giả. Nhưng, trước mặt đại viện trưởng, bọn họ rõ ràng cảm thấy bất lực yếu ớt, ngay cả hành động của mình cũng không thể khống chế. Tâm trạng bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi theo Cổ Lục đạo. Bọn họ dám khẳng định, nếu Cố Lục đạo muốn giết bọn họ, 100% chí cần động một ngón tay. Sau khi bọn họ đứng dậy, có thể nhìn thấy rõ ràng một tia sáng rực rỡ chói mắt phát ra từ giữa ấn đường của Cổ Lục đạo, bao phủ về phía biến lửa. Đó là thần thức của ông ta. Cổ Lục đạo là một người tu hồn, rất hiếm gặp. Tu hồn khác tu võ ở chỗ, tu hồn chủ yếu tập trung vào thực lực tu luyện linh lực và lấy thần hồn làm chú. Những người tu hồn trong toàn bộ Vân Tiêu giới cũng rất hiếm, là sự tồn tại chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Huống hồ, đây còn là một vị cường giả thần vương. Khoảnh khắc tia sáng đó lao ra, hai giáo viên hướng dẫn vừa quát tháo ra lệnh, cao cao tại thượng đứng trước mặt Tử Phong, bị dọa sợ đến nỗi run cầm cập, sặc mặt hoáng sợ, cả người giống như đã bị Cố Lục đạo nhìn thấu, không còn bí mật nào nữa. Rất nhanh, ánh sáng đã thu lại. Bên cạnh Cổ Lục đạo, nhị viện trưởng Lâm Chi Tâm hỏi, thế nào, đại viện trưởng có phát hiện ra chuyện gì đang xảy ra không? 4 vị viện trưởng khác cũng đều hướng về phía Cố Lục đạo. Không, Cổ Lục đạo lắc đầu, không phải thánh nhân thì không thể thăm dò trung tâm của suối thiên hóa, ngay cả tôi cũng không thể cảm nhận được tình hình bên dưới. Ngay lập tức, ông ta quay đầu lại nhìn hai giáo viên hướng dẫn. Gần đây suối thiên hóa có xảy ra chuyện gì không? Thưa viện trưởng, gần đây không xảy ra chuyện gì cả. Trong 4-5 ngày gần đây, ngoài một đệ tử mới đến tiến vào suối thiên hóa đã chết, sau chuyện đó thì không có ai đến đây cả, giáo viên hướng dẫn Lưu nói. Chỉ có một mình cậu ta đến đây thôi sao, Cổ Lục đạo chậm rãi hỏi, từng câu từng chữ, đều toát ra khí thế của cấp trên. Đúng vậy, chỉ có cậu ta đến đây. Có điều sau khi cậu ta xuống đó thì không có động tĩnh gì nữa, cậu ta đến đây một ngày trước, có lẽ đã chết rồi. Tôi biết rồi. Cổ Lục đạo trầm tư một chút, sau đó chậm rãi nâng lòng bàn tay lên hướng về phía trước, trong. Nháy mắt, một tia thần thức màu trắng lóe lên, giống như thiên địa pháp tắc, dưới ánh sáng đó, một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện. Trong lầu gác xuất hiện khung cảnh của một ngày trước, bóng dáng của Từ Phong, Trần Đức. Giáo viên hướng dẫn Lưu và giáo viên hướng dẫn Trương hiện lẻn. Từ khi Trần Đức xuất hiện đến khi anh tiến vào suối thiên hỏa, chiêu thức này giống như thần linh vậy. Hai giáo viên hướng dẫn sửng sốt, lắp bắp nói một hồi, suy nghĩ đông cứng, hô hấp khó khăn. Sau đó, khung cảnh biến mất. Nhưng, hai mắt của Cổ Lục đạo vẫn luôn phát ra ánh sáng chói chang, nhìn xuống suối thiên hỏa sâu thắm kia. Cậu ta chưa chết, rất lâu sau. Cố Lục đạo mới nói ra câu này, cậu ta đã tiến vào nơi sâu nhất của suối thiên hỏa, một. Cái gì? Hai giáo viên hướng dẫn giật mình, trong mắt bọn họ tràn đầy vẻ không thể tin được. Nếu người khác nói ra điều này thì bọn họ chắc chắn sẽ không tin. Trần Bát Hoang đang ở cảnh giới nào?
thần tôn ngũ giai mà thôi. Một tên nhóc rác dưới như vậy, cho dù sức chiến đấu có mạnh đến đâu thì cũng không thế ở trong suối thiên hỏa nối một ngày. Ngay cả năm vị viện trưởng đứng bên cạnh ông ta cũng vô cùng ngạc nhiên, suy nghĩ của họ giống như suy nghĩ của hai giáo viên hướng dẫn kia. Từ xưa đến nay, không ai có thể đến gần suối thiên hỏa này. Một người mới đến, dựa vào cái gì? Nhưng, câu này là do Cổ Lục Đạo nói, bọn họ không thể không tin. Đại viện trưởng, ông có chắc là cậu ta chưa chết không? Lâm Chi Tâm kinh ngạc hỏi. Chắc, sao trong lòng Cổ Lục Đạo có thể không kinh ngạc chứ? Nhiều năm qua, ngay cả ông ta cũng không thể đến được nơi sâu nhất của suối thiên hỏa, nhưng ông ta thực sự đã cảm nhận được khí tức của Trần Đức. Là một người tu hồn, năng lực cảm nhận của ông ta cực mạnh, thậm chí có thể thông qua hồn lực để tái hiện lại cảnh tượng. Đã qua giống như lúc nãy, ông ta không thể cảm nhận được nơi sâu nhất của suối thiên hỏa, nhưng có thể dễ dàng cảm nhận được khí tức của Trần Bát Hoang. Sự thật là Trần Bát Hoang không những vẫn còn sống, mà còn rất khỏe mạnh, dồi dào sức sống. Lẽ nào suối thiên hỏa sôi trào là vì cậu ta? Giọng điệu của tam viện trưởng nặng nề, ánh mắt rực lửa. Ông ta biết rõ, một võ giả thần tôn ngũ giai có thể đến được trung tâm của suối thiên hỏa thể hiện sự yêu nghiệt và khủng khiếp đến mức nào. Phải biết rằng, ngay cả đại đệ tử của ông ta, lúc đầu cũng ở vị trí cách trung tâm suối thiên hỏa 100 mét nhưng không tài nào chịu nổi. Không chắc, nhưng, rất có khả năng. Cổ Lục Đạo khẽ gật đầu, nếu là như vậy, thì học viện Thánh Phong của chúng ta có lẽ đã xuất hiện một thiên tài siêu cấp đáng sợ. Tiếp theo chúng ta phải làm gì đây, nhị viện trưởng hỏi. Đợi, Cổ Lục Đạo chỉ nói một chữ. Ông ta và Trần Bát Hoang chưa từng gặp nhau nhưng lúc này lại cảm thấy cực kỳ hứng thú. Nếu Trần Bát Hoang có thể sống sót trở lại thì có lẽ ông ta sẽ xem xét chuyện thu nhận đệ tử, dù sao thì hàng ngàn năm qua, chỉ có một mình người này có thể đến được trung tâm của suối thiên hỏa. Sáu vị viện trưởng đứng đó, lặng lẽ chờ đợi. Giáo viên hướng dẫn Trương và giáo viên hướng dẫn Lưu áp lực như núi, đầu óc quay cuồng, hối hận vô cùng. Sáu vị viện trưởng cùng nhau đứng đợi một đệ tử ngoại viện, đây là chuyện chưa từng xảy ra trong lịch sử của Học viện Thánh Phong. Nếu Trần Bát Hoang sống sót trở lại, địa vị nhất định sẽ không ngừng tăng cao. Vậy mà hai người bọn họ lại không ngừng châm biếm anh. Hai người thở dài nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy sự hối hận trong mắt đối phương. Trong lầu gác, im lặng bao trùm. Có sáu vị viện trưởng ở đây, cho dù suối thiên hỏa có sôi sùng sục cỡ nào thì cũng không thể đi ra nơi khác, bọn họ đợi đến 3 tiếng đồng hồ. Sau 3 giờ chờ đợi, vù vù. Đột nhiên, lại xuất hiện biến cố. Ngọn lửa ở trung tâm suối thiên hỏa giống như tạm dừng, đột ngột đông cứng trong 2-3 giây, chỉ trong 2-3 giây ngắn ngủi, khiến 6 vị viện trưởng đều đứng dậy nhìn chằm chằm vào đó, chờ đợi. Sau 2-3 giây trôi qua, ngọn lửa ngập trời đó, vậy. Vậy mà lại giảm đi rất nhanh, trở nên càng ngày càng yếu, càng ngày càng yếu. Còn nham thạch đang sôi sùng sục kia cũng bắt đầu bình tĩnh lại. Khoảng 10 nhịp thở. Thiên hỏa không chỉ trở nên yếu hơn, mà còn trở nên yếu hơn trước rất nhiều, ít nhất là 2/3. Đúng lúc này, phụt. Ở trung tâm của suối thiên hỏa, nham thạch dâng cao, một bóng người dần dần xuất hiện trong. Nham thạch, chúng ta đi thôi, có lẽ bây giờ cậu ta không cần chúng ta. Đúng lúc Trần Đức chuẩn bị xuất hiện, Cổ Lục Đạo đột nhiên nói, sau này nếu cậu ta có yêu cầu gì thì nhất định phải đáp ứng. Sau đó, ông ta rời đi trước, biến mất tại chỗ. Năm vị viện trưởng còn lại vô cùng khó hiểu, nhưng bọn họ vẫn làm theo lời của Lục Cổ Đạo, biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, toàn bộ cơ thể của Trần Đức cuối cùng cũng trồi lên khỏi nham thạch. Do bị ngọn lửa thiêu đốt nên quần áo trên người sớm đã bị cháy rụi, anh phất tay một cái, một bộ quần áo mới bao quanh người, anh đi trên nham thạch như đi trên mặt đất. 5 phút sau, anh lại một lần nữa đến lầu gác. Học viện Thánh Phong quả nhiên toàn là cường giả, ngay khi Trần Đức đáp xuống, giọng nói hơi kinh ngạc của Linh Lung đột nhiên vang lén, vừa rồi, vậy mà lại có người đã phát hiện ra sự tồn tại của tôi. Giọng nói bình tĩnh và lãnh đạm của Linh Lung khiến trái tim Trần Đức run lẻn, có người phát hiện ra cô rồi, có chắc không? Kể từ khi quen biết Linh Lung đến nay, ngoại trừ bản thân Trần Đức, không ai phát hiện ra sự tồn tại của cô ta, có thể nói Linh Lung giống như một bí mật. Muốn phát hiện ra cô ta, rất khó. Chắc, người đó hẳn là một tu hồn giả, có nhận thức cực kỳ nhạy bén về thần hồn, Linh Lung nói, yên tâm,
có lẽ người đó không có ác ý. Trần Đức suy nghĩ chăn chớ, học viện Thánh Phong quả nhiên danh bất hư truyền, phái là một võ giả mạnh đến mức nào mới có thể phát hiện ra Linh Lung. Có điều anh cũng không lo lắng gì, với thực lực hiện tại của bản thân, cho dù là thần vương, có lẽ cũng không thể uy hiếp đến tính mạng của anh. Ở suối Thiên Hỏa, anh đã thu hoạch được rất nhiều. Anh không nuốt trọn toàn bộ ba trụ Thiên Hỏa mà chỉ thôn tính hai trụ, đế lại một trụ, nhưng đã đạt được thu hoạch lớn hơn anh tưởng tượng rất nhiều. Bây giờ, thân thể của anh không chỉ thẳng cấp về thể chất mà thực lực cũng tăng lên vài bậc. Trước đây, với một cú đấm, đại khái anh có thể giải phóng sức mạnh của 1.000 tỷ long tượng. Bây giờ, một cú đấm toàn lực, cộng với cửu trọng cực ảnh, anh ít nhất có thể giải phóng sức mạnh của hàng trăm ngàn tỷ long tượng, thậm chí là sức mạnh hàng triệu tỷ long tượng. Đây là khái niệm gì? Đồng nghĩa với việc thực lực của anh đã tăng lên gấp ngàn lần. Đây chỉ là sức mạnh, nếu cộng thêm thần thức, hiện tại so với người trước hoàn toàn là hai người khác biệt. Anh tự tin rằng ngay cả khi đối mặt với thập bát trưởng lão, thần tôn đỉnh phong Phong Vô Kỵ mà anh từng gặp, anh vẫn có thể chiến đấu bất phân. Thẳng bại. Còn đối với tên Lương Vĩnh Thanh kia, Trần Đức có thể khiến hẳn nổ tung tại chỗ chỉ bằng một cái liếc mắt. Đây không phải là nói khoác, Trần Đức có 1000% tự tin. Có điều, anh không hề kiêu ngạo hay tự mãn. Núi cao sẽ có núi cao hơn, cho đến nay anh vẫn không quên được vị Đoạn Sơn Nhạc kia của tộc Bất Tử Điểu, người đã đưa Ưng Thanh Vũ đi. Đối mặt với người này, ngay cả Trần Đức hiện tại cũng không có sức chiến đấu với ông ta. Phù! Hít sâu một hơi, Trần Đức trực tiếp rời khỏi suối Thiên Hỏa. Cùng lúc đó, ở ngoại viện, phía trên lớp học tu kiếm, Âu Giá Tư Linh và một nhóm đệ tử ngoại viện đang nghe giảng. Lúc nãy Tử Phong nói hôm nay có tiết, cô ta đã đến đây từ sáng sớm, ngồi ở phía trước, chăm chú lắng nghe. Nhưng, ngay cả như vậy, văn là rất mất công. Sức. Dù sao, giáo viên hướng dẫn giảng bài có cánh giới là thần vương 18 giai. So với Âu Giá Tư Linh Chí đang ở đính phong thiên tôn, khoảng cách giữa hai cảnh giới quá lớn, đây giống như là một học sinh cấp 2 nhưng lại đến trường đại học đế nghe giảng, những gì giáo viên này giảng đối với cô ta mà nói cực kỳ khó hiểu. Ngay cả người có tài năng xuất chúng như Âu Giá Tư Linh mà còn trong trạng thái miễn cưỡng hiểu được, nếu đổi lại là một người có cảnh giới thiên tôn 9 giai ngồi ở đây, e là hoàn toàn mờ mịt giống như đang nghe sách trời. Được rồi, về kiếm đạo. Hôm nay tôi chỉ nói đến đây thôi. Điều quan trọng nhất trong kiếm đạo là phải luyện tập, nếu muốn có thu hoạch thì sau khi trở về mọi người hãy chăm chỉ tu luyện. Sau khi giáo viên hướng dẫn nói xong, hàng trăm đệ tử ngoại viện đều đứng dậy chuẩn bị ra về. Có điều, đúng lúc này, đột nhiên, Âu Giá Tư Linh, qua đây, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến. Ngay lập tức, một bóng người từ cửa bước vào. Là một người phụ nữ, dung mạo trông cũng ưa nhìn. Mặc chiếc váy đỏ cao cổ, nhưng so với Âu Giá Tư Linh thì chênh lệch quá lớn. Chu Tư Linh vừa xuất hiện đã có người nhận ra ngay, hai ngày qua, chuyện liên quan đến Chu Tư Linh, Âu Giá Tư Linh và Trần Bát Hoang đã được lan truyền rộng rãi, muốn không biết cũng khó. Trong đám đông, sắc mặt của Âu Giá Tư Linh có chút thay đổi, có điều ngay sau đó đã trở lại bình thường, cô ta không định để ý đến đối phương, bước thẳng ra cửa, chuẩn bị rời đi. Tuy nhiên, Chu Tư Linh đã bước tới trước mặt cô ta, tao nói mày đấy, con điếm kia, sao thế, sợ tao như thế à, vừa thấy tao liền chạy. Chu Tư Linh, tôi với cô không thù không oán đúng không? Phiền cỏ tránh ra, tôi muốn về luyện kiếm, Âu Giá Tư Linh nhẹ nhàng nói, sắc mặt tái nhợt. Anh họ nói rồi, bảo mày tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị sẵn võ kỹ địa giai, đợi anh ấy đến cưng chiều, mày không nghe thấy à? Không ở nhà tâm rửa cho kỹ. Còn đến nghe giảng, Chu Tư Linh chế nhạo, vẻ mặt đầy khinh thường, bài giảng ở lớp này, loại rác rưởi như mày, có thể hiểu được không? Chuyện của các người không liên quan đến tôi. Tôi cũng không muốn quan tâm, Âu Giá Tư Linh khẽ cắn đôi môi đỏ mọng của mình, trong thời gian này, cô ta vẫn luôn luyện kiếm, tu võ. Thách thức của Nghiêm Hoa ở ngoại giới, cái chết của Trần Đức, cô ta vẫn chưa biết gì, chuyển lời đến anh họ cô, tôi là người phụ nữ của Trần Bát Hoang. Anh ta không có tư cách bảo tôi làm gì cả. Trần Bát Hoang, ha ha, Trần Bát Hoang sao? Mày không biết người đàn ông của mày đã chết ở suối Thiên Hỏa rồi à? Chu Tư Linh ôm bụng cười chế giễu, sau này mày chính là nô tỳ của anh họ tao, biết chưa?
Cô nói gì? Đồng tử của Âu Dã Tư Lĩnh đột nhiên co rút lại, nhìn chòng chọc vào người phụ nữ trước mặt, Trần Bát Hoang. Chết rồi. Ha ha, xem ra mày thật sự không biết. Hôm qua người đàn ông của mày không tự lượng sức đã đến suối Thiên Hỏa, bị thiêu chết rồi, bây giờ không có ai bảo vệ mày nữa đâu, không tin mày có thể hỏi bọn họ. Chu Tư Linh Dương Dương đắc ý, sắc bén nói, không có hắn, loại phế vật như mày chỉ có thể trở thành nô lệ. Không thể nào, sao anh ấy lại chết được? Đầu Âu Dã Tư Linh không ngừng kêu ong ong, bất luận Chu Tư Linh huynh hoang kiêu ngạo tàn ác thế. Nào, cô ta cũng có thể không quan tâm. Nhưng, Trần Đức chết rồi. Đột nhiên, Âu Dã Tư Linh choáng váng. Cô ta bất lực nhìn xung quanh, nhìn về phía Tử Phong đang đứng trong đám đông. Hôm qua Trần Đức vẫn luôn ở cùng với Tử Phong, Tử Phong cúi thấp đầu không dám đối diện với Âu Dã Tư Linh. Trong nháy mắt, Âu Dã Tư Linh liền hiểu ra, toàn thân khẽ run lên, đôi môi đỏ mọng dần dần tím tái. Không thể nào, không thể nào, suối Thiên Hỏa, tôi phải đến suối Thiên Hỏa. Dứt lời, cô ta lại một lần nữa muốn rời khỏi đây, nhưng Chu Tư Linh lại đứng chắn trước mặt cô ta, con điếm kia, không có sự đồng ý của tao, mày đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi đây. Chu Tư Linh, tốt nhất cô nên tránh ra cho tôi. Đột nhiên, ánh mắt của Âu Dã Tư Linh trở nên sắc bén, sát ý lan tràn, trong tay chợt hiện lên một thanh trường kiếm màu lục lam, siết chặt trong lòng bàn tay, toàn bộ cánh tay run lên, ngay cả giọng nói cũng trở nên u ám, trầm thấp. Sát khí lạnh băng từ trong người cô ta ảo ạt tràn ra. Nhiệt độ không gian đột ngột giảm xuống. Chu Tư Linh hơi giật mình, bất giác lùi về phía sau một bước, chỉ là, rất nhanh cô ta lại bước lên phía trước, vẻ mặt kỳ quái châm chọc, Ây dô, nhìn ánh mắt này của mày, mẹ nó thực sự dọa chết tao rồi đấy. Chu Tư Linh hơi ưỡn cổ ra, chỉ tay vào cổ họng mình, thiên tôn tầng 9, muốn giết tao. Nào nào nào, chém tao đi, chém vào chỗ này này. Con điếm kia, mày làm sao thế, chém đi, giết tao đi, đừng run tay chứ, Azo.sao lại khóc rồi. Âu Dã Tư Linh nhìn chằm chằm Chu Tư Linh, hai hàng nước mắt trong veo bất giác từ trong đôi mắt xinh đẹp lăn dài xuống hai má. Âu Dã Tư Linh đã khóc, lúc ở Côn Luân Hư, đối mặt với Ưng Thiên Hà, đối mặt với nhà họ Ưng, đối mặt với sự sống cái chết cô ta chưa từng khóc, đối mặt với con trai của Ưng Chiếu, cô ta cũng không hề khóc. Nhưng lúc này, cô ta thực sự không kìm được nước mắt. Khóc vì tin tức về cái chết của Trần Đức, cũng khóc cho sự kém cỏi và yếu đuối của bản thân. Toàn thân cô ta đang run rẩy, thanh kiếm trên tay cũng đang run theo. Đối mặt với Chu Tư Linh, cô ta thật sự không còn cách nào khác, không có Trần Đức, cánh giới của hai bên quá chênh lệch. Không phải ai cũng là một người yêu nghiệt đến mức biến thái như Trần Đức. Cô ta cách Chu Tư Linh một cảnh giới thông thần và cảnh giới thần tôn 14 giai. Khoảng cách như vậy chẳng khác nào rãnh trời. Cho dù cô ta ra tay, cũng không thể làm tổn thương một sợi lỏng của Chu Tư Linh. Giờ phút này, trong phòng học có hơn 100 võ giả đang đứng xem, nhưng ngoài Tử Phong có lòng mà không có sức giúp đỡ thì đa phần đều đang nhìn cỏ ta với ánh mắt xem kịch, không có chút gì thương hoa tiếc ngọc. Đúng vậy, Âu Dã Tư Linh rất xinh đẹp, nhưng vẫn còn quá yếu. Chỉ là một phế vật, không, là phế vật trong đám phế vật. Rác rưởi thì nẻn bị người ta sỉ nhục, đáng chết, không phải sao. Hơn nữa, bọn họ đều là đệ tử ngoại viên, hà tất. Gì phải vì một Âu Dã Tư Linh mà đắc tội với Chu Tư Linh, đắc tội anh họ cô ta Nghiêm Hoa. Con điếm kia, không phải lúc trước mày rất kiêu ngạo, rất tự cao tự đại sao, không phải mày muốn giết tao, bảo tao cút sao, Chu Tư Linh vô cùng đắc ý, không kiêng nế gì cả. Cô ta cảm thấy sảng khoái cùng cực, đột nhiên cao giọng nói, như thế sợ những người khác sẽ không nghe thấy, mày thử ra vẻ nữa xem, thử giết tao một lần nữa xem. Chu Tư Linh, ức hiếp một võ giả thiên tôn cảnh, ỷ mạnh hiếp yếu như vậy không được đâu, một giọng nói đột nhiên vang lên, trong đám người, Hoàng Ba, giáo viên hướng dẫn lớp tu kiếm từng bước đi ra, đến bên cạnh Âu Dã Tư Linh. Ánh mắt tham lam quét qua dáng người cong hình chữ S cùng với khuôn mặt xinh đẹp của Âu Dã Tư Linh. Rồi lại nhìn về phía Chu Tư Linh, đây là lớp học của tỏi, ức hiếp đệ tử của tôi đến đây nghe giảng, Chu Tư Linh, như vậy không ổn lắm nhỉ. Hoàng Ba đứng ra khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên, có điều ngay sau đó, mọi người đều nhận ra rốt cuộc là như thế nào. Hoàng Ba có tính cách ra sao? Hắn ta là một giáo viên hướng dẫn rất giỏi, nhưng lại có một sở thích rất rõ ràng. Háo sắc. Trong học viện Thánh Phong,
hắn ta có khoảng 19-20 người phụ nữ, có ít nhất 40 người phụ nữ từng phát sinh quan hệ với hắn ta, hiển nhiên là hắn ta đã nhìn chúng Âu Dã Tư Linh. Thực tế, suy nghĩ của Hoàng Ba quả thực là như thế này, cô Âu Dã, đừng sợ, ở đây không có ai dám động vào cô, muốn đến suối Thiên Hỏa sao? Bây giờ tôi sẽ đưa cô đi. Hoàng Ba giả vờ tiêu sái, bá đạo, ôn hòa, nói chuyện với Âu Dã Tư Linh. Giáo viên hướng dẫn Hoàng, tôi không đồng ý, mặt Chu Tư Linh đỏ bừng, Vân đứng chắn ớ trước, giáo viên hướng dẫn Hoàng, muốn bảo vệ cô ta thì phải suy nghĩ thật kỹ, tôi là em họ của Nghiêm Hoa, mặc dù anh là giáo viên hướng dẫn, ha ha, nhưng đối mặt với anh họ tôi, anh cũng không là cái thá gì cả đúng không? Tôi biết cô là em họ của cậu chủ Nghiêm, tôi cũng không phải là đối thủ của cậu chủ Nghiêm, nhưng không phải cậu chủ Nghiêm đang bế quan sao? Cậu ấy đồng ý để cô đến đây làm sằng làm bậy rồi sao? Đúng là phía sau Chu Tư Linh có Nghiêm Hoa. Nhưng vậy thì sao? Nghiêm Hoa đang bế quan, không lo nổi chuyện ở đây. Đợi Nghiêm Hoa xuất quan thì cùng Lâm là xin lỗi, lúc đó hắn ta đã chơi đùa Âu Dã Tư Linh một lần rồi, nhường cho Nghiêm Hoa cũng chẳng sao. Hoàng Ba dùng giọng điệu dậy dồ, ngày tháng lớn tiếng nói, hôm nay, bất luận thế nào, tôi cũng phải đưa cô Âu Dã đến suối Thiên Hỏa. Cô ngăn không được đâu, cho dù cậu chủ Nghiêm đến đây tôi cũng phải đưa cô ấy đi. Ồ, thật sao, từ khi nào giáo viên hướng dẫn Hoàng lại trở nên chính trực, to gan như vậy? Ngay cả cậu chủ Nghiêm cũng dám khiêu khích. Hoàng Ba vừa dứt lời thì ngoài cửa đột nhiên vang lên một giọng nói thú vị, mọi người cùng nhìn về hướng phát ra giọng nói. Chủ nhân của giọng nói này là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, râu ria xồm xoàm, hai tay khoanh trước ngực. Sau lưng đeo một thanh trọng kiếm vừa dày vừa lớn. Hắn thong dong điềm tĩnh, khí thế cao ngạo, từng bước đi về phía bên này. Nhìn thấy hắn, ánh mắt của mọi người chợt đông cứng. Chỉ cần là những người đã đến học viện thánh. Phong viện hơn nửa năm, e rằng không ai không biết người vừa đến. Dụ lực. Ở ngoại viện, thực lực xếp thứ 10, người anh em của Nghiêm Hoa, hoặc nói cách là thuộc hạ của Nghiêm Hoa, dụ lực. Hắn chủ yếu tu luyện trọng kiếm, thanh trọng kiếm sau lưng hắn trông có vẻ không lớn, nhưng lại nặng đến 5.000 cân. Đeo nó trên lưng, mỗi khi dụ lực bước một bước, một đám bụi mù dày đặc sẽ vảng ra, tạo cho người ta cảm giác nặng nề, một ngạt. Trong vài hơi thở, khoảng 4-50 bước, hắn đã đi tới chỗ Chu Tư Linh, ánh mắt quét về phía Hoàng Ba châm chọc, giáo viên hướng dẫn Hoàng, anh ăn phải gan chó hay là gan hùm thế? Dám khiêu khích cậu chủ Nghiêm. Khiêu khích em họ của cậu chủ Nghiêm. Tôn, bị dụ lực nhìn chằm chằm, sắc mặt Hoàng Ba đột nhiên thay đổi, trở nên tái nhợt, thân thể không khỏi run lên. Cảnh giới của Hoàng Ba là thần tôn 18 giai, dụ lực cũng vậy. Tương tự, cả hai đều là những người tu kiếm, nhưng thực lực của bọn họ rất khác nhau, không ngoa khi nói rằng đó là khoảng cách rãnh trời. Dụ lực chỉ cần tùy ý vung một kiếm, Hoàng Ba cũng không có khả năng tiếp chiêu. Tim Hoàng Ba như muốn nhảy ra ngoài, nhất thời nói không nên lời, cậu chủ dụ, tôn, tôi chí. Anh là giáo viên hướng dẫn, rất trâu bò, rất lợi hại sao, hắn ta còn chưa nói hết câu, dụ lực đã hỏi tiếp. Không, cậu dụ, tôi sai rồi, sắc mặt Hoàng Ba kinh hãi, không còn vẻ tự tin như vừa rồi, gần như sắp khóc đến nơi. Nếu hắn ta biết dụ lực cũng ở đây, có đánh chết hắn ta. Hân ta cũng sẽ không ra mặt bảo vệ Âu Dã Tư Linh, dụ lực giết người chưa bao giờ chùn tay, giáo viên hướng dẫn chết trong tay hắn không 10 thì cũng 8. Còn về Âu Dã Tư Linh, các người muốn làm gì thì làm, tôi đi ngay đây, cậu dụ, cô Chu, tôi sẽ đi ngay, Hoàng Ba gật đầu thi lễ như một con chó, không hề cảm thấy mật mặt trước mặt nhiều đệ tử như vậy. Đi, anh thật sự cho rằng Chu Tư Linh tôi dễ ức hiếp. Ra vẻ ta đây xong còn muốn chạy, Chu Tư Linh lạnh lùng hừ một tiếng. Không phải anh nhất định phải đưa Âu Dã Tư Linh đi sao, bây giờ anh đưa cô ta đi thử xem. Cô Chu, tôi sai rồi, tâm trạng Hoàng Ba hỗn loạn, cúi rạp người trước Chu Tư Linh, lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Dụ lực đứng ở trước mặt, giống như thần chết bao trùm lấy hắn ta vô cùng sợ hãi. Trước khi cút hãy quỳ xuống dập đầu 3 cái. Chu Tư Linh dùng giọng ra lệnh thúc ép nói. Bụp. Hoàng Ba không chút do dự, lập tức quỳ xuống. Thùng. 3 tiếng dập đầu vang lên, dùng lực khá mạnh, trán bị lõm xuống, máu thịt lẫn lộn, đỏ tươi thê thảm.
những võ giả ở xung quanh không khỏi rùng mình. Mẹ nó, Chu Tư Linh này cũng quá tàn nhẫn. Sau này nói gì cũng không thể chọc đến cô ta. Đến giáo viên hướng dẫn cũng thảm như vậy, đám đệ tử bọn họ nếu chọc đến cô ta, chắc chắn 100% sẽ mất mạng. Tất cả mọi người có mặt đã nhớ kỹ Chu Tư Linh, thề rằng sau này có xảy chuyện gì đi nữa, cũng không thể chọc đến người phụ nữ đó. Dập đầu ba cái xong, Hoàng Ba nịnh nọt, cầu xin nói, cô Chu, tôi có thể cút được chưa? Lăn đi, Chu Tư Linh chống nạnh, cười khẩy vài tiếng. Hoàng Ba lập tức đứng dậy, chuẩn bị rời đi thì đột nhiên Chu Tư Linh nói, tôi nói là lăn, không phải đi, anh bị điếc sao? Vâng vâng vâng. Hoàng Ba lập tức nằm trên đất, lăn vào đám người trước sự chứng kiến của hơn 100 đệ tử, cho đến khi Chu Tư Linh không để ý đến hắn ta mới vội vàng bò dậy. Không ai cảm thấy hắn ta mất mặt, dẫu sao đối diện với dụ lực, nếu không làm như vậy, chắc chắn chỉ còn con đường chết. Chỉ có nhận sai, làm kẻ hèn nhát, mới là sự lựa chọn sáng suốt nhất. Âu Giáp Tư Linh, cô nhìn xem, đây chính là người đàn ông muốn bảo vệ cô, ha ha, một tên rác rưởi. Chu Tư Linh lại lần nữa chú ý đến Âu Giáp Tư Linh, hôm nay tôi đến tìm cô, chỉ có hai việc, chỉ cần cô đồng ý, tôi sẽ đế cô cút. Nói, chuyện gì, giọng của Âu Giá Tư Linh khàn khàn, lòng bàn tay nắm chặt chuôi kiếm, như muốn bóp nát nó. Thứ nhất, từ nay về sau học viện Thánh Phong chỉ có thể có một Tư Linh, đó là tôi, Chu Tư Linh, con đàn bà thối tha, tôi muốn cỏ đổi tên, Chu Tư Linh vênh váo hung hăng, mỏi đỏ khẽ cười. Thứ hai, tôi muốn thanh kiếm trong tay cô, quỳ xuống, hai tay dâng lẻn, tặng nó cho tôi. Nếu cô đồng ý, tôi sẽ để cô rời khỏi đây. Nếu không đồng ý, ha ha. Nói xong, Chu Tư Linh cao ngạo đợi Âu Giá Tư Linh nhận thua, hèn nhát, cúi thấp đầu. Những người tới đây nghe giảng, không có ngoại lệ, đều là người luyện kiếm, bọn họ nghe xong yêu cầu của Chu Tư Linh đều rơi vào trầm mặc. Người luyện kiếm để ý nhất là thứ gì? Kiếm. Chính là thanh kiếm trong tay, song hành cùng mình. Thông thường, một thanh kiếm sẽ theo người luyện kiếm suốt đời, trừ khi chủ nhãn của thanh kiếm qua đời. Bằng không, thanh kiếm sẽ luôn ở đó. Có thể nói, người luyện kiếm coi kiếm là tính mạng, thể diện, tôn nghiêm của mình. Chu Tư Linh đâu phải muốn kiếm của Âu Giá Tư Linh, mà là đang làm nhục thể diện của cô ta, chà đạp tôn nghiêm của cô ta. Nếu hôm nay Âu Giá Tư Linh dâng thanh kiếm của mình ra, thì đời này của cô ta, trên con đường kiếm đạo sẽ bị hủy hoại. Mà tên của cô ta đại diện cho điều gì? Cái này không cần phải nói nhiều. Tên đại diện cho sự mong đợi, kỳ vọng và mong muốn của bậc cha chú thậm chí là của bậc ông bà với thế hệ sau. Nếu lấy kiếm của cô ta là nhục nhã cô ta, thì việc yêu cầu cô ta đổi tên chính là chà đạp lên người nhà, tổ tiên của cô ta. Hai điều này chính là một sự sỉ nhục vô cùng lớn đối với bất kỳ ai. So với nổi nhục chui háng còn nhục nhã hơn gấp vạn lần. Nhưng, không đồng ý, thứ mất đi không phải là tôn nghiêm mà là tính mạng. Âu Giá Tư Linh sẽ lựa chọn như thế nào? Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lên người cô ta, chờ đợi đáp án của cô ta, một số người cười trên nỗi đau của người khác, một số người lại có phần thương xót. Âu Giá Tư Linh cắn chặt răng, im lặng, sắc mặt cực kỳ khó coi, còn rơi xuống vài giọt nước mắt. Im lặng trong khoảng mười mấy hai mươi nhịp thở, đột nhiên cô ta ngẩng đầu, nhìn đến Chu Tư Linh, cô thật sự muốn thanh kiếm của tôi sao? Đúng vậy, sao nào? Lẽ nào cô không muốn đưa? Ha ha, Chu Tư Linh không kiêng nể cười giễu cợt nói. Được, tôi đưa cho cô. Sau một lúc im lặng, đôi môi đỏ mọng của Âu Giá Tư Linh khẽ hé mở, điều kiện trước tiên, cô có mạng lấy không? Nửa câu trước vân bình thản như nước, nửa câu sau lạnh lẽo như hầm băng. Trong lúc nói, tay giơ lên, trong lúc chuyển động, võ kỹ dao động, ý chí lạnh như băng, gió lạnh vang vọng trong không gian. Vù vù. Lúc này, Âu Giá Tư Linh vô cùng lạnh lùng diễm lệ, tất cả những uất ức, bi thương đều biến mất, thay vào đó là sự bình tĩnh, lạnh lùng, cũng tại thời điểm này, cô ta đã đột phá. Nút thắt của Thiên Tôn cửu trọng đã nhảy vọt ra. Thông thần nhất trọng, thông thần nhị trọng, thông thần tam trọng, đỉnh phong. Cô ta liên tiếp đột phá ba cấp, linh khí như thủy triều cuộn trào dữ dội, trong một phần ngàn dây kiếm trong tay quét về phía Chu Tư Linh. Chu Tư Linh kinh hãi, cảm thấy nguy hiểm gần. Kề.
Còn chưa hoàn hồn, trên cổ cô ta đã có một vết đỏ. Vết đỏ rất dài, rất mỏng. Máu tươi trào ra, chỉ một chiêu. Âu Dã Tư Linh ở cảnh giới thông thần tam trọng, dùng một chiêu làm bị thương Chu Tư Linh ả cảnh giới thần tôn 40 giai. Cảnh này khiến tất cả mọi người trợn tròn mắt, choáng váng. Chỉ đáng tiếc, vết thương không nặng, có thể nói chỉ là một chút vết thương ngoài da, giống như người bình thường chẳng may bị dao cứa phải trong lúc thái thức ẩn mà thôi. Nhưng, việc này cũng đủ gây sốc. Phải biết rằng, hai người có khoảng cách cảnh giới rất lớn. Không gian tĩnh lặng. Ánh mắt của hơn 100 võ giả phức tạp, Âu Dã Tư Linh, điên rồi sao? Lúc này còn dám làm bị thương Chu Tư Linh. Đúng là điên, không muốn sống nữa, điên hết thuốc chữa. Dụ Lực cũng rất ngạc nhiên, ngay đến cả bản thân Chu Tư Linh cũng sửng sốt, sau đó cô ta sờ vết thương trên cổ, giận run người, con đàn bà đáng chết, mẹ kiếp cô dám làm tôi bị thương. Làm cô bị thương thì sao? Đáng tiếc không thể giết cô, Âu Dã Tư Linh không còn run sợ. Mà lạnh lùng kiêu ngạo, ưỡn thẳng lưng đối mặt với Dụ Lực. Và Chu Tư Linh, trước lúc ra tay, cô ta cũng sợ hãi, uất ức. Nhưng hiện tại không hề sợ hãi. Đúng, thực lực, cảnh giới, mọi mặt hiện tại của cô ta đều không bằng Chu Tư Linh, nhưng cô ta có sự kiêu ngạo, đếm giới hạn của mình. Đời này kiếp này, kiếm của cô ta chí trao và chí có thể trao cho một người, đó là chồng cô ta, Trần Bát Hoang. Ngoài anh... Không ai có thể đoạt kiếm của cô ta. Càng không có ai có thể bắt cô ta đổi tên của mình. Chỉ đáng tiếc, cô ta không thể giết chết Chu Tư Linh, thậm chí, ở một khía cạnh nào đó, cô ta hoàn toàn không làm cho đối phương bị thương. Một kiếm không giết được cô, vậy thêm một kiếm nữa. Âu Dã Tư Linh là người quyết đoán, nghĩ là làm, trong lúc nói kiếm quang lưu chuyển, lại một kiếm khác rơi về phía Chu Tư Linh. Keng! Chỉ là, lần này... Chu Tư Linh đã đề phòng trước, cô ta giơ một tay lên đỡ lấy kiếm của Âu Dã Tư Linh. Giữ chặt kiếm của Âu Dã Tư Linh trong tay, lạnh lùng thâm độc nhìn chằm chằm Âu Dã Tư Linh, con đàn bà thối tha, chỉ dựa vào cô cũng muốn giết bà đây. Ha ha, trước mặt bà đây còn ra vẻ lạnh lùng. Cô ra vẻ đỉ, bà đây sẽ lột ra mặt cô. Trong lúc Chu Tư Linh nói, một đoán kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay kia, đâm thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của Âu Dã Tư Linh. Cô Chu, dừng tay. Đúng vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, Dụ Lực hoàn hồn, nắm lấy đoạn kiếm của Chu Tư Linh, thanh đoạn kiếm cuối cùng cũng không chạm vào mặt của Âu Dã Tư Linh. Dụ Lực, anh có ý gì, giúp tôi hay là giúp cô ta, Chu Tư Linh không vui hỏi. Thật xin lỗi cô Chu, không thể hủy khuôn mặt của cô ta, bằng không lúc cậu nghiêm làm cô ta, sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng, nếu cô tức giận, thì bắt cô ta quỳ xuống, liếm giày, sau đó chui qua háng cô. Có được không? Lời nói của Dụ Lực rất tùy ý đến mức không quan tâm đến nguyện vọng của Âu Dã Tư Linh, giống như coi cô ta không phải là con người, mà là hàng hóa, đồ vật, cá thịt chèn thớt mặc người khác giết thịt. Trên thực tế, sâu trong lòng Dụ Lực cũng nghĩ như vậy, hắn và Nghiêm Hoa không giống. Nhau, hắn không có hứng thú với phụ nữ, trong lòng hắn, Âu Dã Tư Linh nếu phái tính là người, thì cùng lầm là đầy tớ, tiện tì. Loại người này không xứng có được tự do, càng không xứng được hỏi ý kiến. Được rồi, con đàn bà thối tha, lần này cho cô một mạng, giọng Chu Tư Linh sắc bén, nhàn nhạt nói với Dụ Lực, cứ làm như lời anh nói. Được. Dụ Lực gật đầu, nhìn về phía Âu Dã Tư Linh, ra lệnh nói, nghe thấy chưa? Quỳ xuống, liếm giày, sau đó chui qua háng cô Chu, hiểu chưa? Tôi hy vọng cô không ép tôi đích thân ra tay, như vậy, cô sẽ rất khó coi. Duệt. Đột nhiên, không chút báo trước, Âu Dã Tư Linh bỗng rút lại thanh kiếm Chu Tư Linh đang giữ trong tay, võ kỹ xoay chuyển, lần này cô ta không tấn công Dụ Lực hay Chu Tư Linh, mà kề vào cổ mình. Trần Đức đã chết, làm sao cô ta sống cho qua ngày được? Âu Dã Tư Linh đời này sao có thể bị hai con người đó chi phối? Thà chết không chịu khuất phục. Cô ta không nói lời nào, ánh kiếm lấp lánh, hàn quang lạnh lẽo bắn ra khắp nơi, lựa chọn tự vẫn. Chỉ là, ngay sau đó động tác của cô ta đột nhiên dừng lại hỉ. Thanh kiếm của cô ta bị một cánh tay giữ lấy. Là Dụ Lực, hắn có vẻ rất thoải mái, tự nhiên, bình tĩnh, tự sát, cô cho rằng với chút thực lực của mình, ở trước mặt Dụ Lực tôi có tư cách tự sát sao? Nếu cô không bằng lòng quỳ, vậy được, tôi giúp. Trong lúc nói,
linh khí trong cơ thể dụ lực đột nhiên bùng phát. Vù! Lập tức, một cỗ khí thế nặng nề như núi Thái Sơn tràn ra, đám võ giả xung quanh không khỏi lui về phía sau, hô hấp khó khăn. Cùng lúc đó, cơ thể của Âu Dã Tư Linh như bị một ngọn núi lớn đè xuống, ít nhất phải trên hàng chục triệu sức mạnh long tượng. Ầm ầm. Âu Dã Tư Linh không thể chịu nổi sự biến động của không gian, không kịp phản ứng, hai chân mềm nhũn, gần như sắp thật sự phải quỳ xuống. Mẹ kiếp, bắt người phụ nữ của tao quỳ, tao thấy mày đang chê sống quá lâu. Nhanh như chớp, nhiệt độ không khí tại đây đột nhiên tầng vọt lẻn, trong nháy mắt, không gian trở nên vô cùng khô nóng, ngột ngạt, giống như sắp bốc cháy. Cùng lúc đó, một bóng người từ trên trời mạnh mẽ đáp xuống đất. Vững vàng đáp xuống trước mặt Âu Dã Tư Linh, bụi bay mù mịt, mặt đất vang lên tiếng răng rắc, vết nứt như mạng nhện trải dọc theo bàn chân, chưa đầy 3 giây, mặt đất trong viện đầy vết nứt chằng chịt. Bụi dần tan biến, dáng vẻ của người đến cũng rõ ràng, hoàn toàn lọt vào tầm mắt của mọi người. Dáng người mảnh khảnh, cao ráo, khuôn mặt góc cạnh, rắn giỏi, tuấn tú, cùng mái tóc húi cua cá tính, còn ai vào đây nữa chứ? Trần Bát Hoang. Người vừa đến chính là Trần Bát Hoang, nhân vật đình đám của ngoại viện. Sư đệ Bát Hoang, Từ Phong không thể tin được, nghi ngờ bản thân bị ảo giác, hung hăng véo mạnh vào đùi, thật sự là cậu ấy không chết, cậu ấy không chết. Trần Bát Hoang. Anh ta chính là Trần Bát Hoang. Trong đám người lập tức truyền ra một trận náo động, mà áp lực nặng tựa vạn quân trên người Âu Dã Tư Linh cũng lập tức tiêu tan. Bát Hoang, nhìn rõ người trước mặt. Đôi mắt Âu Dã Tư Linh khẽ động, em biết anh sẽ không chết mà. Vợ, mạng của anh rất lớn, người chết sao có thể là anh chứ? Trần Đức khẽ an ủi Âu Dã Tư Linh, sau đó quay người nhìn đến dụ lực, trong lúc quay người lại, ánh mắt nhu hòa dịu dàng của anh bỗng không còn chút cảm xúc, giống như mặt hồ tĩnh lặng. Là mày, bát vợ tao quỳ, đúng không? Mày là Trần Bát Hoang, dụ lực khẽ híp mắt, đánh giá Trần Đức từ trên xuống dưới. Cảm nhận được cảnh giới của đối phong, liền chế nhạo nói, là tao bắt cô ta quỳ xuống, sao nào, mày có ý kiến sao? Ha ha, Trần Bát Hoang, vốn tưởng anh đã chết, không ngờ vẫn còn sống, Chu Tư Linh ớ một bên chế nhạo. Cũng tốt, nếu đã còn sống, thì cùng người phụ nữ của anh quỳ xuống, liếm sạch bùn trên giày của tôi, bằng không, hôm nay cho dù con đàn bà Âu Dã không chết, thì anh cũng phải chết. Ồ, Trần Đức nhàn nhạt gật đầu. Giây tiếp theo, không chút báo trước nhanh chớp ra một quyền. Một quyền dứt khoát, không có bất kỳ võ kỹ nào, cũng không có linh khí chuyển động, giống như một quả tên lửa đạn đạo đột nhiên quét về phía dụ lực. Nằm đấm của anh quá nhanh, nhanh đến mức đã xuất hiện tàn ảnh, dụ lực hoàn hồn, phản ứng lại sau cú đấm của Trần Đức thì đã quá muộn. Nắm đấm đã đến trước mặt hắn, phóng đại cực lớn. Bụp! Sau một âm thanh nghẹt thở, dụ lực chết. Biến thành một đám xương máu, nổ tung, bao phủ dập dờn trong không khí, mùi máu tanh sộc lẻn mũi khiến người ta khiếp sợ. Ngay lập tức, toàn bộ trong viện rơi vào im lặng, lặng ngắt như tờ, kim rơi cũng có thể nghe thấy tiếng. Tất cả mọi người ngơ ngác, run sợ, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm đám xương máu mịt mù, đầu óc trống rỗng, tê liệt, tư duy rơi vào hỗn loạn, giống như nhìn thấy ma. Dụ lực chết rồi. Đây là đang nằm mơ. Xuất hiện áo giáp, Trần Bát Hoang một quyền đánh chết dụ lực ở cảnh giới thần tôn 48 giai. Mẹ kiếp, làm sao có thế như thế? Đám người giống như tượng, cứng đờ tại chỗ, bật động, nín thinh. Còn Chu Tư Linh, sắc mặt trở nên tái nhợt, trắng bệch hơn cả tờ giấy trắng, giống như người chết nằm trong nhà xác, đầu óc tê liệt, đờ đần, sợ hãi, mặc kệ cho đám xương máu dính trên người, khiến chiếc váy đỏ của cô ta trở nên đỏ hơn, thảm thương hơn. Chu Tư Linh, cô còn muốn vợ tỏi quỳ xuống liếm giày nữa không? Khi mọi tiếng động đều im ưng, lời nói của Trần Đức khoan thai vang lên, ánh mắt nhìn đến Chu Tư Linh, nhàn nhạt nói. Trong nháy mắt, Chu Tư Linh giống như bị sét đánh, cơ thể yêu kiều run lên, môi đỏ tái nhợt, vô thức lùi về phía sau, anh chấm ans, anh. Trần Bát Hoang, anh muốn làm gì? Tôi là em họ của Nghiêm Hoa, nếu anh dám động đến tôi, anh họ tôi sẽ không bỏ qua cho anh. Nghiêm Hoa, Trần Đức nhíu mày, cái tên này anh không quen, cô ta là em họ của Nghiêm Hoa, có liên quan gì đến anh? Sư đệ Bát Hoang, lúc này, trong đám đông, Từ Phong là người đầu tiên bình tĩnh lại,
đến bên cạnh Trần Đức, nhắc nhở nói, sư đệ bát hoang, e là cậu không thể giết cô ta, Nghiêm. Hoa đứng thứ 5 ở ngoại viện chúng ta, rất mạnh, giết cô ta, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho các cậu. Bát hoang, thôi bỏ đi, Âu Dã Tư Linh nắm lấy cánh tay Trần Đức, khẽ lắc nhẹ, không phải vì cô ta sợ, mà là lo lắng Trần Đức xảy ra chuyện, nhịn một chút trời yên biển lặng. Trần bát hoang, tốt nhất anh nên nghe lời con đàn bà Âu Dã và tên ăn hại họ từ đó, ha ha, vẻ mặt Chu Tư Linh vốn tái nhợt, lại lấy lại vẻ tự tin, có Nghiêm Hoa đứng phía sau, cô ta sợ cái gì? Có cái gì phải sợ? Người phải sợ không phải là cô ta, mà là đôi nam nữ chó má trước mặt. Nghĩ đến cảnh giới, thực lực và vẻ ngoài đẹp trai của Nghiêm Hoa, Chu Tư Linh trắng những không còn sợ hãi, ngược lại càng ra oai, vênh váo hống hách, chống nạnh không kiêng nế gì nói. Con đàn bà Âu Dã, ha ha, cô cho rằng người đàn ông của cô đến rồi thì giỏi làm sao? Đánh lén, giết chết dụ lực thì đã sao? Người đàn ông của cô chẳng là cái thá gì, so với người đàn ông của tôi, anh họ Nghiêm Hoa của tôi, anh ta chỉ là rác rưởi, thấp kém, hiếu không? Anh họ của tôi có thể dẫm chết tên thấp kém này chỉ bằng một chân, đứng trên đất mà giày xéo. Hiểu không? Lời nói ngạo mạn và ngang tàng của Chu Tư Linh lập tức kéo suy nghĩ chậm chạp. Hỗn loạn của đám võ giả xung quanh trở về hiện thực, tên nào cũng tán thành với lời nói của Chu Tư Linh, sở dĩ Trần Bát Hoang có thể dễ dàng giết chết dụ lực như vậy chẳng phải là bởi vì đánh lén sao? Nếu không phải đánh lén, dụ lực xác chắn sẽ không chết, còn Nghiêm Hoa mạnh như nào chứ? Có thể nói, trước khi Hân Bế Quan có thể quang minh chính đại, đường đường chính chính một quyền giết chết dụ lực. Cô Chu, sao cô có thể so sánh loại rác rưởi này với cậu Nghiêm được chứ? Đừng sỉ nhục cậu Nghiêm được không, trong đám người, Hoàng Ba, kẻ bị dạy dỗ trước đó vẫn còn tức giận, loại tức giận này chuyển thắng lên người Trần Đức và Âu Dã Tư Linh. Hắn ta không dám nối giận với Chu Tư Linh, nhưng không hề sợ hai người Trần Bát Hoang, nếu không phải vì bọn họ, trước đó hắn ta đã không bị nhục nhã. Trần Bát Hoang, Nghiêm Hoa đã nói cậu ấy muốn cưng chiều người phụ nữ của cậu, giáo viên Hướng Dẫn là tôi đây muốn khuyên cậu một câu. Bây giờ ngoan ngoãn đem người phụ nữ của cậu đến võ nhai, nơi cậu ấy đang bế quan, cho cậu Nghiêm Hoa, bằng không đợi cậu ấy xuất quan, cậu không những không có phụ nữ, mà còn mất mạng, ha ha. Tên rác rưởi, thế nào? Không dám nói nữa, Chu Tư Linh thầy Trần Đức im lặng, cho rằng anh sợ hãi, càng thêm liều lĩnh, hôm nay, tôi chính là muốn người phụ nữ của anh quỳ xuống, liếm giày, anh có thể làm gì eo tôi? Động đến tôi sao? Nào nào nào, động đến tôi đi. Đánh vào đây, đánh vào mặt tôi đây này. Trần Đức cười khẩy trong lòng, đôi mắt vẫn bình tĩnh như nước. Nhờ suối thiên hỏa thực lực tăng lẻn, tâm tình của anh đã thay đổi đáng kể. Đám người như Chu Tư Linh, Hoàng Ba chỉ là vai hề nhảy nhót trong mắt anh. Ha 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 ha, nếu cô đã yêu cầu, tôi sẽ thỏa mãn cô. Nghiêm Hoa, Trần Đức nhíu mày, cái tên này anh không quen, cô ta là em họ của Nghiêm Hoa, có liên quan gì đến anh? Sư đệ bát hoang, sư đệ bát hoang, lúc này, trong đám đông, Từ Phong là người đầu tiên bình tĩnh lại, đến bên cạnh Trần Đức, nhắc nhở nói, sư đệ bát hoang, e là cậu không thể giết cô ta, Nghiêm. Hoa đứng thứ 5 ở ngoại viện chúng ta, rất mạnh, giết cô ta, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho các cậu. Bát hoang, thôi bỏ đi, Âu Dã Tư Linh nắm lấy cánh tay Trần Đức, khẽ lắc nhẹ, không phải vì cô ta sợ, mà là lo lắng Trần Đức xảy ra chuyện. Nhịn một chút trời yên biển lặng. Trần Bát Hoang, tốt nhất anh nên nghe lời con đàn bà Âu Dã và tên ăn hại họ từ đó, ha ha, vẻ mặt Chu Tư Linh vốn tái nhợt, lại lấy lại vẻ tự tin, có Nghiêm Hoa đứng phía sau, cô ta sợ cái gì? Có cái gì phải sợ? Người phải sợ không phải là cô ta, mà là đôi nam nữ chó má trước mặt. Nghĩ đến cảnh giới, thực lực và vẻ ngoài đẹp trai của Nghiêm Hoa, Chu Tư Linh trắng những không còn sợ hãi, ngược lại càng ra oai. Vênh váo hống hách, chống nạnh không kiêng nế gì nói, con đàn bà Âu Dã, ha ha, cô cho rằng người đàn ông của cô đến rồi thì giỏi làm sao? Đánh lén, giết chết dụ lực thì đã sao? Người đàn ông của cô chẳng là cái thá gì, so với người đàn ông của tôi, anh họ Nghiêm Hoa của tôi, anh ta chỉ là rác rưởi, thấp kém, hiếu không? Anh họ của tôi có thể dẫm chết tên thấp kém này chỉ bằng một chân, đứng trên đất mà giày xéo. Hiểu không? Lời nói ngạo mạn và ngang tàng của Chu Tư Linh lập tức kéo suy nghĩ chậm chạp, hỗn loạn của đám võ giả xung quanh trở về hiện thực, tên nào cũng tán thành với lời nói của Chu Tư Linh,
Sở Đĩ Trần Bát Hoang có thể dễ dàng giết chết Dụ Lực như vậy chẳng phải là bởi vì đánh lén sao? Nếu không phải đánh lén, Dụ Lực xác chắn sẽ không chết, còn Nghiêm Hoa mạnh như nào chứ? Có thể nói, trước khi Hân Bế Quan có thể quang minh chính đại, đường đường chính chính một quyền giết chết Dụ Lực. Cô Chu, sao cô có thể so sánh loại rác rưởi này với cậu Nghiêm được chứ? Đừng sỉ nhục cậu Nghiêm được không? Trong đám người, Hoàng Ba, kẻ bị dạy dỗ trước đó vẫn còn tức giận, loại tức giận này chuyển thắng lên người Trần Đức và Âu Dã Tư Linh. Hắn ta không dám nối giận với Chu Tư Linh, nhưng không hề sợ hai người Trần Bát Hoang, nếu không phải vì bọn họ, trước đó hắn ta đã không bị nhục nhã. Trần Bát Hoang, Nghiêm Hoa đã nói cậu ấy muốn cưng chiều người phụ nữ của cậu, giáo viên Hướng Dẫn là tôi đây muốn khuyên cậu một câu. Bây giờ ngoan ngoãn đem người phụ nữ của cậu đến võ nhai, nơi cậu ấy đang bế quan, cho cậu Nghiêm Hoa, bằng không đợi cậu ấy xuất quan, cậu không những không có phụ nữ, mà còn mất mạng, ha ha. Tên rác rưởi, thế nào? Không dám nói nữa, Chu Tư Linh thấy Trần Đức im lặng, cho rằng anh sợ hãi, càng thêm liều lĩnh, hôm nay, tôi chính là muốn người phụ nữ của anh quỳ xuống, liếm giày, anh có thể làm gì eo tôi? Động đến tôi sao? Nào nào nào, động đến tôi đi, đánh vào đây, đánh vào mặt tôi đây này. Trần Đức cười khẩy trong lòng, đôi mắt vẫn bình tĩnh như nước. Nhờ suối thiên hỏa thực lực tăng lẻn, tâm tình của anh đã thay đổi đáng kể. Đám người như Chu Tư Linh, Hoàng Ba chỉ là vai hề nhảy nhót trong mắt anh, ha 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 ha, nếu cô đã yêu cầu, tôi sẽ thỏa mãn cô. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 28.